Chương 541 đối với tu sĩ, mà nói một ngón tay chỉ trên trán là hành vi nguy hiểm đến cùng cực, quả thật so sánh với gác đao trên cổ còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Phương Hành dùng một ngón tay chỉ thế này để nói với Lưu Ly Thế Tử Thương Lan Hải, kêu ngạo kia, đừng nên làm bừa. Cho dù một cái chỉ này không dùng chút sức lực nào, đối mặt với tạp trùng tiểu long này, đường đường là một kim đan như Phương Hành cũng không đến mức ra tay hạ sát thủ. Có điều, chắc chắn đối với tiểu long này, dù thời gian có qua bao nhiêu năm nó, cũng sẽ không thể thoát khỏi bóng ma của cái chỉ tay này. Lúc này, cuộc đại chiến bên kia cũng dẫn tới sự chú ý của nhiều đại nhân vật. Dù sao có mặt ở Thiên Phong Uyển, tụ tập ở yêu địa này hơn 7 phần là cao nhân, động tĩnh lớn như thế đã sớm kinh động đến chư tu. Hiện tại, Đại Kim Ô cùng Cửu Vương tử Thương Lan Hải đấu ba chiêu, chiêu thứ nhất cân tài ngang sức, chiêu thứ hai Cửu Vương tử tăng 3 phần lực đạo, trong mắt Đại Kim Ô chuyển loạn, không biết đang nghĩ đến mưu ma trước quỷ gì, lúc này Cửu Vương tử cũng hơi dừng lại thân hình dưới trời mưa trong mây như ẩn như hiện cười lạnh nói có thể đón lấy hai thương quyết của ta ngươi đủ để kiêu ngạo rồi hãy đến thử chiêu thứ ba của ta một chút dường như bị đại kim ô kích phát ra chiến ý giọng nói khí thế bừng bừng dẫn động mưa gió chiêu thứ ba thương quyết sắp đâm ra đại kim ô phát giác có điều không ổn vội không tiếp chiêu kêu một tiếng quay người bay đi trong nháy mắt chạy đến một ngọn núi khác tung cánh hét lớn tiếp ba thương quyết của ngươi thì có là gì có bản lĩnh ngươi đuổi theo đại kim ra ta xem Lúc này Cửu Vương tử Ngao bại có chút ngoài ý muốn, cười lạnh nói, "Đã bị đánh bại còn dám mạnh miệng." Nói xong cũng không thèm để ý đến gã, muốn tiến về phía Phương Hành ở dưới biệt viện. Đại Kim Ô không chịu bỏ qua, kêu lên, "Con mẹ nó, có bản lĩnh ngươi đuổi theo đi, xem Đại Kim gia ta có quất nát ngươi không." Cửu Vương tử nhất thời giận dữ, xiết thương muốn truy kích, lại nghe một tiếng hét lớn truyền ra, dừng tay. Liền thấy trước mặt Đại Kim Ô, đang muốn chạy trốn kia xuất hiện ba bốn thân ảnh tu vi cao thâm xuất hiện trên không trung đương nhiên đó là yêu đình thập đại trưởng lão bọn họ nhìn thấy đại kim ô cùng cử vương tử thương lan hải đại chiến một trận vừa sợ vừa giận hét lớn một người trong đó trực tiếp xuất thủ trong áo bay ra một thanh cổ kiếm vèo một tiếng chém tới làm mây mưa trong núi tan đi đại kim ô cũng suýt bị một kiếm này chém tới bị hù nhảy lên không trung kêu to ai vậy kiếm chuyện sao ngươi là tiểu bối phủ tăng sơn vì sao lại đấu pháp cùng khách quý thương lan hải chứ trưởng lão kia thu một một kiếm lập tức nhìn đại kim ô răn dậy tức giận đến mặt mo cũng biến thành màu đỏ tía mắt chó ngươi bị mù à không nhìn thấy hắn động thủ cùng đại kim ra ta trước sao đại kim ô đập cánh gã như một tên lưu manh chính hiệu mắng trưởng lão kim đan đại thừa cảnh kia ngươi thật to gan trưởng lão kia giận sôi lên hận không thể dùng một kiếm bổ chết con quạ đen này đường đường là một trong thập đại trưởng lão của yêu đình ngay cả nguyên anh lão tổ gặp cũng phải nể mặt làm gì bị mắng thành như vậy nhất là tên chửi lão lại là phù tăng sơn nhất mạch đã xuống dốc, càng nghĩ càng tức. Đến đây đến đây, có bản lĩnh chém đại kim ra nhà ngươi đi. Đối mặt với lửa giận của trưởng lão kim đan đại thừa, đại kim ô không chút sợ hãi, nhớn cổ lên khiêu khích. Trưởng lão kia càng thêm tức giận, tuy nhiên dù có tức thế nào một kiếm này của lão cũng không thể chém qua. Dù sao bây giờ yêu tộc đã chuyển ra chuyện, một tháng trước phù tăng sơn có một vị cao nhân lánh đời xuất thủ. Ngay cả nguyên anh lão tổ của Thái Thạch Gia cũng phải chịu thiệt thòi lớn, có được một vị cao nhân lộ diện nên khiến cho địa vị phủ tang sơn nhất mạch ở yêu địa sinh ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất trước kia kim ô nhất mạch có thể nói là mặc người ta bắt nạt nhưng hiện tại thì ai dám làm gì nữa đương nhiên nói trắng ra đại kim ô cũng ỉ vào uy thế còn lại của căn bá mới có oai phong đùa giỡn trước kia gã cũng không dám mắng yêu đình trưởng lão này bại nhi sao mới đến đã bắt đầu đấu pháp với người ta rồi thế cũng may vào lúc này trên ngọn núi ánh sáng biến ảo trên không trung hình thành cầu vòng năm màu phía trên có một phụ nhân vô cùng cao quý phía dưới có một đám thị tỷ ma ma chen trúc chậm rãi đi tới không biết bà ta có tu vi bậc nào nhưng trên cơ thể phóng ra khí tức như bồ tát xinh đẹp người ngời khí chất cao quý chúng yêu trong sân không dám nhìn thẳng thương lan hải long hậu là một nhân vật quan trọng của cử đầu trùng tộc bỗng nhiên lúc này lại tự mình ra mặt giờ khắc này ngay cả mấy vị trưởng lão của yêu đình cũng đành bó tay đứng một bên chờ được hỏi tới nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha bọn họ đến đây với mục đích giúp mấy vị nguyên anh lão tổ yêu địa tiếp khách. Cử vương tử Thương Lan Hải vừa cùng đại kim ô đấu ba chiêu, dù chiếm thế thượng phong nhưng không thành công bắt được gã, trong lòng vẫn đang vô cùng tức giận, bay người lên không trung, chỉ vào tòa biệt viện nói với Long Hậu, bẩm mẫu thân, Hải Nhi phát giác nơi này khác thường liền tới xem, không ngờ phát hiện có người xuất thủ với người của Thương Lan Hải chúng ta, làm xa tướng quân đã bị người ta giết. Bà nội, bà nội, nhanh tới cứu con, phía dưới, lưu ly thế tử bị phương hành dọa cho sợ vỡ mật, ngay cả khóc cũng không dám, cuối cùng bây giờ cũng đã lên tiếng. Nhưng lúc này, tên nhóc chỉ dám hô cứu mạng, không dám nói có chuyện gì phát sinh. Long hậu có tu vi thế nào chứ? Thần thức khẽ động liền hiểu rõ sự tình trong sân, mặt không chút biểu cảm, ngón tay nhẹ nhàng chỉ ra, một thị tỷ ma ma bên cạnh ghim đám mây xuống ôm lấy lưu ly, thế tử khóc đến mất hồn vía lên. Rốt cục là người phương nào dám phách lối đối với khách quý thương Lan Hải chúng ta? Trong giây phút, lại có hai ba vị trong thập đại trưởng lão yêu đình nhìn phía dưới quát to bọn họ đã đoán được việc này có liên quan đến kim ô thế tử của phù tăng sơn nhưng vẫn muốn lên tiếng hỏi một câu yêu địa ngũ tiểu tổ làm có vấn đề gì sao đại kim ô hạ cánh bay thấp đứng bên người phương hành cánh lớn vung lên uy phong lẫm liệt giờ khắc này yêu tu đứng bên năm người bọn họ giống như thủy triều rút xuống sợ bị thương lan hải hiểu lầm trong lúc nhất thời ngoại trừ một đám tiểu hồ ly trong sân chỉ còn lại phương hành Kim Ô, Ô Tăng Nhi, Tiểu Bằng Vương, Ô Nhất Điển. Bốn người phía trước không có ý trốn tránh, còn Ô Nhất Điển bị hù đến ngã co quắp trên mặt đất, nằm bất động. Cái gì mà yêu địa ngũ tiểu tổ, là người nào phong? Trong không trung, một vị trưởng lão cố nín cười, nhìn Tiểu Bằng Vương có ý khiển trách. Vị trưởng lão này xuất thân từ cô Nhận Sơn, chuẩn bị làm tốt nhiệm vụ bảo vệ cho năm người bọn họ. Chuyện xảy ra như thế này, lưu ly thế tử cùng thị vệ đến biệt viện chơi đùa, gặp mấy vị tiểu công chúa Thanh Khâu Sơn có ý muốn thân cận, liền mời bọn họ chơi trò chơi, kết quả không hợp, dẫn đến mâu thuẫn. Lúc này bên người Long Hậu Thương Lan Hải có một vị quản lý thiên phong uyển, lấy ra thủy kính nói hết chuyện vừa phát sinh trong biệt viện ra. Không cần nhìn. Long Hậu chỉ liếc sơ một cái liền nhàn nhạt lên tiếng, vung tay quét đi thủy kính. Ánh mắt bà ta như vô tình cố ý nhàn nhạt nhìn trên người đại kim ô, cười nói, ngươi chính là kim ô thế tử. Hai cánh đại kim ô ôm trước ngực, trợn trừng mắt hỏi, "Thế nào? Đẹp trai không?" Một đám yêu tu nghe gã hỏi câu này thì trên trán chảy xuống một tầng mồ hôi lạnh. Dám nói chuyện với Long Hậu như thế, ngay cả tiền bối yêu địa cũng không có mấy người. Long Hậu cười nhạt một tiếng, lơ đễnh nói khẽ, "Có thể vững vàng đón lấy ba chiêu của Cửu Nhi, Kim Ô Thế Tử đúng là danh bất hư truyền. Các ngươi đã giết một thị vệ Thương Lan Hải nên cũng không dễ nói chuyện. Có điều giờ tế tổ sắp đến, lại động đến đau thương thì không hợp lắm." cho nên chờ sau khi tiến các ngươi và yêu đế các rồi chậm rãi mà chơi đùa đến lúc đó không ai ngăn cản các ngươi giải thích xong lại lít nhìn đại kim ô một chút sau đó lại lít nhìn phương hành nhẹ nhàng cười một tiếng quay người rời đi một trận đại họa cứ như vậy mà tiêu tán khiến cho chúng yêu vừa sợ vừa cảm thấy may mắn nhưng bọn họ cũng nghe ra được trong lời nói của long hậu chắc chắn không chịu để yên chuyện này khiến cho bọn hắn có chút đồng tình với mấy tên ngốc tự xưng yêu địa ngũ tiểu tổ xem bọn họ như họa thủy Người đứng gần nhất cũng cách 10 trượng, nhìn bọn hắn như nhìn năm người đã chết, không ngừng tụm lại bàn tán. Ngay cả người của Thương Lan Hải cũng dám giết, năm tên ngốc này thật to gan. Đáng tiếc, dù có gan thế nào, chọc đến Thương Lan Hải cũng không có kết cục tốt. Cũng chưa chắc, Phù Tang Sơn có một cao nhân ẩn mình, nói không chừng có thể bảo hộ mấy người bọn hắn. Âm thanh tranh luận vang lên không ngừng, cũng có mấy người suy nghĩ khác thấp giọng nghị luận, mấy con tiểu hồ ly này vốn là người Thanh Khâu Sơn, nghe nói thân phận cũng không thấp đâu thế nào lại được tu sĩ nhân tộc bảo hộ thế này hồ tiên cơ công chúa suỵt im lặng tiên cơ công chúa thông minh tuyệt đỉnh làm sao lại làm ra hành vi lỗ mãng được chứ hừ cách làm của nàng thông minh thì có thông minh nhưng thật khiến cho người ta cảm giác không thoải mái không phải nói tu sĩ nhân tộc giáp tâm hãm hại bọn tiểu hồ ly này sao còn vì dị bảo của tiền bối của các nàng nên mới đưa các nàng trở về nhưng sao nhìn bộ dạng của các nàng rất thân cận với hắn còn tu sĩ nhân tộc kia cũng không có dáng vẻ gian trá như trong lời đồn trong tiếng tranh luận của các yêu tu sắc mặt hồ tiên cơ cũng có chút khó coi tuy nhiên trong lòng nàng ta vẫn cười lạnh điều hồ tiên cơ không nghĩ tới là phương hành lại vì đám tiểu hồ ly này mà động thủ cùng thương lan hải nghe ý trong lời nói của long hậu thì sau khi thương lan hải vào yêu đế các cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy trong lúc vô tình nàng ta lại tăng thêm một viện binh mạnh mẽ rồi ha ha hình đạo hữu thật sự rất dũng cảm khi đám người dần tản đi hồ tiên cơ mới dịu dàng bước lên miệng cười lạnh mặt cũng không chút biểu tình bớt nói nhảm đi bọn tiểu hồ ly này không còn quan hệ với thanh khâu sơn các ngươi nữa hiện tại các nàng là người của ta sắc mặt phương hành khó coi nhìn nàng nói thẳng mặt hồ tiên cơ lạnh lùng cân nhắc chậm rãi nói truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé hình đạo hữu thật sự muốn lập ván cược này sao phương hành nhìn nàng ta như cười như không nói khẽ không đặt cũng có thể khi quay về ta đập món dị bảo kia ngươi ngươi dám hồ tiên cơ ngây ngốc một chút vô cùng tức giận giống như không tin phương hành dám làm thế mà phương hành lại nở nụ cười không phải lần đầu tiên ta hủy pháp bảo đâu có gì không dám đều là vật ngoài thân mà thôi hồ tiên cơ nhất thời nghẹn lời nghĩ đến một chuyện tên khốn kiếp này thật sự có can đảm đó đối mặt với uy hiếp của phương hành hồ tiên cơ có chút lo lắng nàng ta còn nhớ phương hành đã từng hủy một bảo kính uy lực không tầm thường trước mặt nàng Loại bảo vật kia theo như mấy vị trưởng lão nghiên cứu thì tuyệt đối là một món trí bảo phẩm chất cực cao. Tuy nhiên, tên khốn kiếp kia vì muốn thoát thân mà không chút do dự, cho thấy hắn thật sự sẽ không đau lòng vì nghĩ đến điểm này. Trong lòng chuẩn bị một đống chuyện gây khó dễ cho Phương Hành nhưng không dám lấy ra. Được, ta cược với ngươi, định tại yêu đề Thật lâu sau Hồ Tiên Cơ mới trầm giọng lên tiếng, muốn định tiền đặt cược của ván này. Người cược thì tốt rồi, bọn tiểu hồ ly thuộc về ta phương hành cười ha ha một tiếng liền cắt ngang lời nàng ta có chút hưng phấn nói với bọn tiểu bàn ngươi còn chưa thắng ta các nàng còn chưa phải là người của ngươi mày hồ tiên cơ nhíu lại đối với điệu bộ của phương hành càng thêm phản cảm sớm muộn gì tiểu ra ta cũng thắng ta dẫn các nàng đi trước cũng không sao ngươi cũng đừng nói nhảm nữa dù ngươi có nói bầu trời toạc ra hôm nay ta cũng nhất định phải mang tiểu hồ ly đi có bản lĩnh ngươi đánh lên cô nhận sơn mà đòi người phương hành cười ha ha cũng không thèm để ý đến nàng ta mang theo một đám tiểu hồ ly tỏ vẻ muốn đi. Mà hồ tiên cơ cũng không thèm che giấu, hỏi thẳng, ngươi lấy tự tin từ đâu cho rằng sẽ thắng ta. Phương Hành dừng chân, quay đầu nhìn nàng ta một cái, ánh mắt trêu tức, cười nói, ngươi thì có là gì, xứng đâu pháp với ta sao. Sau khi nói xong, trực tiếp đằng vân, bay đến một ngọn núi không người. Bọn người đại kim ô, ô tang nhi đành phải đuổi theo, tiểu bằng vương nhìn hồ tiên cơ một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, ô nhất điển có quắp như bùn nhão bên cạnh cũng nhảy vào không trung, đi theo bọn người phương hành, một mình hồ tiên cơ ở lại, răng ngả nghiến răng rắc. Ngươi thì có là gì sao? Hắn không để ta vào mắt. Chờ sau khi vào yêu đế cát, xem các ngươi đấu pháp với ta thế nào. Hồ tiên cơ thấy phương hành không xem nàng ra gì thì tức giận đến toàn thân run lên, bàn tay cũng run nhẹ. Nàng lại bị tên khốn kiếp khó coi kia khinh bỉ, trong lòng hồ tiên cơ cảm giác vừa hoang đường, lại vừa buồn cười, vị này chính là tiên cơ công chúa của Thanh Khâu Sơn sao? Đúng lúc Hồ Tiên Cơ tức giận một bụng ngột ngạt không có chỗ phát tác, bỗng nhiên có một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Hồ Tiên Cơ quay đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng thi lễ, nói, bái kiến mấy vị sư huynh thần châu. Đã thấy từ xa có mấy thân ảnh trên không trung giá vân mà đến, người đi đầu là thiếu niên khoảng chừng 13-14 tuổi, người mặc hắc bào theo phong cách cổ xưa, cách ăn mặc rất ra vẻ người lớn, còn vị thứ hai là một nam tử cao lớn đầu trọc, phía sau mang song đao to, phía trên khắc họa nhiều phù văn kỳ lạ, trên thân khí tức vô cùng hung hãn, có tu vi Kim đan trung kỳ. Mà người thứ ba là một cô gái người mặc váy đỏ, khăn gấm buộc tóc khá xinh đẹp, khí tức có chút âm lệ. Phía sau bọn họ còn có ba nam một nữ, tuổi còn trẻ, tu vi Kim đan, cũng là tuấn tài một phương. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, bảy người này đều là nhân tộc lại công khai xuất hiện ở nơi này. Tiên cơ công chúa khách khí rồi, Thuần Dương Đường Hạc Linh Tử đến đây hữu lễ. Cầm đầu đoàn người, thiếu niên 13-14 tuổi lên tiếng mỉm cười nói, "Mà bốn người đi theo phía sau một người thần sắc trắng bệch, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn ngang bên dưới, trực tiếp thấy được cách đó không xa, phương hành mang theo một đám tiểu hồ ly xuống núi, ánh mắt lẫm liệt, trầm giọng nói, "Quả nhiên là tên khốn kiếp kia, hắn hóa thành cho ta cũng nhận ra, mấy vị sư huynh, ta tìm hắn thật khổ, đợi một chút, ta bắt hắn thẩm vấn đã." Người này chính là người lúc trước bị Phương Hành tra tấn trục yêu minh tiểu yêu, thôi thiểu đình, nhìn thấy Phương Hành chỉ muốn đuổi theo bắt giết hắn. Đứng lại, ngươi muốn động thủ sao? Lúc này, nữ tử mặc áo đỏ đột nhiên lên tiếng nói, giọng nói không nặng nhưng khiến thôi thiểu đình sợ đến toát mồ hôi lạnh. Mà nữ tử áo đỏ dạy dỗ gã một câu rồi lại đi về hướng hồ tiên cơ, nhẹ nhàng thi lễ, không thấy hồ tiên cơ ở đây sao? Hồ tiên cơ liền giật mình, cho là bọn họ vì nề mặt nàng mới không trực tiếp, đến bắt nhóm tiểu hồ ly cùng phương hành, nên cười khổ một tiếng nói mấy vị sư huynh khách khí rồi đám tiểu hồ ly kia đúng là người thanh khâu sơn chúng ta có điều rời núi đã lâu quan hệ với bọn ta cũng khá nhạt đến nỗi tên tu sĩ nhân tộc kia lúc đầu chúng ta xem hắn là khách quý mà đối đãi nhưng không nghĩ tới hắn lại lừa gạt hãm hại không chuyện xấu nào không làm thực sự rất quá đáng nếu không có cô nhận sơn che chở thanh khâu sơn chúng ta sớm đã không dung hắn rồi một câu liền phủ nhận quan hệ sau đó thầm nghĩ làm như thế nào kết giao cùng bọn tu sĩ đến từ thần châu này. Đối với trận đấu lần này, Hồ Tiên Cơ xem như 10 phần nắm chắc. Tuấn Tài yêu mạch ít nhất một nửa có thâm giao cùng nàng, nửa còn lại chỉ lo cho thân mình cũng không đứng về phe với phương hành, mà đối địch với nàng. Trong khi đó hai thế lực bên ngoài tới, thì thương Lan Hải đã trở mặt với tên ngốc kia rồi, dù nàng không lên tiếng. Nhưng hai phe tiến vào yêu đế các chắc hẳn hai bên cũng đấu đến một mất một còn, nàng chỉ cần đợi cơ hội chiếm tiện nghi, Đến nỗi mấy vị sứ giả thần châu này cũng đã sớm đối địch với tên khốn kiếp kia, không giúp nàng thì giúp ai? Hồ Tiên Cơ rất hiểu mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mượn nhờ sức người khác, lúc này phần thắng trong tay nàng ta nắm chắc 10 phần. Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc Hồ Tiên Cơ cho rằng thế cục nàng ta đã nắm trong tay, chuẩn bị mời mấy vị khách quý thần châu này vào trong bữa tiệc kính vài chén, thì nữ tử áo đỏ chợt che miệng cười một tiếng, ánh mắt đẹp nhìn Hồ Tiên Cơ từ trên xuống dưới, sau đó một lúc mới nói: Nghe đồn tiên cơ công chúa Thanh Khâu Sơn chẳng những mỹ mạo vô song, mà mưu kế cũng cao siêu. Hồ Tiên Cơ cảm thấy sắc mặt nàng ta có chút không đúng, hơi ngẩn ra, nói khẽ, chỉ là lời đồn, không xem là thật được. Cô gái áo đỏ cười hì hì, đúng thật không quá giống, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chỉ thấy ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Sắc mặt Hồ Tiên Cơ khẽ biến nhưng không lập tức phát tác, mắt lạnh lùng nhìn cô gái áo đỏ. Cô gái áo đỏ cười hì hì nói tiếp, kỳ thật ta đến yêu đình một lần rồi có người nói hết chuyện của thanh khâu sơn cho ta biết lúc đầu gặp ngươi vì kết giao với chúng ta đã không tiếc giao người có ân với hồ tộc gia muốn ta nói cảm ơn ngươi sao nhưng xin lỗi ta không làm được chuyện này ta càng nghĩ càng thấy thú vị nhịn không được ha ha tiên cơ điện hạ ơi là tiên cơ điện hạ ngươi có biết ngươi đã đắc tội với người mà ngươi không nên đắc tội không mà lúc đầu ngươi nên cùng hắn trở thành bằng hữu mới đúng mặt hồ tiên cơ càng khó coi hơn một lúc lâu mới hỏi tiên cơ ta làm sai chỗ nào xin tỉ tỉ chỉ dạy cô gái mặc áo đỏ lại cười nói, tuổi tác ta nhỏ hơn ngươi, ngươi đừng gọi ta là tỷ tỷ, còn làm sai chỗ nào, ngươi sẽ tự biết. Cũng vào lúc này, nam tử đầu chọc đứng chung một chỗ với nữ tử áo đỏ hỏi, hồng y sư tỷ, tỷ biết tên gia hỏa kia sao? Hồng y nữ tử cười, lúc đầu không dám xác định, chẳng qua là cảm thấy ba phần tương tự, về sau lại nghe từng chuyện từng chuyện hắn làm khiến cho ta có bảy phần xác định, vừa rồi từ xa nhìn hắn vài lần, đã xác định đến mười phần kỳ thật ta cũng không biết hắn nhưng đệ đệ của ta quen biết hắn hai người còn là huynh đệ nữa đệ đệ ngươi là huynh đệ của hắn sao nam tử chọc đầu ngẩn ra là tên ngốc mang trường thương phụng thiên đạo kia sao cô gái áo đỏ lắc đầu chỉ là hai con chó săn thôi hành lão đại là người khác nói xong nhìn hồ tiên cơ liếc mắt cố ý bổ sung một câu tốt nhất là không nên gây sự với hắn những lời nói này khiến cho người ta không nghĩ ra được mắt đẹp của cô gái áo đỏ nhìn quanh bốn phía không nói ra trước mặt người khác mà chỉ truyền âm về phía người thiếu niên, nhưng thân phận cùng tu vi cao nhất hạc sư huynh kia. Hai mắt người thiếu niên nhất thời sáng lên, ngón tay vuốt ngọc giác bên hông, trầm giọng lên tiếng, chu sư đệ, lệnh phù mang theo mấy cái. Nam tử chọc đầu ngẩn ra, trả lời, lần này đến yêu đình mang theo 12 cái, đã đưa ra ngoài ba cái. Hạc sư huynh này trầm ngâm thật lâu, thản nhiên nói, chữa cho hắn một cái, tìm cơ hội đưa cho hắn. Lệnh phù thuần dương đạo, nam tử đầu chọc nao nao, sắc mặt trịnh trọng nhận lấy. Ánh mắt của bốn vị tiểu tổ trục minh yêu ngạc nhiên, hầu kết khẽ động, theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lệnh phù chân quý như thế mà muốn cho tên khốn kiếp kia sao? Trong mắt bọn họ thoáng hiện dị quang, dường như không thể tin vào chuyện này. Ngay cả Hồ Tiên Cơ cũng bị chuyện bọn họ nói làm sợ ngây cả ngươi, gương mặt xinh đẹp cố che giấu vẻ khiếp sợ. Chỉ là một tán tu thôi mà, sao hắn lại được các ngươi xem trọng như thế? Lúc đầu vì muốn kết bạn cùng đám người thần châu này nên mới lấy oán báo ơn, muốn bắt phương hành giao cho bọn họ xử trí, muốn tạo được giao tình to lớn để sau này có thể nhận được trợ giúp. Thế nhưng Hồ Tiên Cơ lại không thể nào ngờ đến, nàng một lòng kết giao cùng sứ giả thần châu, khi bọn họ biết thân phận của tán tu kia lại có phản ứng thế này. Trong lúc nhất thời, tâm trạng loạn cả lên. Hồ Tiên Cơ đã lờ mờ đoán được dường như bản thân đã phạm vào một việc hết sức sai lầm. Sau khi kinh sợ, nàng ta ép buộc bản thân không được biểu hiện ra ngoài tỏ vẻ thản nhiên nói vị tán tu kia là bằng hữu của các vị sao tên hạc sư huynh thản nhiên nói không phải là bằng hữu nhưng nếu có cơ hội cũng muốn kết giao cùng người bạn như hắn hồ tiên cơ lập tức không nói nên lời sắc mặt khó coi đến cực điểm sóng ngầm trong mắt đã bốc lên qua một lúc lâu nàng ta mới miễn cưỡng bình tĩnh lại thản nhiên nói chắc hẳn các vị sư huynh cũng biết thanh khâu sơn chúng ta có chút ân oán với tu sĩ nhân tộc hình phương thậm chí hắn còn lấy cắp một món trí bảo lần này sau khi tiến vào yêu đế cát tiên cơ cùng hắn sẽ có một trận đấu pháp đòi lại dị bảo trước đó không biết hắn có quan hệ cùng các vị nếu không sẽ không vị hạc sư huynh này như hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng ta ánh mắt nhìn nàng thản nhiên nói hồ tiên tử cứ yên tâm ba sư huynh muội chúng ta vì tu giới đại kế mà đến chỉ là dẫn độ không nói tới ân oán đương nhiên sẽ giữ vững sự trung lập ân oán giữa các ngươi chúng ta sẽ không tham dự vào tuy ta muốn làm bằng hữu của hắn nhưng hiện tại chúng ta còn chưa quen biết cho nên ngươi không cần lo lắng về chúng ta hồ tiên cơ chính là đang chờ một câu này nhất thời cảm thấy thở ra nhẹ nhõm không ngờ vẻ mặt lạnh nhạt của hạc sư huynh bỗng nhiên cười nói hồ tiên tử ngươi là người mấy vị trưởng lão chọn ra muốn bái nhập thần châu tông môn tuy còn chưa bái sư nhưng phần tình nghĩa sư huynh muội vẫn sẽ có nên ta khuyên ngươi một câu tốt nhất vẫn không nên đấu pháp với người này nói xong y nhẹ nhàng lướt qua hồ tiên cơ mà đi tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rời đi hồ tiên cơ giật mình cứng người đứng nguyên tại chỗ không nói nên lời mà vào lúc này cô gái áo đỏ cũng mỉm cười nhìn hồ tiên cơ như mỉm cười trên nỗi đau của người khác tiên cơ điện hạ cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi cái tên ra hỏa kia không phải dễ chọc đâu tiến vào yêu đế các các ngươi nên cẩn thận một chút chật chật khuôn mặt ngươi xinh đẹp thế này bị hắn dùng một đao chảm đứt cổ không biết sẽ có bao nhiêu người đau lòng đây trong tiếng cười vang như chuông bạc nàng như một đám mây hồng bồng bềnh bay đi tiếng cười thật lâu không dứt mà lúc này sắc mặt hồ tiên cơ âm trầm muốn chảy ra nước rồi câu hỏi cuối cùng của nàng ta như muốn thăm dò xem sứ giả thần châu có kết đồng minh cùng phương hành không kết quả đúng như y nàng bọn họ sẽ không liên minh với hắn nhưng cũng không đối địch với hắn tuy nhiên lời nói cuối cùng kia của bọn họ là có ý gì chẳng lẽ bọn họ cảm thấy bản thân nàng không đủ bản lĩnh đấu pháp cùng tên gia hỏa kia sao tên nhân tộc khốn kiếp kia đến cùng có gì đáng sợ khiến bọn họ phải trịnh trọng như thế chỉ cần các ngươi giữ vững sự trung lập là tốt rồi nếu hắn thật sự được thần châu xem trọng vậy ta không thể để hắn qua thần châu ý thức được mình làm sai ngay từ đầu trong lòng hồ tiên cơ lại sinh ra sát y mãnh liệt hơn về sau nhớ kỹ ta đã dạy cho các ngươi là tiên hạ thủ vi cường nhìn hắn không thuận mắt liền đánh một người đánh không lại thì một đám tiến lên đánh không lại thì âm thầm đâm hắn âm thầm không được thì bẫy hắn không tranh thủ thời gian được bẫy không được đánh không lại trốn không thoát thì liền báo cho phương đại gia ta, để ta đến đánh hắn. À, đương nhiên, tiểu bàn cắn một cái này cũng không tệ, thưởng cho ngươi một quả mã này. Chiêm chiếm. Miệng tiểu bàn thật ngọt, thưởng ngươi hai quả. Lúc này trên một ngọn núi, phương hành mang theo một đám tiểu hồ ly truyền thụ cho chúng độc môn tâm pháp. Đại kim ô, ô Tăng nhi, tiểu bằng vương cùng ô nhất điển ngồi bên cạnh hắn. Đại kim ô vui chơi vô cùng thoải mái, ô Tăng nhi thì lo lắng nhìn bọn tiểu hồ ly này, sợ các nàng bị phương hành dạy hư, Mặt Tiểu Bằng Vương tràn đầy sự khinh bỉ, giống như trước mắt Phương Hành lại không dạy thành chúng người đứng đắn, mỗi ngày cứ suy nghĩ làm thế nào chiếm tiện nghi của người khác. Còn Ô Nhất Điển chỉ ngồi nửa mông trên mặt ghế đá, dáng vẻ của một bộ dạng sợ hãi của quả đen. Ngọn núi này vừa rồi cũng có một nhóm tuấn kiệt uống rượu, địa vị cũng không thấp. Có điều khi Phương Hành vừa đến đã cưỡng ép đuổi người rời đi, chiếm đoạt yến hội cùng lực sĩ thị tỷ. Đáng nhắc tới là chuyện này Tiểu Bằng Vương lại xuất lực không ít lúc đầu nhóm người này gặp phương hành cùng đại kim ô vẫn tỏ ra dáng vẻ không phục tiểu bằng vương lộ diện một cái bọn họ lập tức chuồn đi phi dương bạt hổ tiểu bằng vương ở yêu địa vẫn có mấy phần tiếng tăm một dám vướng víu ngươi dự định xử lý thế nào đại kim ô rót một nửa bình rượu nốc một ngụ điệu bộ hung hăng của gã khiến đám tiểu hồ ly không dám tới gần phương hành cũng không ngẩng đầu lên hỏi quay lại ném cho cô nhận sơn nuôi tiểu bằng vương yên lặng liếc mắt không nói tên khốn kiếp này xem cô nhận sơn là nhà của mình thật à ô tăng nhi hiện tại dù sao các nàng cũng là tộc nhân của thanh khâu sơn nếu thanh khâu sơn đến đòi người không biết có phiền phức gì không phương hành cười lạnh một tiếng đòi ta cũng không đưa với thủ đoạn của con mụ lẳng lơ kia đã nhìn thấy ta giết người thay cho đám tiểu hồ ly này tám chín phần sẽ muốn thông qua bọn họ mà đối phó với ta nếu không phải vậy ngươi cho là ta nhận các nàng làm gì dù sao thanh khâu sơn bọn nó cũng không thể trở về được dù có muốn về thì cũng phải đợi đại gia đánh Thanh Khâu Sơn rớt xuống rồi về. Lời nói này khẩu khí thật lớn, mấy người đều ngây ngốc nhìn, đánh Thanh Khâu Sơn sao? Chuyện này bá đạo đến thế nào chứ? Chỉ có điều ngoại trừ Đại Kim Ô thì không ai xem là thật, chỉ coi như lời nói lúc nổi nóng của hắn. Vốn Ô Tang Nhi muốn khuyên một chút, nói Hồ Tiên Cơ không phải là loại người này, có điều miệng nhỏ há ra lại không nói nên lời. Sau khi tên đại thổ phỉ Phương Hành xuất hiện, nhiều lần dồn Hồ Tiên Cơ đến cực hạn, khiến nàng ta lộ ra diện mạo mà bình thường nàng tuyệt đối không để người ta nhìn thấy. Ô Tang Nhi cảm giác Hồ Tiên Cơ có chút xa lạ. Ngay cả Tiểu Bằng Vương cũng cảm thấy không thoải mái, mày chiếu chặt, uống một ngụm rượu lớn. Ô Tang Nhi hít một hơi dài, không nói gì thêm, chỉ lấy ra quyển trục kia, than thở nói, lần này xong rồi, liên minh không kéo nổi một người, còn chọc thương Lan Hải tức giận, lần này cơ hội chúng ta thua nhiều hơn thắng. Tiểu Bằng Vương hừ một tiếng, không có hy vọng thắng. Phương Hành cùng Đại Kim Ô nhất thời trừng mắt nhìn y, Tiểu Bằng Vương rủ đầu xuống uống rượu, Ô Nhất Điển thì khóc đến mất mặt. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, không phải nói bên trong yêu đế các không được lấy mạng người sao? Tối đa chỉ không chiếm được cơ duyên, tay không mà về thôi. Nếu không phải lão thụ căn bá thần bí nói cho ta ba đạo quyết này, bảo chúng ta cần vào yêu đế các thu hoạch được truyền thừa, ta còn thực sự không thích đi vào. Ha ha, nói đến cơ duyên yêu tộc các ngươi đều là quỷ nghèo, chỉ có tiên tinh còn có chút thuận mắt. Phương Hành đút bốn năm trái cây vào miệng Tiểu Bàn biến miệng của nó thành bao tải, lúc này mới quay đầu nói. Ô Tang Nhi chợt nhìn Phương Hành một cái nói, làm gì đơn giản như thế, trước kia và yêu đế các không ai bị mất mạng nhưng hiện tại không giống. Trước kia trăm năm chỉ có một thiên tài yêu tộc đi vào, lần này đi vào ít thì cũng bốn năm chục người, vì tranh đoạt tạo hóa sẽ có phát sinh mâu thuẫn. Tuy yêu đình ban xuống pháp chỉ cấm giết, nhưng nhỡ đâu giao tranh căng thẳng, ai mà không lo lắng. Thêm vào đó, vừa rồi ta thấy tiên cơ tỷ tỷ nhìn ngươi với ánh mắt không tốt, thanh khâu sơn sớm đã bắn tiếng lần này trong yêu đế các sẽ hạ bệ ngươi đoạt lấy dị bảo hồ tộc của ngươi chuyện này các vị trưởng bối đều đồng ý nếu như ngươi thua trận nhất định phải giao ra món dị bảo kia nếu không chỉ sợ mấy vị lão tổ cô nhận sơn cũng không bảo vệ được ngươi phương hành gật đầu cười hắc hắc kỳ thật trong lòng hắn hiểu được cô nhận sơn không muốn vì hắn mà khai chiến cùng thanh khâu sơn kỳ thật nói thẳng ra nếu dị bảo hồ tộc trong tay hắn có phân lượng không nặng cô nhận sơn bảo vệ được hắn liền bảo vệ, thanh khâu sơn cũng không nói được gì. Giống như bảo khố của hồ tiên cơ bị hắn trộm đi, trong đó cũng có không ít vật có giá trị nhưng cô nhận, sơn chuyển ra nói hắn là tiểu tổ tà vương nhất mạch, thanh khâu sơn đành phải nuốt cục tức này, không nói gì thêm. Nhưng khi bên trong hắc uyên đại ngục hắn để lộ dị bảo có phân lượng quá nặng, thanh khâu sơn vì muốn đoạt lại dị bảo này đã không tiếc khai chiến. Cô nhận Sơn muốn bảo hộ hắn cũng phải tính toán một chút, dù sao đại bằng điều tuy cuồng ngạo nhưng cũng không phải là kẻ ngu nhận biết được nếu thật sự hai tộc xảy ra chiến tranh sẽ trở thành tội nhân của yêu tộc kết cục sẽ vô cùng thê thảm có điều thân phận của hắn cũng xem như đặc thù mặt mũi của lão tà đủ lớn bọn họ cũng không dám làm hắn thua thiệt thế là châm trước định ra trận đánh cực này nhìn bề ngoài thì uy phong lẫm liệt trên thực tế nói nhượng bộ cũng không có gì quá đáng đương nhiên ngoài mặt mấy tên ra hỏa kia sẽ không nói vậy chỉ nói giao quyền lựa chọn vào tay hắn cùng hồ tiên cơ đấu một trận nếu hắn thắng thì mọi chuyện dễ nói nếu thua thì phải giao ra thanh hồ quỷ diện đồng thời lấy thành tựu tạo hóa bên trong yêu đế các để đền bù tổn thất trước khi đến thiên phong uyển bằng ngũ tìm hắn nói chuyện một lần ám chỉ nếu hắn xác định ở bên trong bản thân không địch lại hồ tiên cơ thì có thể mang thanh hồ quỷ diện trả lại cho nàng ta để đền bù tổn thất ân oán của thanh khâu sơn cùng hắn sẽ được xóa bỏ sau đó còn có thể tặng cho hắn ngàn lượng linh tinh hai viên tiên tinh để đền bù tổn thất rồi sau khi vợ yêu đế các hồ tiên cơ sẽ không gây khó dễ cho hắn nữa, thậm chí còn liên thủ cùng hắn. Từ điều này có thể nhìn ra được lòng tin của cô nhận, Sơn đối với hắn quả thật không lớn, âm thầm tìm điều khoản tốt hơn. Có điều đám gia hỏa kia không đoán được. Hắn dễ dàng gì mà cúi đầu như vậy? Phương Hành cười lạnh một tiếng thầm nói, có một ngàn lượng đã muốn ta nhận thua, xem thường ta quá. Sau đại yến, trưa ngày thứ hai là đến thời điểm yêu tế diễn ra, nhân mã chư yêu mạch đã sớm chạy tới yêu đình. Một tòa đại điện đại biểu cho yêu tộc chính thống lại tọa lạc ở Bắc Đằng Châu. Một sân mạch trạm khắc nguy nga, lưng quay hướng bắc, mặt hướng về phía nam, cao đến mấy trăm trượng, vô cùng rộng rãi bá khí. Trước điện có một quảng trường bạch ngọc, phạm vi ngàn mét vuông, mà yêu đình trên không lại có chín tòa bạch cốt tháp lớn nhỏ đủ cả, ngọn tháp thẳng hướng bắc cực yêu tinh, tháp này cũng nắm giữ con đường yêu tháp thông với yêu đế Các. Tế xong yêu tháp sẽ hiện ra thông đạo đi vào yêu đế Các, mà lúc này trên quảng trường bạch ngọc trong phạm vi ngàn trượng Yêu Đình Thập Đại Trưởng lão đã mặc cổ phục đứng nghiêm trang, hơn 10 vị tuấn kiệt đứng trên quảng trường chuẩn bị tiến vào Yêu Đế Các, bên người đều có pháp khí đặc chế chính là pháp thuyền, mà các tộc nhân Yêu Mạch thì ở bên ngoài quảng trường quan sát, không dám bước vào quảng trường nửa bước. Trên quảng trường, những tuấn kiệt đứng chờ đợi tiến vào Yêu Đế Các thấp thoáng phân chia từng khu vực. Những người có tư cách tiến vào Yêu Đế, các ai cũng mong muốn bản thân đoạt được cơ duyên, đơn thương độc mã cũng không nhiều, đa phần đều chiếu cố lẫn nhau, tăng cường thực lực của mình dường như mỗi người đều xây dựng liên minh với người thân cận cho nên lúc này đứng thành từng nhóm tách rời trong vòng một đêm để tạo điều kiện tốt cho cuộc thảo luận đã có người hiểu chuyện lấy danh hào riêng cho tuấn kiệt yêu tộc giữa các liên minh thế lực lớn nhất đương nhiên được hồ tiên cơ xây dựng là tiên tử minh thương lan hải xây dựng cửu tử minh sứ giả thần châu cùng trục yêu minh tứ tiểu tổ xây dựng thâm châu minh nhân số của ba phe rất nhiều thân phận cũng cao có thể gọi là quái vật khổng lồ không thể trêu chọc Ngoài ra, còn có thử tộc vô ảnh, sơn đạo tử tổ kiến vô nha minh cùng bọn người độc lai độc vãng viên tộc đạo tử, cũng không ai dám khinh thường. Có điều vừa so sánh lại xuất hiện một chuyện buồn cười, đó chính là ngũ tổ minh. Nói đến tên ngũ tổ minh cũng rất bá đạo, chỉ vì thái tử kim ô phủ tang nhất mạch tự xưng là yêu địa ngũ tiểu tổ, mới tạo nên danh xưng như thế. Có điều chúng yêu đàm luận, đa số bọn họ lấy chuyện này để trêu chọc, mà chuyện khiến người ta cảm thấy buồn cười hơn bởi đường đường là ngũ tổ minh, ngoại trừ nhân vật nòng cốt là tên thổ phỉ, một tên yêu du côn, một cô nàng nói nhiều, một tiểu bá vương cùng một kẻ ngu, ngay cả một đồng minh cũng không lôi kéo được, ngược lại kết thù với hai tổ đội mạnh, còn chưa gia nhập yêu đế các đã bị để mắt tới. Xong đời, chúng ta phải nhận thua khi đi vào, không đấu khí cùng bọn họ được. Mặt nhỏ của ô Tăng nhi tái nhợt, nhìn lướt qua nhân mã phía hồ tiên cơ, xem ra đã tuyệt vọng. Đám khốn kiếp kia rất lợi hại sao? Phương Hành đưa tay sờ lỗ mũi, thấy bên kia có người nhìn hắn chỉ trỏ, hắn hung hăng lườm bọn họ. Ô Tang Nhi thở dài nói, thật đáng sợ, sư tộc cửu đầu tiểu thánh cùng tử vụ hồ đạo tử đều gia nhập tiên tử minh, tăng thêm nhân số cho tiên cơ tỷ tỷ, bọn họ chỉ ít có ba vị cao thủ bậc nhất, không dễ chọc. Sư tộc cửu đầu tiểu thánh ít lộ diện, nhưng nghe người ta nói rằng ba năm trước hắn đã từng đến lạc nhật đại mạc rèn luyện, gặp nhóm cao thủ trục yêu minh, một mình chém giết mười kim đan của đối phương, mà trong tình huống đối phương xuất thủ lại bao vây tấn công, Vị tử vụ hồ đạo tử chính là một con cá chép vàng tu luyện thành tinh, hôm nay cũng chỉ mới có tu vi kim đan tầng 6, tuy nhiên đã từng luận đạo với một vị trưởng lão kim đan đại thừa cảnh, kết quả kết thúc là một trận hòa. Còn tiên cơ tỷ tỷ, người ta nói nàng tu luyện ba thần thuật, uy lực vô tận, thật sự. Nói đến đây ô tàng nhi không nói được nữa, đầu chân mày nha đầu này nhíu lại, tỏ vẻ khá lo lắng. Giống như căn bá nói, mỗi kiểu bối như thế này đều có đại khí vận trên người, thật không ai dễ chọc vào, chính đại kim ô cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn Phương Hành hỏi, có cách nào không? Gan lớn như gã cũng có chút bận tâm. Hồ Tiên Cơ mời chào đến bên người nhiều cao thủ yêu mạch, cũng không phải lấy tu vi luận cao thấp mà chỉ lấy cảnh giới kim đan, cũng là lấy một địch mười, dù sao yêu mạch toàn lực bồi dưỡng ra được nhân vật cấp đạo tử. Nghe nói 4 năm trước, Nam Chiêm huyền vực trên trời rơi xuống, yêu tộc đã phái người lẻn vào huyền vực, mưu đoạt không ít cơ duyên, trong đó hơn phân nửa đều dùng trên người bọn họ, Huống chi, ngoại trừ tiên tử minh, còn có long tử thiên lan hải muốn phân cao thấp cùng bọn họ. Gã và phương hành không phải hạng người bình thường, nếu một đối một phân cao thấp thì không ngán một ai, nhưng đối phương thế lớn nên có chút phiền phức. Ngược lại phương hành lại tỏ ra không quan trọng, liếc nhìn đám người xung quanh nói, đần độn thì cũng là đần độn thôi, chúng ta là tinh anh. Tinh anh, nhìn qua yêu địa ngũ tiểu tổ với ánh mắt kinh ngạc, đại kim ô khinh bỉ nhìn tiểu bằng vương bằng một con mắt, tiểu bằng vương khinh bỉ nhìn ô nhất điển một chút, ô nhất điển nước mắt đầy mặt kéo áo ô tang nhi nói bọn họ khinh thường ta ô tang nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua y nói người tức giận thì tranh luận đi cứ nói hai câu là khóc trong lúc nhất thời không khí trong sân có chút buồn bã trong thâm tâm bốn tiểu tổ đều cảm thấy không yên ngược lại phương hành thì khác dáng vẻ không tim không phổi móc lỗ mũi tùy tiện dò xét xung quanh trong đám người lại thấy được sứ giả thần châu tới xếp ở phía trước quảng trường ngang hàng cùng nhóm người long tử Phương Hành nhớ tới Lương Tử trước đó, giống như khiêu khích nhìn sang. Đúng lúc này, bên trong nhóm người, cậu ấm bệnh hoạn thôi thiếu đỉnh cũng nhìn qua hắn. Phương Hành trừng mắt nhìn hắn ta một cái, có điều ngoài dự liệu, tên ngốc này vậy mà vẫn không quay đầu, lại còn cúi đầu xuống. Điều này khiến Phương Hành có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ chẳng lẽ tính khí thất thường của tên kia lại phát tác, khiến thằng nhóc kia sợ hãi. Đang lúc buồn bực, nhìn thấy bên trong đám người có một cô gái áo đỏ quay đầu lại khăn gấm buộc tóc, vóc dáng xinh đẹp, nhìn hắn nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó chị yêu tháp, đôi môi mềm mại khẽ nhúc nhích, Phương Hành nhìn ra được ba chữ gặp bên trong, hắn cũng nhìn đối phương cười đáp lễ, còn nhớn mày cháy mắt khiến cô gái áo đỏ che miệng mà cười, xoay người qua. Lớn lên tuấn tú quá cũng khổ, đến chỗ nào cũng có nữ nhân xinh đẹp quyến rũ. Hài. Phương Hành thở dài, tỏ vẻ rất buồn rầu. Mơ hồ hắn vẫn cảm giác khí tức trên người cô gái áo đỏ này khá quen thuộc, suy nghĩ thật lâu mới nhận ra được khí, tức nửa chính nửa tà trên người cô gái này có chút giống khí tức quỷ tu hắn từng gặp ở Nam Cương. Sau khi yêu tế diễn ra, người người chúng ta cùng lúc mở cấm chế yêu tháp, đến lúc đó yêu tháp sẽ bị phá vỡ khoảng không, hiển hóa thông đạo u minh. Bên trong thông đạo có quái cốt quái phong, phá kiếp sinh kỳ, bằng tu vi nhục thân của các ngươi không đủ để chống cự u minh quái phong, đều cần trốn bên trong pháp thuyền đặc chế mà tiến vào bên trong yêu đế các, tùy duyên truyền tống, mỗi thuyền một chỗ, xuôi theo mà vào, hãy chân quý cơ hội này lúc này phía trước tế án yêu đình có một vị đại trưởng lão yêu đình trầm giọng quát chói tai dặn dò kỹ lưỡng đối với chuyện này các tiểu bối đều được các trưởng bối âm thầm nhắc nhở rồi nhưng nhìn thấy thông đạo sắp mở ra sắc mặt vẫn có chút dùng mình sợ hãi mấy vị đứng phía trước đã chuẩn bị tiến vào pháp thuyền đặc chế tiến vào yêu đế cát còn bọn phương hành vì phương hành ngủ quên mà xếp ở sau cùng cũng không lo lắng uể oải chờ đợi ngược lại bọn họ khá rộng rãi chỉ cần có pháp thuyền đi là được với pháp thuyền đặc chế nhiều nhất có thể chứa được 10 người, nhưng 10 người đứng thì khá chật trội. Phía trước thần châu minh sứ giả chính là bốn vị tiểu tổ yêu trục minh ngồi một chiếc, ba vị thần châu ngồi một chiếc đứng đầu, thiên lan hải cử tử minh ngao bại cùng tiểu tổ thái thạch ngồi một chiếc, còn lại mỗi nhóm khoảng 7-8 người một chiếc. Bá đạo nhất chính là đạo tử viên tộc, y độc lai độc vãng, lưng mang thủy hỏa đại côn, tự mình dùng riêng một chiếc, đơn độc mà đi. Ngũ tổ minh cũng không có gì khó khăn, năm người ngồi cùng một chiếc cũng khá ổn ha ha, lân hoa thế huynh, lâu rồi không gặp, ngươi rời hắc uyên đại ngục sao không đến gặp chúng ta một lần. Đang lúc chờ đời, đột nhiên nghe một âm thanh lạnh lùng chế diễu vang lên, phương hành ngẩng đầu dò xét, đột nhiên thấy một đám nam nữ đi tới. Đương nhiên, lấy hồ tiên cơ làm trung tâm yêu tu tiên tử minh, lúc đầu vị trí của các nàng gần phía trước, bây giờ lại mang pháp thuyền đi tới. Hồ Tiên Cơ đi phía trước, khuôn mặt lạnh lùng không thèm nhìn Phương Hành lấy một cái. Mấy yêu tu đi theo bên cạnh nàng ta, Nhìn cách ăn mặc của bọn họ có lẽ không phải người của cổ Yêu Bát Mạch, có điều tu vi trên người không yếu, đúng thật là tuấn tài tiểu tộc. Là mấy người các ngươi à? Đại Kim Ô thấy mấy người đi tới này, thần sắc biến đổi, có chút tức giận. Công tử áo xanh bên cạnh Hồ Tiên cơ khí chất bất phàm, mỉm cười nói, "Lân Hoa Thế huynh, đáng tiếc sau khi ngươi ra ngục, mấy huynh đệ chúng ta chưa kịp qua nâng cốc chúc mừng huynh. Lần này tiến vào Yêu Đế Các, lại phải một trận long tranh hổ đấu như trước rồi." thần sắc đại kim ô càng lúc càng ảo não, nói, dựa vào quan hệ với thanh khâu sơn, xem ra bản lĩnh của các ngươi cũng không tệ. Công tử áo xanh lại cười nói, may mắn được hồ tiên tử yêu mến, đến ra chút sức mà thôi. Ánh mắt đại kim ô càng lúc càng âm trầm, ngừng một chút liền nói, ha ha, ta vừa ra ngoài, gặp mặt cũng không muốn cùng các người dài dòng. Ta đã quen biết với các ngươi một thời gian dài, ăn uống cùng nhau mỗi ngày, sao ngày đó lại hung ác quyết tâm ra tay bán đứng ta vậy? ha ha, thử nói xem hắc mộc lĩnh, cho ngươi thứ gì tốt để ta xem đại kim gia ta có giá trị bao nhiêu. Phương Hành nghe đến lời này thì đã hiểu rõ. Công tử áo xanh cầm đầu mấy người kia, chính là bạn tốt của đại kim ô ở yêu tộc. Tuy nhiên, dưới sự xúi dục của hắc mộc lĩnh đã bán rẻ đại kim ô, lúc đầu gã cũng có nghĩ đến báo thù. Tuy nhiên sau khi thoát khỏi hắc quyên đại ngục, ở chỗ của căn bá tu hành, lại lo chuyện tiến vào yêu đế các nên chưa có thời cơ lấy lại danh dự không nghĩ tới bọn bán rẻ tên ngốc đại kim ô này lại đến cùng hồ tiên cơ mà lúc này ánh mắt đại kim ô cũng lạnh lùng ngoài miệng cười cợt nhưng trong lòng đang phát hỏa bán rẻ gã gã còn chưa tính sổ giờ lại đến trêu chọc đúng là bắt nạt người quá đáng hai nói nhiều không nhiều nói ít không ít thời cơ tiến vào yêu đế các lần này chính là nhờ lân hoa thế huynh cho ta những người kia liếc nhìn nhau công tử áo xanh không chút hổ thẹn mỉm cười trả lời lúc y nói chuyện bên cạnh có mấy người cười hì hì hỗ trợ điệu bộ tán dương kia đủ khiến cho người ta nổi trận lôi đình mà lúc này hồ tiên cơ sư tộc cử đầu tiểu thánh cùng tử vụ hồ đạo tử tỏ vẻ thờ ơ bình thản đứng bên cạnh pháp thuyền chờ đợi thông đạo mở ra tùy ý cho những người này nói chuyện trong mắt đại kim ô đã bốc hỏa nhưng cũng không xem là nổi giận lúc đầu tính tình gã cũng không được khá lắm dưới tình huống bình thường gặp loại khiêu khích này hoặc bị bán đứng thì đã sớm nổi giận rồi nhưng hôm nay chỉ liếc nhìn mấy người đối phương một chút gã cảm thấy có chút kỳ quái trong lòng thầm nghĩ mấy tên khốn kiếp này tuy không coi trọng nghĩa khí, nhưng khi gã chơi cùng bọn chúng cũng biết chúng không đến nỗi đần độn, lúc này sao lại ngu ngốc đến chọc giận gã chứ? Nghĩ như vậy ngược lại nở nụ cười, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Như vậy à, có thể đổi lấy cho các ngươi một cơ hội tiến vào yêu đế các cũng không tệ lắm, chẳng qua ta nghe người ta nói cơ hội của các ngươi người trong tộc, cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới mua được. Ánh mắt người kia trở nên lạnh lẽo, hít vào một hơi dài, nếu không có công lao lần đó, dù có dùng tiền cũng không mua được. Đại kim ô cười hắc hắc, hài, không ngờ đại kim gia ta cũng chỉ có giá trị một lần hối lộ, các ngươi nên lên giá một chút chứ. Ha ha, lân hoa thế huynh hình như đánh giá quá cao giá trị của bản thân mình rồi đó. Thấy đại kim ô không nổi giận, mấy người kia lại có chút ngoài ý muốn, nhìn nhau cố ý cười ha hả. Biết được chuyện đó là để đổi lấy chuyện này, lúc trước đổi lại là ta đại khái ta cũng không bỏ qua cơ hội duy nhất đó sau khi cười lạnh lại có một nam tử bản tướng xa đứng dậy chắp tay trước ngực cười lạnh lân hoa thế huynh ngươi không cần âm dương quái khí mà nói chúng ta như vậy chúng ta là con cháu của tiểu tộc không sánh bằng thân phận cổ yêu bát mạch phủ tang sơn các ngươi đối với ngươi muốn vào yêu đế các chỉ là chuyện đơn giản không phải sao ngược lại ta thấy ngươi càng ngày càng ngu xuẩn một người khác lại nói đại khái lân hoa thế huynh không có bằng hữu nên đói bụng ăn quàng kỳ thật ngươi không cần lo lắng đã ra khỏi Hắc Uyên Đại Ngục, đại nhân yêu đình cũng không trách tội ngươi, chuyện trước kia chúng ta có thể xóa đi không tính toán nữa. Có điều ngươi thông minh, như thế sao cứ cố tình dính cùng tên tu sĩ nhân tộc bẩn thỉu kia chứ? Hừ hừ, trước đó trộm đồ trong bảo khố của Hồ Tiên tử cũng là hắn phải không? Ha ha, hạng người này ngay cả tu sĩ cũng không xứng, chỉ xứng gọi là dê ba chân. Trước kia khi ta ở chiến trường Dực Châu rằng co với Trục Yêu Minh, ngày nào mà không ăn trên 10 con? lân hoa thế huynh ngươi thật đúng là càng ngày càng hồ đồ lần này lên pháp thuyền chúng ta liền sát cánh bên nhau tiến nhập vào yêu đế cáp hỗ trợ cho nhau thì tốt hơn đó đám người này nói xong lửa giận đã chĩa đến phương hành nhìn hắn cười ha ha mẹ nhà nó đại kim gia ta chưa từng tức giận vốn đại kim ô không phải là người kiềm chế tốt lúc đầu còn cố áp chế lửa giận nhưng lửa giận này khiến gã xém chút nổ tung dù biết rõ bọn này chỉ đang cố chọc gã tức giận nhưng gã không đè nén được cơn tức này Tuy nhiên đúng lúc này, Phương Hành lại uể oải lên tiếng, hắn nhìn bọn kia đang khiêu khích tên ngốc nhà mình, chỉ nhìn Hồ Tiên Cơ cười nói, "Hồ Ly lẳng lơ, ngươi bảo những tên ngu ngốc này đến cố ý tranh cãi sao? Hai chúng ta có cần ầm ĩ một chút không?" Sắc mặt Hồ Tiên Cơ bình thản, lặng lẽ nói, "Miệng trên người bọn họ, liên quan gì đến ta?" Phương Hành cười lạnh một tiếng, "Không có ngươi xúi dục, bọn họ dù có mấy lá gan cũng không dám đến trêu chọc ta." Hắn nói thế khiến mí mắt Hồ Tiên Cơ sụp xuống, nửa ngày không nói tiếp những người bên cạnh nàng ta cũng ngậm miệng trước đây không lâu còn đang cố ý châm chọc rượu bộ cười cợt lúc này cả đám đều trầm mặc thần sắc khác nhau trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng mà đúng vậy phương hành nói không sai hiện tại thực lực của hắn hơn người trải qua những chuyện vừa rồi danh tiếng vang xa trên danh nghĩa lại là tiểu tổ cô nhận sơn mà đại kim ô phủ tang sơn lại có thực lực không thua gì nguyên anh lão tổ hiện thế thân phận các yêu tộc cũng không thể khinh thường đám này là tuấn kiệt xuất thân từ tiểu tộc thật đúng là không có khả năng khiêu khích bọn họ. Trên thực tế, Đại Kim Ô không tìm bọn họ báo thù là tốt rồi, làm gì có dũng khí mà chủ động trêu chọc chứ? Mà Hồ Tiên Cơ ngẩng đầu nhìn người của Thần Châu, cũng không trả lời. Qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Phương Hành thản nhiên nói, "Hình đạo hữu, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao dị bảo Thanh Khâu Sơn cho chúng ta, chuyện cũ trước kia xem như bỏ qua. Thậm chí ta có thể làm chủ để hậu duệ cửu cô, nhất mạch bái thành môn hạ của ngươi, đối với chúng ta đối với ngươi đều có lợi bái nhập môn hạ của ta phương hành suy nghĩ một chút cười nói ngươi muốn dùng tiểu hồ ly đổi dị bảo trong tay của ta hồ tiên cơ bất động thanh sắc nhàn nhạt nói tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được phương hành cười ha ha bỗng gương mặt trở nên lạnh băng thốt lên không đổi hồ tiên cơ hít một hơi thật sâu giống như kiềm chế tức giận trong lòng vậy sẽ nhanh chóng quyết định thắng bại thôi nói xong nhìn thoáng qua pháp thuyền thản nhiên nói chúng ta sẽ theo sát phía sau ngươi tiến vào yêu đế cát đừng hòng trốn chạy. Phương Hành nhìn pháp thuyền bên người Hồ Tiên Cơ, hiểu ý tứ nàng ta, cũng cười nói, người sợ ta chạy sao? Quy luật tiến vào yêu đế các hắn nghe rất rõ ràng, vào các này như tiến vào một tiểu thế giới khác, cửa vào chỉ có một cái, nhưng thế giới kia cụ thể lớn nhỏ thế nào dựa theo thứ tự tiến vào trước sau, mà quyết định khoảng cách bao xa. Sau khi tiến vào yêu đế các, khả năng cự ly cách nhau khá xa, theo thứ tự và yêu đế các cũng xuất hiện ở các vị trí liền nhau, Hồ Tiên Cơ này lại sợ hắn tiến vào Yêu Đế Các sẽ chạy trốn, dự định theo sát hắn. Hồ Tiên Cơ thản nhiên nói, dù sao chúng ta đều tiến vào Yêu Đế Các giành tạo hóa, những chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên phải mau giải quyết. Vừa vào Yêu Đế Các, cao nhân tiền bối các tộc đều chỉ có thể ngồi nhìn, chúng ta lập tức có thể phân ra cao thấp. Hình đạo hữu vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng đi thì hơn, bên cạnh ta còn có 12 đạo hữu, bọn họ không quen nhìn hành động của ngươi, vào Yêu Đế Các muốn lĩnh giáo ngươi một phen. Lời này nói ra cũng đã hạ quyết định, hàm ẩn sát khí. Vào lúc này, sư tộc Cửu Đầu Tiểu Thánh cũng lạnh lùng lên tiếng, "Tiểu quỷ, hôm qua trong bữa tiệc ngươi mở miệng khinh thường ta, lần này tiến vào Yêu Đế, các nhất định phải để ngươi xem U Minh Sơn chúng ta thần thông quảng đại như thế nào." Ánh mắt màu xanh chuyển động nhìn qua Hồ Tiên Cơ, "Hồ Tiên tử, ta vì muốn lấy đầu người này nên mới muốn kết minh cùng ngươi, sau khi tiến vào Yêu Đế Các, kẻ này cho ta." Sau khi lấy đầu hắn, chúng ta không ai nợ ai. Nếu cô nhận Sơn ghi hận ta giết tộc nhân của bọn họ, cũng có thể đến U Minh Sơn tìm ta. Con tử vụ hồ đạo tử nhẹ giọng cười ra tiếng, ta thì nợ hồ tiên tử một ân tình, chỉ vì trả nợ mà thôi. Nếu hồ tiên tử cần ta xuất thủ, ta chỉ giết một người trong đám bọn hắn, nhưng nhiều thì không giết. Ha ha, lần hoa đạo hữu, chúng ta cũng biết rõ sau chuyện kia nhất định ngươi sẽ hận chúng ta thấu xương. Lần này tiến vào yêu đế các sẽ cho ngươi cơ hội trả thù chúng ta, có điều chúng ta cũng biết người này ngươi gặp ở Nam Chiêm, thực lực bất phàm, ngay cả lão tiền bối Hắc Mộc Lĩnh cũng bị hắn chém giết, cho nên đừng trách chúng ta không mặt đối mặt cùng ngươi giải quyết. Ngay cả đám yêu tu từng bán đứng Kim Ô cũng lạnh nhạt nói, thần sắc khắc nghiệt, hiển nhiên cũng đã hạ quyết định ôm chân Hồ Tiên Cơ, cũng vì lo lắng Đại Kim Ô tìm bọn hắn báo thù, thậm chí quyết định dốc sức thay Hồ Tiên Cơ coi Đại Kim Ô là kẻ địch. Mặc dù điều này khiến sự thù hận sẽ khắc sâu hơn, nhưng chắc chắn đây là sự lựa chọn mà bọn hắn đã suy nghĩ kỹ. Nghe những lời này, Ngũ Tổ Minh nhìn nhau, vô cùng áp lực có thể thấy được hồ tiên cơ này thật sự rất lợi hại lại có thể lôi kéo được nhiều đồng minh đến vậy thậm chí ngay cả cổ yêu bát mạch sư tộc u minh sơn lý tộc tử vụ hồ đạo tử đều giúp nàng sư tộc cử đầu tiểu thánh cùng tử vụ hồ đạo tử đều không phải là người bình thường thực lực kinh người là những tuấn tài của yêu tộc được vinh dự là hy vọng của một tộc mà chính yêu tu khác ai cũng có sở trường riêng không thể khinh thường phần lớn bọn họ đều xuất thân tiểu tộc nói mạnh nhưng so ra vẫn kém xuất thân đại tộc của bọn hồ tiên cơ, sư tộc cửu đầu tiểu thánh, tử vụ hồ đạo tử, còn nếu nói yếu thì cũng không hẳn vậy. Có thể thấy được, trong mấy vạn tiểu bối yêu tộc trổ hết tài năng, có thể giành được một vị trí tiến vào yêu đế các, ai lại không có thanh danh. Một khi đấu pháp có lẽ bọn họ sẽ không bằng phương hành cùng đại kim ô, nhưng nhân số càng nhiều, cũng có nghĩa sức mạnh bọn họ càng lớn, tiểu bằng vương, ô tang nhi. Ô nhất điển còn chưa kết đan, chỉ có thể cuốn lấy đại kim ô. Hôm nay, Hồ Tiên Cơ chiếm ưu thế chỗ này, nàng ta mạnh vì gạo, bạo vì tiền, triệu tập nhiều người ở bên cạnh như thế đúng là dễ như trở bàn tay. Ngoại trừ sư tộc cử đầu tiểu thánh cùng tử vụ đạo Hồ Tử, cần nàng hỗ trợ một chút bên ngoài, còn những người khác chẳng qua nàng chỉ cần nói một câu liền chủ động xin giúp sức. Những tuấn kiệt tiểu tộc này cũng muốn mượn lực của nàng, muốn kiếm nhiều may mắn một chút. Có được bọn họ tương trợ, trận cược này khiến Phương Hành nhận lấy cục diện một địch ba, phần thắng thấp đến cực điểm. Ô Tang Nhi vô cùng khó xử, muốn khuyên hắn nhận thua lại sợ đả thương đến mặt mũi của hắn. Đại Kim Ô thì không ngừng suy nghĩ, nếu gã là tiểu thổ phỉ kia sẽ dùng phương pháp gì thoát khỏi khốn cảnh. Tuy nhiên rốt cục gã cũng không thu được gì, chỉ có thể thừa nhận gã thật sự không bằng tiểu khốn kiếp hung ác kia. Gã đoán nhất định phương hành đã có phương pháp giải quyết, có điều gã nghĩ không ra mà thôi. Còn mặt của Kim Xí tiểu bằng vương có chút cổ quái, đầu buông thõng giống như không muốn ngẩng đầu nhìn Hồ Tiên Cơ, càng không muốn dưới trường hợp này lên tiếng nói câu gì cả đến nỗi ô nhất điển. Đúng, đến cả ô nhất điển cũng không lắm lời, nhưng lúc này đột nhiên Phương Hành duỗi lưng, khiến khung xương rêu lên răng rắc, giống như thân thể vươn mình tỉnh giấc. Hồ Ly Lẳng Lơ, ngươi thật sự nghĩ ngươi sẽ thắng ta sao? Ánh mắt hắn sâu thăm thẳm, nhìn quét qua Hồ Tiên Cơ, lại nhìn về phía chúng yêu bên cạnh nàng, một lúc lâu mới cười ha ha nói, ta ghét nhất là những tên khốn kiếp như các ngươi, lừa đại ô nha chúng ta không nói, lại bán đứng hắn. Các ngươi cho rằng Hồ Ly Lẳng Lơ này lớn lên có hai bắp đùi bóng bảy cho ngươi đến ôm làm chỗ dựa là được sao ha ha xem ra lần này tiểu gia ta nên dạy dỗ các ngươi một chút nên làm người như thế nào giọng nói lạnh lẽo nhất thời làm cho nhân mã phe hồ tiên cơ có phần hết hồn loáng thoáng như có khí tức cực kỳ đáng sợ bao phủ quanh mình làm bọn họ cảm giác có chút quái dị cũng làm trong lòng hồ tiên cơ xuất hiện báo động cực mạnh nàng ta không nhịn được nhớ tới lời căn dặn của mấy vị sứ giả thần châu trước đó chỉ có điều rất nhanh nàng liền ép mình bình tĩnh lại nhận định phương hành chỉ đang phô trương thanh thế. Không nói đến ai khác, mình cùng cửu đầu tiểu thánh của sư tộc và đạo tử của tử vụ hồ, liên thủ lại quyết không thể nào không bắt nổi tu sĩ nhân tộc này được. Hừ, phô trương thanh thế sao? Cửu đầu tiểu thánh của sư tộc U Minh Sơn dẫn đầu lạnh lùng chế diễu, ánh mắt lạnh lẽo, con ngươi màu xanh nam chiếu thẳng vào mặt phương hành. Nói lời vô ích để làm gì? Bằng vào chút bản lĩnh của mấy người các ngươi, có năng lực gì đấu pháp với bọn ta? bên cạnh hồ tiên cơ cũng có một vị anh tuấn của yêu tộc lạnh lùng quát cũng là yêu tu xuất thân từ tiểu tộc ban đầu đánh chết cũng sẽ không dám gây thù với mình như vậy chỉ có điều lúc này đang liên minh với hồ tiên cơ lại đối mặt với cục diện tất thắng nên mới dám nhảy ra thể hiện lời vô ích ánh mắt của phương hành yếu ớt chợt thay đổi nét mặt cười hắc hắc ta chưa bao giờ nói lời vô ích yêu tế đã xong thông đạo mở ra ngay vào lúc này ở tuyến đầu của quảng trường thập đại trưởng lão thi hành xong nghi thức tế lễ liền có một người hét lớn sau đó mười vị đại trưởng lão đồng loạt lấy ra một vật phẩm, đều là thú chảo, thú giác, thú bi, không có trường hợp cá biệt. Khí tức xưa cũ, trong tiếng hét vang liền cùng dơ đồ đang cầm trong tay lên không trung. Trên mười vật đó đồng thời bắn ra một chùm ánh sáng màu xám bao phủ yêu tháp. Còn trên đỉnh yêu tháp lại đột nhiên xuất hiện một tia ngân quang bắn thẳng lên không trung. Trên bầu trời đang hoàn toàn quang đãng lại bỗng nhiên có mây đen cuồn cuộn kéo, tới bao phủ địa vực vạn dặm. Từng đám mây đen quỷ dị xuất hiện, rồi tụ lại tạo thành hình dạng đầu của một con yêu thú, trong đôi mắt trống rỗng bắn ra ánh sáng như tới từ hư vô. Sau đó miệng há ra, a à, một tiếng, gió lạnh cuộn lên thổi khắp quảng trường. miệng thú chính là thông đạo, chỉ có thể mở ra trong thời gian 10 hơi thở, mau mau ngự thuyền vào trong. trong thập trưởng lão của yêu đình có một vị trưởng lão quát to, nhắc nhở tuấn kiệt của yêu tộc có mặt trên quảng trường. vèo 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 đã chuẩn bị từ trước, tuấn kiệt của yêu tộc không đợi ông ta phân phó đã đều nhìn ra lúc miệng thú mở ra đều đã đồng loạt nhảy lên pháp thuyền sau đó điều khiển pháp thuyền hóa thành lưu quang phóng về phía miệng thú mau 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 chúng ta cũng vào đi đại kim ô vội vội vàng vàng kéo ô tang nhi chui lên pháp thuyền ở một phía khác tiểu bằng vương cũng dẫn theo ô nhất điển tiến vào ở ngoài pháp thuyền lại chỉ còn một mình phương hành mắt lạnh nhìn hồ tiên cơ ở phía sau cách đó không xa bên phe hồ tiên cơ tu sĩ đồng minh cũng đã tiến vào pháp thuyền hồ tiên cơ vốn muốn đi vào nhưng lại nhìn thấy phương hành không vào pháp thuyền liền thoáng chậm lại mắt lạnh nhìn phương hành thấy dáng vẻ hắn đang suy nghĩ sâu xa thì khóe miệng dâng lên nụ cười lạnh lùng cho rằng tu sĩ nhân tộc trước đến nay to gan lớn mật này rốt cục vẫn phải sợ mình đã sinh lòng rút lui không tiến vào yêu đế các nữa nàng ta cũng không lo lắng cho dù phương hành lâm trận bỏ chạy mình cũng coi như đã thắng trận này hồ ly lẳng lơ kia ngươi luôn mồm nói muốn cướp lại dị bảo hồ tộc nhưng bảo này ngươi lại chưa từng được nhìn thấy không sợ ta lừa ngươi sao trong sự trầm mặc, Phương Hành bỗng nhiên mở miệng, cười nói với Hồ Tiên Cơ. Hồ Tiên Cơ nhìn thấy thời gian cấp bách, nửa người đã tiến vào trong pháp thuyền rồi nhưng lời nói của Phương Hành lại làm nàng ta hơi ngẩn ra. "Ta cho ngươi xem thử nhé." Giờ này khắc này, thời gian cấp bách cực kỳ, trên quảng trường bạch ngọc, chư pháp thuyền đều đã vọt lên, ngay cả pháp thuyền mà Phương Hành đáng nhẽ phải lên cũng đã bay lên giữa không trung rồi, chỉ đợi Phương Hành lên pháp thuyền thì sẽ lập tức bay lên trời. Chỗ pháp thuyền của Hồ Tiên Cơ người bên trong đang thúc giục nàng ta rồi nhưng ngay lúc này phương hành lại nói vậy đột nhiên lấy thanh hồ quỷ diện ra đeo lên mặt mình là mặt nạ hồ tiên cơ liếc thấy mặt nạ này thì nhất thời hơi ngẩn ngơ trong lòng có một cảm giác vô cùng kỳ quái mặt nạ này dường như làm nàng ta cảm thấy hết sức quen thuộc giống như trời sinh nên thuộc về mình vậy lại cho ngươi xem uy lực của nó nhé phương hành đã đeo mặt nạ bỗng nhiên cười ha ha một tiếng bắn ra một viên tiên tinh khảm giữa trán của mặt nạ Đột nhiên, một luồng sức mạnh cuồng bạo từ trên người phương hành phóng ra ngoài, còn hắn đã đồng thời cầm cự kiếm hắc sắc trong tay. Cũng khá lợi hại đó. Phương hành kêu to, dường như đang biểu diễn uy lực của mặt nạ này trước mặt Hồ Tiên Cơ. Hai tay cầm kiếm chém ra một kiếm cường liệt dữ dằn, đến khó có thể dùng lời diễn tả được, có thể nói là như dẫn động thiên tượng kịch biến, hung hăng chém về phía pháp thuyền của các nàng. Cự kiếm hắc sắc dài gấp 3 so với bình thường, chiều rộng gấp 3, dày gấp 3 được hai tay phương hành nắm lấy quả thực giống như một con cự long màu đen viên tiên linh lớn bằng bụng ngón tay cái hầu như trong một chốc đó liền bắt đầu cháy rừng rực thăm thẳm như một con mắt rực lửa mới sinh ra trên trán của phương hành nhưng sức mạnh do tiên tinh thiêu đốt phóng ra thì thông qua mặt nạ như một cơn sóng chiều chút vào trong cơ thể phương hành ầm um, một kiếm này giống như bổ đôi hư không cuồng phong cuồn cuộn kéo tới rít lên chém thẳng vào pháp thuyền lúc này đang chuẩn bị rời đi yêu tu của tiên tử minh phe hồ tiên cơ đều đã tiến vào pháp thuyền chỉ đợi bay vào yêu đế cát cho dù là hồ tiên cơ cũng lo lắng vì u minh thông đạo mở trong thời gian quá ngắn nửa người đã tiến vào pháp thuyền chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng theo pháp thuyền của phương hành vọt vào yêu đế cát nàng ta cũng không ngờ phương hành lại không vào pháp thuyền chọn động thủ ngay vào lúc này hành động khi người ta không đề phòng này vừa hay chỉ hoãn lại một chút phương hành lấy thanh hồ quỷ diện mà nàng ra luôn mơ ước ra làm nàng kinh hãi tâm thần lỏng lẻo lại chỉ hoãn thêm một chút phương hành đeo thanh hồ quỷ diện lên thực lực đại tăng xuất thủ như phong lôi làm trái tim nàng ta chậm thêm một nhịp vì thế dĩ nhiên dẫn tới hồ tiên cơ thậm chí còn không có suy nghĩ ngăn cản cho tới khi một kiếm lôi đình này chém lên pháp thuyền nàng ta vốn dĩ xưa nay chỉ lấy trí tuệ và mưu kế để ngăn địch cũng vô ý thức tạm lánh ra bên ngoài thân hình như mây trong giây lát đó bay ra xa ba trượng sau khi bay ra ngoài ba trượng hồ tiên cơ mới bỗng nhiên dùng mình thầm kêu không ổn ngươi dám? Hồ Tiên Cơ nghiêm ngặt quát, miệng phun một viên hồng đan bay trên không trung, kiếm khí tung hoành, chém thẳng về phía Phương Hành. Chỉ có điều lúc này đã quá muộn. Một kiếm của Phương Hành bởi vì lực đạo thực sự là hùng hồn cuồng bạo, tuy trong mắt mọi người đang quan sát dường như cảm thấy cực kỳ thong thả, nhưng trên thực tế một kiếm này từ khi xuất thủ tới khi bổ lên trận pháp của pháp thuyền ngay cả một phần mười hơi thở cũng chưa tới. Còn sau khi đánh ra một kiếm này, hung tính của Phương Hành hoàn toàn được phóng thích, trong tiếng cười điên dại, hai cánh tay vung lên lần nữa xuất kiếm xuất kiếm lại xuất kiếm một chốc ước chừng đã chém ra bảy tám kiếm bởi vì xuất kiếm quá nhanh bảy tám kiếm này chém xuống ở trong mắt người khác lại chỉ như một kiếm không có gì vững chắc mà không phá nổi một kiếm phi mỹ như phong lôi tựa núi vỡ nặng nề bổ lên pháp trận bổn nguyên của pháp thuyền ha ha ai bảo đám khốn kiếp các người dám chọc vào ta trong tiếng giống to pháp thuyền này cho dù may mắn hơn nữa thì dưới lực cực kỳ cuồng bạo đó cũng không thể chịu được một kiếm này. Trong tiếng chấn động răng rắc dần vỡ toang, pháp nguyên tức thì bị một kiếm của Phương Hành chém vỡ giống như pháo hoa, phát tán ra tứ phía. Cho tới lúc này, một chiêu hồ đan kiếm của Hồ Tiên Cơ mới khó khăn lắm tỏa ra kiếm khí ngập trời chém thẳng về phía Phương Hành. Con đàn bà thối, muốn đấu pháp với ta, trước tiên vào được yêu đế các rồi hãy nói. Phương Hành cười ha ha, cự kiếm hắc sắc trong tay cản trước người. Kiếm khí của Hồ Tiên Cơ vừa xông đánh lên kiếm lại đẩy Phương Hành, như một con diều hâu bằng giấy bay thẳng về phía sau. Mà ở phía sau hắn, đại kim ô phản ứng nhanh nhất cũng đoán được tâm tư của phương hành, lập tức thúc giục pháp thuyền. Lúc này pháp thuyền vừa hay bay lên cao ba trượng, đón được phương hành rồi bay lên trời cao. Vèo, ở hơi thở thứ 8 sau khi U Minh Thông Đạo mở ra, pháp thuyền của phương hành vọt vào U Minh Thông Đạo, biến mất. Duy chỉ còn một câu nói phiêu đáng trên không trung, hồ ly lẳng lơ, bài học đầu tiên ta dạy ngươi, muốn đấu pháp, phải tiên hạ thủ vi cường tên khốn kiếp, ta phải giết ngươi. Còn lúc này Hồ Tiên Cơ đã như một kẻ điên chạy vọt về phía trước mấy bước, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, hét tới khàn cả giọng. Lúc này nàng ta đã hoàn toàn không còn tiên khí, không nhiễm khói lửa nhân gian lúc bình thường, đầy mặt là oán khí hung ác. Vậy mà lại làm ra chuyện như thế. Vậy mà lại dùng thủ đoạn vô sỉ bậc này. Trong lòng Hồ Tiên Cơ hận không thể chém phương hành thành thịt vụn, nhưng lúc này trong miệng lại chỉ có thể giống to mà thôi. Còn yêu tu ở trong pháp thuyền lúc này cũng đều cảnh giác, nhao nhao vọt ra từ pháp thuyền không phải là bọn họ phản ứng quá chậm thật sự là pháp thuyền chỉ có một cánh cửa sập cho dù muốn đi ra cũng phải ra lần lượt từng người điều này làm cho sau khi bọn họ ra ngoài hết thì đã không thấy bóng người nào trên quảng trường lũ yêu tu cùng tới đây cùng với thập đại trưởng lão trong yêu đình cũng đã không thấy đâu nữa trên không trung u minh thông đạo sắp đóng nhưng pháp thuyền của bọn họ lại vỡ nát ngay cả pháp nguyên cũng bị người ta làm hỏng rồi tất cả phòng ngự thậm chí là cấm chế trên pháp thuyền cũng đã biến mất không còn chút gì nữa. Tình huống gì đây? Sau khi đi ra ngoài, suy nghĩ đầu tiên của đám yêu tu này chính là như vậy. Còn ở xung quanh, vô số tộc nhân yêu mạch vây xem cũng đều ngây người, cảnh tượng mới rồi thực sự là quá mức bất ngờ. Tuy mỗi người đều biết ân oán giữa hồ tiên cơ và tu sĩ nhân tộc, cũng biết sau khi các nàng tiến vào yêu đế các tất sẽ đại chiến một trận, thậm chí nếu không có một bên cúi đầu nhận thua, trận chiến đó thậm chí sẽ liên quan tới sinh tử, nhưng mà không ai ngờ bây giờ lại thành ra như vậy còn chưa tiến vào yêu đế cát trận chiến lại bắt đầu rồi tiên hạ thủ vi cường cũng không phải như thế này chứ cho dù là yêu tu bị lưu lại trên quảng trường hay là người của yêu tộc đang ngơ ngác ở bên ngoài vây xem tất cả suy nghĩ đều chỉ phát sinh trong nháy mắt bởi vì họ căn bản không có thời gian lo lắng dư thừa lúc này quang hoa tỏa ra trên đỉnh yêu tháp đã bắt đầu ảm đạm dần ma thủ vĩ đại do mây đen hiển hóa ra trên không trung cũng đang dần nhạt đi miệng hơi khép lại u minh thông đạo sắp đóng thật rồi trên quảng trường trong chốc lát yên lặng không một tiếng động, chúng yêu ngây ra như phỗng. Hồ Tiên Cơ là người của Thiên Tử Minh, ước chừng là thiên tài đứng đầu trong 13 vị tuấn kiệt của yêu tộc, trong đó thậm chí còn bao gồm cả cừu đầu tiểu thánh của sư tộc U Minh Sơn cùng với tử vụ hồ đạo tử, bây giờ lại phải mất đi cơ duyên vạn năm khó gặp trong yêu đế các sao. Tiên Nhi, lấy pháp khí hộ thân ra, ta sẽ đưa ngươi vào trong. Ngay lúc này có một tiếng bạo hống vang lên chấn động tứ phương, cũng thức tỉnh Hồ Tiên Cơ đang tuyệt vọng bỗng nhiên từ trong đám người vây xem, giữa sườn núi bên ngoài mười dặm, một bà lão vẫn luôn bàng quan với buổi lễ long trọng lần này của yêu tộc, sau khi phát hiện ra dị trạng liền lập tức, tận hết sức lực thi triển toàn bộ tu vi của mình. Vào giờ khắc này, bà ta thậm chí không kịp đợi mà thân thể vọt tới phía trước yêu đình, còn trên đỉnh đầu lập tức tỏa ra một tia linh quang, ngay lập tức độn tới trước yêu đình. Vù, tia linh quang này bay tới trước yêu đình lại đột nhiên trở nên lớn hơn, hóa thành một con hồ ly cao trăm trượng, phía sau có chín cái đuôi đón gió bay loạn, mỗi cái đều ẩn chứa cự lực có thể quét ngang một vùng mà lúc này chín cái đuôi của nó lại đồng thời dựng thẳng lên bầu trời đang cố gắng bám vào u minh thông đạo sau đó hai móng trước vươn tới chộp lấy hồ tiên cơ nguyên anh pháp tướng đương nhiên đó là pháp tướng mà tu sĩ nguyên anh mới có thể có hơn nữa còn là pháp tướng chỉ có cử vĩ hồ của hồ tộc thanh khâu sơn mới có cho dù như thế nào ta cũng sẽ đưa ngươi vào được trong yêu đế cát pháp tướng cử vĩ hồ này miệng nói tiếng người thi triển tu vi vô thượng ngắn ngượng chống đỡ u minh thông đạo không khép lại. Sau đó hai chân trước vươn ra kéo hồ tiên cơ đã tạo ra vô số pháp khí phòng ngự vào u minh thông đạo. Cùng lúc đó, trong miệng bà ta phun ra một tia linh quang, là bản nguyên tu vi của bà, tạo thành một bộ giáp phòng ngự cho hồ tiên cơ, để chống lại quái phong của u minh thông đạo, lao vào bên trong. Pháp tướng của cửu vĩ hồ làm xong việc này cũng liền không chịu nổi nữa, mà lúc này, ma thủ do mây đen hình thành trên không trung dường như, cũng bị hành động mạnh mẽ dư u minh thông đạo lại của bà ta chọc giận. Không trung gào rít điên cuồng, trong miệng nó thổi ra từng cơn quái phong quái dị, tất cả đều rơi trên người Cửu Vĩ Hồ. Người xung quanh chỉ chừng mắt nhìn pháp tướng Cửu Vĩ Hồ, trong nháy mắt đã ảm đạm đi vài phần. Phụt, không chịu nổi phản phệ của mây đen trên không trung, bà lão kia lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tuy là đau đớn nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vui mừng. Tạo hóa của yêu đế các quá lớn, ngươi là hy vọng của hồ tộc ta, nhất định phải vào được lão thần liều mạng, lấy thọ nguyên trăm năm của ta cũng phải đưa được ngươi vào. Hồ ly lẳng lơ, cút ngay. Nhưng cũng vào lúc này, ở hướng Tây Bắc cũng có một luồng kim quang độn tới, thần niệm tức giận chấn động tứ phương, đi tới phía trước yêu đỉnh lại hóa thành một con cá chép vàng hình thể to lớn bay, trên không trung nhưng lại giống như đang bơi trong nước. Không chút khách khí một phát liền đạp bay cửu vĩ hồ đang bị cắn trả ra ngoài, chiếm vị trí phía dưới u minh thông đạo, ngửa đầu ra sau hấp một cái, âm dương huyễn hóa, hư không sinh liên, mở ra cho ta, ai ra. Trong tiếng hô như liều mạng, nó lại ộc ra một đóa sen xanh, lung lay chống đỡ giữa không trung. Ma đầu biến thành, từ mây đen trên không trung sau khi mạnh mẽ mở miệng cắn trà cửu vĩ hồ, vốn muốn biến mất nhưng lại bị một đóa sen xanh chống giữa miệng không cho khép lại, dường như trên khuôn mặt không còn sinh khí lại sinh ra sự giận dữ, giống giận trong vô hình. Tiếng giống giận trong hư không tạo thành từng cơn sóng gió đụng vào trên lưng cá chép vàng, hung hăng tới mức thân hình của cá vàng chấn động, khí tức tiêu tan. Lão tổ tông, tử vụ hồ đạo tử phía dưới hét lên một tiếng bi thiết, chạy vọt về phía trước mấy bước, hai mắt rưng rưng, còn không mau đi. Cá chép vàng bị thương nặng lại mạnh mẽ chống đỡ thanh liên, chỉ về phía thông đạo phía dưới, hét lớn. Còn tử vụ hồ đạo tử bên dưới cũng không biết nên nói gì. Thêm nữa thời gian lại khẩn cấp, cắn răng một cái liền hóa thành kim quang bay về phía thông đạo. Còn người xung quanh lúc này đã chấn kinh đến mức nói không lên lời vậy mà lại gặp phải tình cảnh như vậy lúc đầu quá trình tiến vào yêu đế các vẫn tốt đẹp nhưng lại bởi vì tu sĩ nhân tộc chém vỡ pháp thuyền của hồ tiên tử làm các nàng suýt nữa bỏ lỡ cơ hội hiếm có tiến vào yêu đế các tìm kiếm cơ duyên còn nguyên anh lão tổ của thanh khâu sơn cùng tử vụ hồ lại vì tranh thủ cơ hội này cho con cháu nhà mình mà không tiếc thi triển pháp tướng thần uy mạnh mẽ tranh thủ cơ hội cho bọn họ nguyên anh pháp tướng nguyên anh pháp tướng nhỏ như hạt cải nhưng uy lực lớn như trời khi thi triển pháp tướng ra đã thể hiện rõ sức mạnh của những lão nhi này. Ung um, ung, um. tử vụ hồ đạo tử rốt cục ở một khắc cuối cùng cũng vọt vào u minh thông đạo, còn ma diện do mây đen hình thành trên không trung cũng dường như vô cùng phẫn nộ, há mồm phun ra một cơn cuồng gió cuối cùng nặng nề đánh vào trên lưng cá vàng, rồi mới chậm rãi nhạt dần, sau mấy hơi thở liền tản đi, bầu trời lại xanh trong, u minh thông đạo đã hoàn toàn biến mất. Thập trưởng lão của yêu đình cũng đều mồ hôi đầm đìa, ngã ngồi, cũng may, đạo tử của tử vụ hồ ta cũng đã tiến vào rồi, lần vào yêu đế các này thực sự quá quan trọng, nhiều người cầu vận may như thế, số mệnh của yêu tộc có thể phân cho mấy người. Nói không chừng đây là lần mở ra cuối cùng trước đại kiếp nạn, nhất định phải có được. Cá chép vàng thật sự phải chịu một kích của ma thủ, bị thương không biết có nặng hay không nhưng cũng có vẻ rất vui mừng. Cho dù như thế nào, tuy là bởi vì một kiếm đánh ra không theo lẽ thường của tu sĩ nhân tộc, mà tạo ra một đại họa không ngờ, nhưng đạo tử của tử vụ hồ bọn họ cuối cùng, cũng có thể tiến vào yêu đế các ở thời khắc cuối cùng chỉ cần có thể nhận được vận may hành động này coi như không uổng rồi cho dù phải nhận vài cái sẹo cũng đáng chỉ có điều hắn bọn họ tiến vào rồi chúng ta làm sao bây giờ đây chư tuấn kiệt của các tiểu tộc vẫn còn ngơ ngác đứng ở quảng trường nhìn bầu trời ngọc bích như mới được tẩy rửa vẫn không tin vào mắt mình không tin cơ hội mà tộc nhân hao tốn tài nguyên dùng trả giá lớn để đổi lấy cho mình vậy mà cứ thế biến mất Việc yêu đế các mở ra xác thực là dẫn tới sự quan tâm của rất nhiều yêu mạch, hầu như nghìn vạn yêu tộc của mấy vạn ngọn núi lớn ở Bắc Câu yêu địa, không một ai không muốn tiến vào yêu đế các để tranh giành vận may, nhưng yêu đế các quá mức đặc thù, nó tương đương với thánh địa yêu tộc. Trước đây mỗi 100 năm mới có một tuấn kiệt trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm, mới có tư cách vào đó mà thôi. Lần này đại môn mở rộng, chính là một cơ hội trước nay chưa từng có. Cũng bởi vì như vậy, ngoài trừ các đại yêu mạch hao hết tâm tư muốn đưa con cháu nhà mình vào, trong đó ra một vài yêu tộc nhỏ khác, phàm là tiểu bối hoặc trắng niên có chút tiền đồ trong tộc, nói chung chỉ cần chưa hết tiềm lực đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào, từ trong tay thập trưởng lão của yêu đình đổi lấy một vị trí có thể tiến vào yêu đế các, vì thế thậm chí đã có hơn 10 yêu mạch phải táng ra bại sản. Trong tiên tử minh của Hồ Tiên Cơ có rất nhiều yêu tu, có rất nhiều người cũng như vậy. Bọn họ cùng Hồ Tiên Cơ liên thủ đối phó với phương hành, không hoàn toàn là bởi vì bị khuôn mặt đẹp của Hồ Tiên Cơ mê hoặc, nhiều hơn chính là muốn mượn tài nguyên và kiến thức của hồ tiên cơ dành nhiều vận may hơn cho mình dưới cái nhìn của bọn họ đối phó với một đối thủ chắc chắn phải thua lại có thể kết minh với một vị cao thủ đứng đầu yêu mạch thực sự đáng giá nhưng mà thực tế thì vô cùng đáng sợ bọn họ lại không ngờ rằng quyết định này cuối cùng đổi lấy cũng là sôi hỏng bỏng không u minh thông đạo đã đóng lại rồi yêu đề cát không thể vào không còn vận may nữa tài nguyên trong gia tộc cũng đã mất thanh khâu sơn cùng tử vụ hồ nhà người ta có nguyên anh lão tổ dồn hết toàn lực đưa người ta vào yêu đế cát nhưng nhà mình lại không có đám yêu tu dã tâm bừng bừng này đã khóc không ra nước mắt trước đó nghe nói tu sĩ nhân tộc là nhân vật có chút bản lĩnh nhưng không ai ngờ hắn lại dùng một kiếm làm đứt đôi vận mệnh của mình cùng với hy vọng của tộc nhân ở phía sau vừa nghĩ tới tộc nhân đã hao tốn vô tận tài nguyên mới đổi được cơ hội lần này nghĩ tới cảnh tượng táng ra bại sản sau đây bọn họ liền sợ run lên yên lặng rơi lệ cho dù là nhân tộc hay yêu tộc tu hành không thể xa rời tài nguyên đây là vấn đề thực tế ván đã đóng thuyền. Còn bọn họ lại ở tiểu tộc, vì giành một cơ hội vùng lên thật sự có thể nói là đã lấy hết tài nguyên, hoặc có thể nói là tất cả gia sản đập lên người bọn họ rồi, không tiếc bán đứng hảo hữu, rơi vào kết cục của một tên phản đồ, táng ra bại sản vì dùng số tiền lớn đổi lấy, cho họ một cơ hội tiến vào yêu đế các, vì có được cái gì? Không phải là vì muốn nhận được vận may, quật khởi trong nay mai sao? Nhưng bây giờ còn quật khởi cái rắm gì? Ngay cả cơ hội tiến vào yêu đế các cũng không có, những tài nguyên và cái giá cao đã phải trả chẳng lẽ còn có thể đòi lại hay sao cũng vào lúc này những yêu tu của tiểu tộc rốt cục đã hiểu ra ánh mắt khinh thường mà lúc đó tu sĩ nhân tộc nhìn về phía bọn họ mình đi chọc vào hắn làm cái gì hồ tiên cơ người ta có thanh khâu sơn hỗ trợ sau lưng đạo tử của tử vụ hồ cũng có yêu mạch lớn làm chỗ dựa cho dù thông đạo bị chặt đứt người ta cũng có thể cứng rắn xông vào nhưng còn mình mình mắt mù dây vào làm gì chứ yêu đế các đã đóng cửa đã đóng cửa rồi trong sự bi thương bỗng nhiên có một giọng nói dường như không muốn chấp nhận thực tế vang lên giọng nói này so với những yêu tu của tiểu tộc khác đang bi thương còn càng bi phẫn hơn bởi vì y là một trong bát mạch cổ yêu của cử đầu tiểu thánh trong sư tộc u minh sơn một trong tuấn kiệt của yêu địa lúc này thình lình cũng bị ngăn ở bên ngoài u minh thông đạo cử đầu tiểu thánh của sư tộc u minh sơn lúc này toàn bộ cũng đều thất hồn lạc phách liều mạng giống lớn cho tới lúc này cũng không thể tin được mình đã không thể tiến vào yêu đế cáp Tuy U Minh Sơn bọn họ cũng có nguyên anh lão tổ, thậm chí tu vi của cửu đầu đại thánh còn thông thiên, không hề yếu hơn khi so với lão tổ tông của Thanh Khâu Sơn cùng tử vụ hồ, nhưng cửu đầu đại thánh cũng đã gần 3.000 tuổi rồi. Tính theo thọ nguyên của người bình thường thì đây đã coi như một lão nhân trăm tuổi, tinh lực không chống đỡ nổi, khí huyết khô kiệt, bình thường ở trong tộc đều rất ít khi lộ diện, lần này cũng không tới yêu đình quan sát nghi thức tế lễ, đương nhiên cũng không có ai xuất thủ giúp y tiến vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio không thể nào, điều đó không thể, ta là cửu đầu tiểu thánh, ta là người có tư cách tranh đoạt tạo hóa mạnh nhất, ta sao có thể ngay cả yêu đế các cũng không thể vào. Ta không thể bị lưu ở bên ngoài. Ta không tin, vân vân trưởng lão, người mau mở yêu đế các lần nữa đưa ta vào. Lão Tổ Tông nói nhất định muốn ta đoạt được tạo hóa lớn nhất, ông ấy thậm chí còn nói cho ta biết phương pháp. Cửu đầu tiểu thánh liều mình kêu lớn, dường như sắp phát điên, la to với một vị trưởng lão yêu đình đi ra từ đám người U Minh Sơn mà trưởng lão kia sau khi thở dốc mấy hơi đột nhiên nhảy dựng lên, lách người liền vọt tới trước mặt cửu đầu tiểu thánh, đưa tay đánh qua. Cửu đầu tiểu thánh, dưới trạng thái điên cuồng thậm chí không thể tự bảo vệ mình trước một trưởng này, trực tiếp bị đánh bay xa vài chục trượng, sau đó trưởng lão này chỉ vào y, mắng lên, người cũng biết lão tổ tông mất bao nhiêu công sức sao, lão nhân ra là muốn cho ngươi tiến vào yêu đế cát, lấy được đại tạo hóa để tới thần châu tu hành. Đợi khi đại kiếp đến có thể dẫn tộc nhân tạo ra một con đường sống, nhưng ngươi thì sao? Ngươi thì thế nào? Ngươi sinh sự từ việc không đâu, trộn rộn liên quan tới tiện nữ nhân Thanh Khâu Sơn. Bây giờ cơ hội thật tốt trước mắt bị mất đi rồi, ngươi làm sao xứng đáng với lão tổ tông, làm sao xứng đáng với sự ký thác của tộc nhân đối với ngươi. Nói tới cuối cùng, ông ta đã không nhịn được, lại xông tới quất bay cửu đầu tiểu thánh một lần nữa. Là ta sai rồi, ta có lỗi với lão tổ tông. Ta, ta cũng không nghĩ sẽ như thế. Cửu đầu tiểu thánh tâm thần không ổn định, dường như đã bị tổn thương đạo tâm, quỳ trên mặt đất khóc giống lên. Trưởng lão này đưa bàn tay lên, nhưng thấy dáng vẻ tâm thần không ổn của cửu đầu tiểu thánh lại không đành lòng đánh tiếp. Trên thực tế, chuyện cửu đầu tiểu thánh liên thủ với hồ tiên cơ bọn họ cũng biết, thậm chí còn âm thầm có âm mưu, cảm thấy chuyện này có lợi với U Minh Sơn mới không ngăn cản, chỉ là không ngờ, một đại cục như thế bây giờ lại trở thành kết cục thế này. Cô nhận Sơn, các ngươi, các ngươi phải bồi thường tổn thất của U Minh Sơn chúng ta. Đại trưởng lão yêu đình xuất thân U Minh Sơn này một bụng oán khí không chỗ phát tác, bỗng nhiên quay đầu hung dữ quát to với Lăng kiếm, trưởng lão cũng là một trong thập đại trưởng lão yêu đình, lại muốn phát tác lửa giận trên người cô nhận sơn. Một đám tiểu tộc nghe ông ta hét lớn, cũng nhìn chằm chằm về phía trưởng lão xuất thân từ cô nhận sơn. Dù sao kẻ cầm đầu hại bọn họ không cách nào tiến vào yêu đế, các chính là người cô nhận sơn, thậm chí còn có xưng hào tiểu tổ. Trưởng lão xuất thân từ cô nhận sơn vừa mới điều tức xong, lúc này thấy trưởng lão U Minh Sơn của trách liền muốn chế diễu lại, nhưng không nghĩ, tới đúng lúc đó lại có một luồng sát khí dày đặc từ trên trời giáng xuống, một đóa kim vân rơi giữa không trung, thân hình lão tổ bằng ngũ cô nhận sơn như ẩn như hiện trong mây, thanh âm hàm chứa phẫn nộ nói, U Minh Sơn các ngươi muốn cô nhận sơn chúng ta phải bồi thường. Trưởng lão xuất thân U Minh Sơn này dù sao cũng chỉ là kim đan đại thừa, nhất thời thu lại khí thế. Bằng ngũ lại quát lạnh, cô nhận sơn ta cùng U Minh Sơn luôn hòa thuận, không cừu không oán, thời điểm cử thánh lão tiên nhân đại thọ 3.000 tuổi, tộc ta còn từng dâng lên hậu lễ để bày tỏ kính ý. Nhưng U Minh Sơn các ngươi thì thế nào? Để mặc tiểu bối liên thủ với Thanh Khâu Sơn, thầm nghĩ muốn đối địch với hậu duệ tả vương cô nhận Sơn ta, người làm trưởng bối như các ngươi có từng ngăn cản chưa? Vị đại trưởng lão yêu đình xuất thân U Minh Sơn bị bằng ngũ, quát hỏi khiến tâm thần bị đoạt, nhất thời không nói ra lời. Mà bằng ngũ vừa quát lạnh, ánh mắt lại lạnh lùng quét qua Tuấn Kiệt cùng tộc nhân có thần sắc khác nhau, của bọn hắn, còn bao gồm cả các ngươi nữa, trước đó vốn không có thù hận, nhưng các ngươi lại muốn trợ giúp công chúa Thanh Khâu Sơn đối phó với tiểu bối cô nhận, sơn chúng ta. Hừ, các ngươi đều thấy lợi là làm, muốn đi giúp Thanh Khâu Sơn, cô nhận sơn ta cũng không quan tâm, các ngươi muốn là địch với tiểu bối trong tộc ta, đó là chuyện giữa đám tiểu bối các ngươi, coi như tiểu bối tộc ta thua, lão phu cũng sẽ không vì thế mà hận các ngươi, nhưng bây giờ bọn tiểu bối trong tộc các ngươi không đủ bản lĩnh thua tiên cơ, các ngươi cũng có mặt mũi muốn cô nhận sơn chúng ta bồi thường sao? Dưới sự quát tháo của ông ấy, trong lúc nhất thời toàn bộ đều tĩnh mịch, không ai nói ra lời nào. Bằng ngũ lại hét lên, là nhóm tộc nhân các ngươi chủ động đánh cuộc, thua tới mất cơ hội tiến vào yêu đế cát, không có duyên với tạo hóa, đúng là đáng đời. Nói tới đây, tay áo ông ấy khẽ vung lên, chỉ về phía cô nhận sơn, quát lạnh, cô nhận sơn ở chỗ này, các ngươi ai dám tới đòi bồi thường, lão phu chờ các ngươi tới chỉ cần các ngươi có thể chuẩn bị tốt để trở thành kẻ địch với cô nhận sơn một tiếng cuối cùng nộ khí thông thiên âm thanh chấn động ngàn dặm giống như lôi âm trưởng lão xuất thân u minh sơn thậm chí cả đám tu sĩ tiểu tộc đều không biết nói gì đúng vậy bọn họ vô ý thức muốn hận cô nhận sơn nhưng trong lòng cũng loáng thoáng cảm thấy hận ý này có chút danh bất chính ngôn bất thuận dù sao mình cùng cô nhận sơn không thủ không oán là do tiểu bối nhà mình muốn đối phó với tiểu tổ nhà người ta mới rước lấy họa này làm sao có thể trách tội muốn mạnh mẽ tìm cô nhận sơn gây phiêu phức, chỉ sợ không thể nói đạo lý. Tuy yêu tộc không thích nói đạo lý, chỉ ưa thích thực lực, nhưng vô luận nhìn từ góc độ nào thì cô nhận sơn cũng không phải quả hồng mềm. Thanh Lân trưởng lão, việc này, ngươi có muốn giải thích gì không? Trưởng lão U Minh Sơn bị bằng ngũ răn dạy một phen, nói không ra lời, nhưng trong tim vẫn mang oán hận. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía trưởng lão Thanh Khâu Sơn, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ hét, mà yêu tu bỏ lỡ tạo hóa yêu đế, các vị trưởng lão yêu đình xuất thân U Minh Sơn nhắc nhở, cũng mang ánh mắt oán hận nhìn về phía tộc nhân Thanh Khâu Sơn. Thanh Khâu Sơn, tộc ta tổn thất tạo hóa, ngươi muốn bồi thường thế nào cho ta? Việc này, đều do công chúa Thanh Khâu Sơn các ngươi gây nên, các ngươi ít nhất phải chịu hơn phân nửa trách nhiệm. Mẹ nhà nó, tiểu thổ phỉ nhà ngươi thật có gan, vậy mà lại nghĩ ra biện pháp như thế. Ha ha, mà trong pháp thuyền lúc này, đại kim ô đang cười dài, cánh to vỗ bành bạch sau lưng phương hành lại hưng phấn cùng sùng bái nhìn hắn dáng vẻ buồn nôn dường như muốn xông lên nắm tay phương hành nhưng trong tay phương hành còn cầm hắc sắc cự kiếm hung thần ác sát sợ tiểu khốn kiếp này tức giận bổ mình một kiếm mới không dám lỗ mãng ta nói chỉ là đột nhiên nghĩ ra ngươi có tin không phương hành tháo mặt nạ xuống lần này ngược lại không bị thương tổn gì dù sao sau khi lấy được thái thượng bất tử kinh của kim ô thân thể hắn kiên cố thêm một bậc ngay cả thương tổn còn sót lúc trước cũng đều đã phục hồi không còn yếu ớt như lần trước. Đương nhiên, mượn sức mạnh bên ngoài cuồng bạo như thế, ảnh hưởng đối với nhục thể của hắn cũng không nhỏ, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Ai ra, dáng vẻ vừa rồi của ngươi rất uy phong. Ô Tang Nhi cũng ở bên cạnh dùng khăn lau mồ hôi trên trán cho hắn, có chút ngượng ngùng nói ra. Trước đó nàng cũng không lải nhải, vẫn cho rằng chỉ cần đi vào yêu đế cát, dưới sự vây công do Hồ Tiên Cơ xuất lĩnh, bọn họ đều phải bị dồn tới chân tường, đừng nói là lấy tạo hóa, chỉ sợ an ổn ra ngoài cũng khó khăn, bởi vậy trong lòng cũng có chút trách phương hành quá quật cường, không chịu cúi đầu với hồ tiên cơ, chỉ là dù thế nào cũng không nghĩ tới vấn đề này lại được giải quyết sau khi tiến vào yêu đế cát. hồ tiên cơ này một lòng nghĩ muốn đấu pháp với bọn hắn trong yêu đế cát, chỉ là không thể tiến vào thì làm sao có thể đấu. chuyện phát triển quả thật nằm ngoài dự đoán của nàng. hư tiểu tổ ta trước kia đã coi thường ngươi rồi, thật là có mấy phần bản lĩnh. Kim sĩ sí tiểu bằng vương ngồi ở một bên, nhịn nửa ngày mới dùng tư thế đại thiên kiêu cao ngạo quay đầu nói, với phương hành một câu. Phương hành ho hai tiếng, trừng mắt, liếc nhìn đại kim ô nói, thay ta giáo huấn hắn. Đại kim ô lập tức quay lại đập một cánh vào trên đầu tiểu bằng vương, quát, sao lại nói chuyện với tiểu tổ như thế? Kha 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 kha. Tâm Tỉnh ô nhất điển cũng buông lỏng, ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu bằng vương buồn bực nhất chân đạp ô nhất điển nằm trên mặt đất, mắng, cười ông nội nhà ngươi. Bụp phía sau bị Đại Kim Ô đánh một cái, Tiểu Bằng Vương giận dữ nói, lại có chuyện gì? Đại Kim Ô trừng mắt giáo huấn, ông của hắn chính là cha ta, ngươi có ý kiến gì không? Tiểu Bằng Vương đối lý, lại bị mối quan hệ của bọn họ tới quấn, tức giận xoay người không nói. Ngược lại là Ô Tang Nhi ở bên cạnh vội vàng khuyên can, được rồi được rồi, đừng bắt nạt hắn nữa. Tiểu Đại Bằng, ngươi cũng đừng bắt nạt biểu ca của ta, nếu không sau này họ có ăn hiếp ngươi ta cũng sẽ không che chở nữa đâu. Hiện giờ mặc dù không có nguy hiểm nhưng cửu tử minh thương lan hải vẫn không biết thế nào, chúng ta vẫn phải cẩn thận. Mặt khác, căn bá cho chúng ta ba đạo quyết, cũng chỉ cách cho chúng ta tìm ra, với lại căn bá còn nói trong yêu đế các có cây nhất muội tinh hồn thảo, có thể trị được chứng điên của biểu ca, chúng ta cần phải tìm ra. Ngoài ra còn có vận mệnh của hắn nữa, nếu có thể nắm trong tay thì tốt hơn, đây chính là cơ hội vạn năm khó gặp. Nàng vừa mới mở miệng liền nói không ngừng, phương hành cùng đại kim ô đều phải bịt lỗ tai ngồi sổm xuống. Ô tàng nhi tức giận, dậm chân nói, lời nói của ta hai người các ngươi có nghe không? Phương hành hữu khí vô lực nói, nghe được. Đại kim ô cũng than thở nói, thật nghe được rồi. Ô tang nhi chống nạnh nói, lại chê ta nói nhiều đúng không? Ta là có ý tốt, chúng ta dù sao đã vào yêu đế các rồi. Vẻ mặt phương hành đau khổ nhìn về phía ô tang nhi, nói, thật nghe được rồi. Ô tang nhi im lặng, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy đầu tiên chúng ta đi đến chỗ nào trong này? Phương hành đáp, dưỡng thương. Ô Tang Nhi bị dọa giật mình, người bị thương rất nặng à? Kịch liệt không? Cần dưỡng bao lâu?" Phương Hành thấy nàng hỏi không ngừng, vội vàng nói, "Không nặng, chỉ nửa canh giờ là ổn." Lúc này Ô Tang Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, nói, "Vậy là tốt rồi, sau khi người chữa khỏi vết thương, chúng ta đi tới đâu đầu tiên?" Trong lúc vô tình nàng lại xem Phương Hành là người đáng tin cậy, lời vừa ra khỏi miệng, Kim Sí Tiểu Bằng Vương cùng Ô Nhất Điển đều dựng lỗ tai, xoay đầu lại chăm chú lắng nghe, nghe được lời của Phương Hành liền vui vẻ giống như nghĩ tới chuyện vui cười híp mắt nói sau khi chữa khỏi thương thẻ hắc hắc lão kim ngươi nói mình phải làm gì đại kim ô nhảy dựng lên vỗ cánh kêu to chuyện đó còn cần phải nói sao mà lúc này pháp thuyền cũng đã xuyên qua vô tận loạn lưu ngừng rung động dữ dội dường như đã tới được một chỗ nhẹ nhàng mọi người đều biết đã vào trong yêu đế cát liền từ trong pháp thuyền nhìn ra bên ngoài thình linh nhìn thấy một chỗ vô cùng kỳ dị chung quanh vậy mà không có mặt trời không có trăng giống như như là một vùng tinh không, xung quanh là từng vùng tinh không bị tàn bá, bay loạn, trong yêu đế các này không phải thiên địa bình thường mà giống như tinh không hỗn loạn. Nơi này chính là yêu đế các sao? Thật đẹp mắt. Ô Tang Nhi là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng bực này, nhìn thấy lại như có chút ngây dại. Mặc dù đẹp nhưng lại là từng bước hung hiểm. Cô nhận sơn chúng ta có pháp điển do tiền bối để lại, nói rằng yêu đế các này vốn là một vùng tinh không bị tàn phá, không ngày không đêm, chỉ có sơn mạch tàn phá cùng tồn tại với hư không vô tận che kín loạn lưu trong không trung với tu vi của chúng ta đụng phải nó chính là cái chết nhưng vô tận tạo hóa cũng được lưu giữ ở chỗ này lúc này tiểu bằng vương bỗng nhiên mở miệng nói sắc mặt trịnh trọng ở cô nhận sơn bọn họ có bút ký do tiền bối trong bộ tộc từng tiến vào yêu đế các lưu lại trong bút ký ghi chép cảnh tượng trong yêu đế các cũng coi như lưu lại cho hậu bối ngày nào đó tiến vào yêu đế các tìm kiếm manh mối tạo hóa cũng không chỉ cô nhận sơn có mấy đại yêu mạch khác phàm là từng có tộc nhân tiến và yêu đế các điều lưu lại ghi chép dạng này. Hồ Tiên Cơ có thể lôi kéo nhiều đồng minh như vậy, cũng có liên quan tới những ghi chép liên quan tới chỗ có tạo hóa này. Dạng manh mối này, kỳ thật phương hành cùng đại kim ô, ô tang nhi cũng có, là do căn bá cho ba người bọn họ. Ở bên cạnh căn bá trong phủ tang sơn một tháng, căn bá lần lượt truyền thụ cho ba người họ một bộ pháp môn. Chính khi bọn họ cảm giác pháp môn này huyền ảo vô tận, lão già căn bá chết tiệt lại nói cho bọn họ, lão chỉ truyền thụ một số phần da lông bên ngoài thôi, tạo hóa chân chính ở ngay trong yêu đế cát. Trước tiên tìm một nơi trị thương đã. Trước tiên đại kim ô khống chế pháp thuyền tìm một khối đá cỡ trung hạ xuống. Nói là một khối đá cỡ trung nhưng cũng là một ngọn núi nhỏ, điều khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, ở chỗ vô thiên vô địa này lại có linh khí dồi dào. Trên núi nhỏ lơ lửng trong hư không này, sinh trưởng một số linh dược hiếm thấy ở ngoại giới, mọi người tuy vô cùng khiếp sợ nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng tìm một chỗ núi lõm để phương hành tiến hành trị thương. Mấy người khác liền phân bốn góc hộ pháp cho phương hành. Nhưng cũng may, thời gian bọn họ tiến vào muộn hơn so với người khác một chút, chỉ tiến vào chậm hơn mấy hơi thở liền kéo ra khoảng cách cực xa, bởi vậy bọn họ cũng không lo lắng sẽ gặp phải địch nhân trong thời gian ngắn. Nói thật, tuy phương hành dùng một kiếm đã diệt sạch tiên tử minh của Hồ Tiên Cơ, nhưng đối thủ trong bóng tối của họ còn không ít. Nói tới đầu tiên là phe hắc mục lĩnh cũng có mấy tên tiểu bối tiến vào, mà đạo tử có danh xưng si nhân của Thái Thạch gia cũng tiến vào yêu đế cát, như vậy khó đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện va chạm, trừ bọn họ ra còn có cử Vương tử Thương Lan Vương là đáng sợ nhất. Với thực lực của Đại Kim Ô, ở yêu địa được xem là cao thủ nhất nhì trong tiểu bối yêu địa, nhưng lúc đó lại không chịu nổi ba trưởng của Cửu Vương tử này, có thể thấy người này hung diễm thế nào. Đương nhiên, sau chuyện đó Đại Kim Ô cũng tự biện giải cho mình, gã không đỡ được thương pháp của cử Vương tử, nhưng nếu thoát thân thì hắn ta không làm gì được mình việc này phải trách tiểu thổ phỉ năm đó đã yêu cầu mình luyện tốt khả năng chạy trốn thời gian cũng không lâu thương thế của phương hành khôi phục nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn khoảng chừng hai nén hương liền gần như hoàn toàn khôi phục chỉ là tự nghĩ trong thời gian ngắn không thể tiếp tục sử dụng thanh hồ quỷ diện đương nhiên hắn bây giờ cũng không thể dùng được nữa bởi vì còn lại một viên tiên tinh nhỏ nhưng thời điểm dùng kiếm chém pháp thuyền đã bị hắn tiêu hao sạch hiện giờ thanh hồ quỷ diện chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng phá quan mà ra rồi liền thương lượng với đám người đại kim ô một chút, chuẩn bị nghiên cứu tất cả manh mối trên tay mình. Sau khi kết luận được nơi giấu tạo hóa trong thiên địa này, lông mày phương hành khẽ giật, sức mạnh thần hồn của hắn mạnh nhất liền cảm nhận được một chút, ngừng đầu nhìn về một nơi, nhất thời tâm thần khẽ động, trong nháy mắt trở nên vui vẻ. Vèo! Dường như không kịp nói thêm gì, phương hành liền nhảy lên vọt về phía không trung. Bọn người đại kim ô cùng ô tang nhi thấy thế, cho rằng hắn có phát hiện cũng vội vàng đi theo phía sau, nhưng không nghĩ, phương hành xông lên trong vòng người dặm, phía trước đã thấy một nữ tử quần áo rách nát nỗ lực phi độn tới. Nhưng nàng ta phi độn lung la lung lay, dường như đã bị thương, đang muốn tìm chỗ trị thương, cách bọn phương hành một ngọn núi. Dù sao xung quanh nơi này linh khí dồi dào nhất, đến lúc này liền đối mặt với đám người phương hành. Là ai? Nữ tử này thấy phương hành liền thay đổi sắc mặt, quay đầu liền chạy. Còn phương hành lại cười ha ha, nhanh chân truy đuổi. Nữ tử bay tới đoạn sơn mạch này là hồ tiên cơ, thì ra nàng ta bị lão tổ nguyên anh thanh khâu, sơn cứng rắn đẩy vào thông đạo làm pháp tướng bị hao tổn, đưa tới yêu đế các này. Chỉ là không có pháp thuyền đặc chế thủ hộ, cho dù nàng dùng hết tất cả pháp khí phòng ngự, còn có được một lớp khí hộ thể của lão tổ, nhưng dưới thông đạo u minh quỷ dị vẫn bị thương không nhẹ. Thêm nữa, thời điểm nàng bị lão tổ nguyên anh thanh khâu, sơn đưa vào lại chênh lệch với phương hành không xa, cho nên khoảng cách hai bên rất gần. Lúc này nàng ta nóng lòng tìm chỗ chữa thương liền đụng phải mấy người phương hành trong lúc nhất thời bị dọa tới hoa dung thất sắc, không nói một lời liền quay đầu bỏ chạy, chỉ là đã bị Phương Đại gia nhìn thấy, làm sao có thể dễ dàng để nàng thoát. Hồ ly lẳng lơ, ngươi chạy đi đâu? Phương Hành cười ha ha, phía sau mở ra hai kim xí quấy động phong vân, đuổi về phía hồ tiên cơ. Hử, con mụ này cũng tiến vào rồi sao? Muốn trốn trước mặt đại kim ra sao? Đại kim ô cũng kêu to, veo một cái liền sông thẳng tới, nhìn ra hồ tiên cơ bị thương, muốn ra sức đánh hồ ly này, hồ tiên cơ vốn bị trọng thương làm sao có thể đào tẩu trước mặt đại kim ô nhanh như quỷ đành trơ mắt nhìn tên này bắt lại nhưng đột nhiên hồ tiên cơ lại trở nên hung ác quát chói tao thật sự cho rằng ta có thể bị ép sao cắn răng trợn mắt vậy mà lại cố nén thương bắn ra một đạo pháp quyết cùng lúc đó một luồng hỏa màu đỏ được tế lên không trung lại biến ảo trở thành một con hỏa giao ba đầu dài hơn 10 trượng có dâu dài mở rộng miệng trên không trung lao thẳng về phía đại kim ô quanh người hừng hực xích diễm cực kỳ đáng sợ còn Hồ Tiên Cơ sau khi tế lên hỏa tiên lại xoay người bỏ chạy. Nàng cũng xem như đủ nhẫn tâm, vậy mà không đau lòng dùng một huyền khí để cắt đuôi kẻ địch, cho mình thời cơ tranh thủ đào tẩu. Ai u, hồ ly này muốn chơi cái mạng với ta à? Đại Kim Ô cười to, không hề sợ hãi, trực tiếp vươn song chảo cứng rắn tiến về phía hỏa giao kia. Tên này từ sau khi có được Thái Thượng Bất Tử Kinh, lại càng ngày càng ưa thích cường ngạnh phản kháng bằng thân thể, bình thường ít khi thi triển pháp thuật, mà phương hành chỉ chậm hơn gã một chút lại cười lạnh một tiếng, không để ý tới hỏa giao, trực tiếp vỗ hai cánh sông lên trước, trong tay cầm hắc sắc cự kiếm, anh dũng hung hăng, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân liền huyễn hóa chuyển rời, chỉ trong chốc lát liền tới trên đỉnh đầu hồ tiên cơ, hắc sắc cự kiếm trong tay chạm xuống dưới. để ta chơi với ngươi. hồ tiên cơ thấy không còn hy vọng trốn thoát thì sắc mặt như cho tàn, lại cắn răng kết pháp ấn. có điều bây giờ thương thế của nàng thật sự quá nặng, kết thành một ấn pháp, linh lực trong cơ thể phản phệ không chỉ không thi triển ra pháp thuật lợi hại mà còn tạo ra thương thế nặng hơn thân thể mềm mại chấn động phun ra một ngụ máu tươi hử phương hành nhìn thấy hắc sắc cự kiếm lệch sang bên cạnh chém sượt qua ba một tiếng cạnh kiếm quất vào trên ngực hồ tiên cơ hồ ly này nhất thời thương tổn càng thêm nặng cả người giống như bươm bướm lung lay bay về phía sau đâm vào trên một khối sơn nham lơ lửng cách đó không xa lại phun một ngụ máu cỗ bò lên trên lông mi khẽ động mà phương hành lại trực tiếp chạy tới hắc sắc cự kiếm đặt trên cái cổ non mềm trắng mịn quát còn muốn trốn sao hồ tiên cơ đã không có sức lực phản kháng buồn bã nở nụ cười chậm rãi nhắm mắt lại đứng trước cảnh này nàng ta vậy mà lại không muốn nói thêm một câu câm điếc sao ta đang hỏi ngươi đó phương hành nhất thời tức giận cầm kiếm vỗ vỗ gương mặt của nàng mau nói ngươi vào đây như thế nào những người khác đâu hồ tiên cơ vẫn không nói lời nào sắc mặt xám xịt trầm mặc không nói Phương Hành, nếu không nói ta sẽ cởi y phục của ngươi." Hồ Tiên Cơ đột nhiên mở to hai mắt, vô cùng phẫn nộ nhìn Phương Hành. Phương Hành vừa trừng mắt vừa tiến tới gần người, chân tay lóng ngóng cởi quần nàng, "Ta phải cởi y phục ngươi ra." "Dừng tay!" Hồ Tiên Cơ rốt cục cũng mở miệng, lạnh giọng hét lớn, thanh âm run rẩy, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi. "Ai, ta còn chưa cởi, tại sao ngươi lại lên tiếng?" Phương Hành có chút bất đắc dĩ thở dài, lại thấy sắc mặt của Hồ Thiên Cơ chợt biến thành màu đen nghe khẩu khí của tên khốn kiếp này nào muốn ép mình mở miệng chứ, phá xiêm y của mình mới là mục đích căn bản nhất đi. Xem ra ở trước mặt hắn giờ tính trẻ con quả thực không thỏa đáng, loại người này trong lòng căn bản không có hai chữ liêm sỉ, đối với một nữ tử yêu thân như Ngọc Như mình chắc chắn là điều kinh khủng nhất. Nếu đã rơi vào trong tay ngươi thì còn có thể nói được gì? Chỉ có thể hận tiểu quỷ ngươi hạ thủ quá ác độc, ngươi có biết một kiếm kia của ngươi đã cắt đi hy vọng tương lai của bao nhiêu yêu mạch không? ngay cả thanh khâu sơn ta cũng bởi vì một kiếm này của ngươi mà lâm vào đường cùng quên đi nếu ngươi không sợ yêu đình phạt ngươi thì cứ lấy đầu bọn ta đi hồ tiên cơ ta một khi đã thất thủ cũng sẽ nhận thua mặc cho ngươi xử trí trong ánh mắt của hồ tiên cơ còn chưa tiêu tan sự tức giận miễn cưỡng mở miệng dáng vẻ chấp nhận số phận chỉ có điều biểu hiện chấp nhận số phận nhưng trong lời nói lại vẫn đang âm thầm uy hiếp phương hành không biết đang có ý gì mặc ta xử trí con ngươi phương hành đảo một vòng cười lạnh nói, được, trước tiên ta lột xiêm y của ngươi. Phương Hành cười hắc hắc, xông tới phía trước. Hồ Tiên Cơ giận giữ lại kinh hãi, vội vàng quát to, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rốt cục ngươi muốn làm gì? Phương Hành nói, ta nhìn ngươi còn chưa phục, cho nên trước tiên lột xiêm y của ngươi rồi lại tính. Tên khốn kiếp này sao lại dám nghĩ tới việc lột xiêm y của ta? Hồ Tiên Cơ sợ tới mức mồ hôi đầy mình, nàng ta nhìn ra được Phương Hành không nói đùa, mắt thấy móng vuốt của tên khốn kiếp này sắp chạm tới xiêm y của mình vừa chật vật lui người về phía sau vừa hoảng sợ kêu to về phía xa lăng thiên tiểu bằng vương các ngươi nhanh tới cứu ta trước đây chúng ta tình như tỷ đệ bây giờ ngươi ngươi thực sự nhẫn tâm nhìn ta bị khi nhục sao phương hành quay đầu lại nhìn thoáng qua đã thấy mấy người ô tang nhi tiểu bằng vương cũng đã bay tới không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài tạm thời ngừng tay còn hai người ô tang nhi cùng tiểu bằng vương cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hồ tiên cơ cảnh tượng này ngoài dự liệu của bọn họ nhìn toàn thân hồ tiên cơ tổn thương cũng đã ngầm đoán được gì đó nhất thời thấy vận mệnh thật nực cười cho dù bọn họ có thông minh như thế nào thì cũng không thể đoán được nửa canh giờ trước hồ tiên cơ còn nắm trong tay số mệnh của tất cả mọi người họ chỉ chờ các nàng nhận thua nhưng mà sau nửa canh giờ nàng ta lại trở thành tù nhân của phương hành còn sắc mặt của tiểu bằng vương thì cổ quái nhìn phương hành một cái tựa như muốn nói cái gì đó chỉ là trong chốc lát không biết nên nói như thế nào. Được rồi, Huyền Tôn Nhi, đừng nói tiểu tổ tông không chiếu cố ngươi đấy, nào, tìm nơi yên tĩnh ngủ với hồ ly lẳng lơ này đi." Phương Hành phất tay ném ra khốn tiên tác trói hồ tiên cơ lại, quay đầu nói với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Nhất thời sắc mặt của hồ tiên cơ đại biến, ánh mắt tựa như cầu cứu nhìn về phía Tiểu Bằng Vương. Sắc mặt của Tiểu Bằng Vương cũng tái xanh, qua một lát lại không lên tiếng, nhưng rõ ràng cũng không để ý đề nghị hào tâm của Phương Hành. Phương Hành bất đắc dĩ, lại kêu với đại kim ô, lão kim, đừng giày vò con rắn nhỏ kia nữa, ngươi qua đây ngủ với nàng ta đi. Đại kim ô vừa giải quyết con hỏa giao xong, đang quấn, trên móng vuốt mình làm cho một con hỏa dao bị luyện chế thành một cái vòng tay, trên móng vuốt của mình, nghe vậy thì nhìn về phía này, lắc đầu liên tục, không ngủ, không có tâm tình. Lần trước đại kim gia ta bị lão tiểu thiếp bọ cạp kia tính toán ở trên giường, bây giờ còn có bóng ma trong lòng, qua một thời gian ngắn nữa rồi lại nói, nhất thời phương hành hết chỗ nói nghĩ thầm hai người này đều không có tinh thần ta ngủ xa xa ô nhất điển rốt cục chạy tới đầy mặt mừng rỡ gân giọng kêu to bịch tiểu bằng vương không nói tiếng nào đã đạp một cước ra ngoài ô nhất điển nhất thời bay lên không trung rồi dính vào trên một khối vẫn thạch kêu rên liên hồi không có ai bằng lòng ngủ với ngươi thật đáng thương phương hành tiếc hận nhìn hồ tiên cơ một cái lắc đầu nói trước tiên ta lột xiêm y của ngươi đã lại lột xiêm y quả thực hồ tiên cơ khóc không ra nước mắt đến lúc này nói trong lòng không hoảng hốt là không thể nào dù sao nàng biết rõ ưu thế của mình ở đâu lúc mới gặp phương hành liền cho rằng hắn có ý với mình lúc này rơi vào trong tay của hắn còn thật sự lo sẽ gặp phải tình huống đó nếu bị hắn phá hủy thân thể vậy mình không chỉ bị ảnh hưởng lớn về danh tiếng về sau cũng rất khó phát huy ưu thế dưới tình huống như vậy nàng thậm chí tình nguyện bị tên khốn kiếp này đâm hai kiếm cũng không muốn bị hắn phá hủy thân thể chỉ là lúc này nàng cũng nhìn ra tiểu bằng vương, lúc trước mình gửi gắm hy vọng bây giờ lại không thể giúp mình được, trong sự kinh hoàng không thể làm gì khác hơn là cầu cứu ô Tăng Nhi. Bi vẫn nói, Tăng Nhi, chúng ta cũng đã là tỉ muội tốt nhiều năm, người nhẫn tâm nhìn hắn làm nhục ta à. Sắc mặt của ô Tăng Nhi có chút không đành lòng, chân trừ mở miệng, Phương đại ca. Phương hành khoát tay chặn lại, nói, không cần nói nữa, nàng ta đã rơi vào tay của chúng ta mà vẫn còn muốn đùa giỡn chúng ta, không còn cách nào nữa nhưng vẫn không chịu cúi đầu nhận thua với chúng ta, ngày hôm nay tiểu gia ta không ngủ nàng ta là không thể. Trước tiên lột xiêm y, nói rồi trà sát hai tay, đi về phía trước. Rốt cục hồ tiên cơ vẫn phải sợ tên không có chút tiết tháo này, hơn nữa đã rơi vào hoàn cảnh này, ban đầu mặc dù nàng vẫn muốn giữ mặt mũi, không muốn cúi đầu chịu thua, nhưng trong lòng mình cũng hiểu được, cho dù tiếp tục cố chấp thì có thể có biện pháp nào. Chỉ càng chịu thêm nhiều khuất nhục mà thôi rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái lạnh giọng kêu lên được ngươi đừng tới gần ta ta chịu thua nói rồi liền nói một lượt chuyện đã xảy ra ngoài yêu đế Cát, cũng chỉ có vài câu nói mà thôi lúc này nàng thậm chí còn cho là chỉ có mình vào được đám phương hành nghe xong cũng cảm thấy hơi kinh ngạc nghĩ thầm nhà này có chỗ dựa quá lớn quả nhiên không giống người thường rõ ràng đã đánh gãy cơ duyên của các nàng rồi lại vẫn có thể bằng vào đại thần thông nguyên anh để giữ thông đạo không đóng lại có thể nói làm làm người ta tức chết Đương nhiên, tiến vào yêu đế các lại lập tức rơi vào tay của bọn phương hành, chuyện này cũng là chuyện mà lão tổ tông nguyên anh của Thanh Khâu Sơn không tưởng tượng nổi. Hoặc có lẽ là lúc đó bà ta cũng không có thời gian suy nghĩ tới, có thể đưa Hồ Tiên Cơ vào trong đã là kết quả tốt nhất rồi. Được rồi, đừng nói nữa, trước tiên ký vào ngọc khế này đi. Phương hành dường như không ngờ Hồ Tiên Cơ lại chịu thua nhanh như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, ném một cái ngọc phù ra ngoài. Hồ Tiên Cơ do dự một chút, vẫn ngoan ngoãn đánh thần niệm vào trong ngọc phù bây giờ nàng quả thực không có vốn liếng gì để cứng rắn với phương hành nữa dứt khoát đánh cuộc lần này như thế khi phương hành cầm ngọc phù này rời khỏi yêu đế cáp chỉ cần bày ra trước mặt trưởng bối hai phe coi như đã có bằng chứng chắc chắn ai cũng không tiện nói gì nữa thanh hồ quỷ diện liền là vật trong tay phương hành còn bọn tiểu hồ ly cũng không còn quan hệ gì với thanh khâu sơn nữa ta đã chịu thua sẽ không cạnh tranh gì với ngươi nữa dù sao cũng nên thả ra rời đi đi chứ hồ tiên cơ ngẩng đầu nhìn phương hành ánh mắt cũng có vẻ bình tĩnh nhẹ nhàng nói thả ngươi rời đi ư phương hành cười hắc hắc trong ánh mắt bắn ra hai luồng khí thế hung ác cầm cự kiếm màu đen trong tay chĩa vào giữa trán của nàng ta thấp giọng cười nói lúc ở bên ngoài ngươi nói với bọn ta thế nào hà hiện tại rơi vào tay bọn ta rồi mà còn muốn thoải mái rời đi à hắc hắc thả ngươi rời đi có phải lại muốn bằng vào ưu thế của ngươi để đi lôi kéo một nhóm ngu ngốc tới đối phó với ta không cho nên vẫn là chết đi là hơn lời vừa nói ra sắc mặt của hồ tiên cơ nhất thời đại biến giết chết trong miệng tiểu thổ phỉ phương đại gia nhẹ nhàng phun ra hai chữ lại là mấy người có mặt ở đó sợ tới mức nhảy dựng lên đừng nói với ô nhất điển sắc mặt tái nhợt sợ tới mức suýt tè ra quần ngay cả ánh mắt của đại kim ô cũng lóe lên vài cái rất rõ ràng đánh cuộc là một chuyện làm hồ tiên cơ phải chịu thua là một chuyện thậm chí ngủ với nàng ta là một chuyện nhưng giết nàng chuyện này không thể chỉ là một chuyện được ô tàng nhi căng thẳng vội vàng kéo tay áo của phương hành kéo hắn sang một bên thấp giọng nói phương đại ca không phải ngươi định giết hồ tỷ tỷ thật đấy chứ dù sao cũng đang ở trong yêu đế cát cho tới giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện mất mạng người đâu hơn nữa hồ tỷ tỷ là mầm mống hy vọng của thanh khâu sơn nếu ngươi giết nàng ta chẳng phải là tuyệt đi tương lai của thanh khâu sơn sao sợ rằng sẽ dẫn tới đại chiến đấy lời nói đạo lý ánh mắt lại lo lắng rõ ràng cho thấy có chút không đành lòng hạ sát thủ với hồ tiên cơ nhưng ánh mắt của Đại Kim Ô lại hung ác, nói, nơi đây xung quanh không người, nếu thật sự giết nàng ta cũng không cần lo bị lộ tin này ra ngoài. Ý của gã cũng là ý của Phương Hành. Dù sao hai huynh đệ này thực sự đã trải qua không ít sóng gió, biết lúc này thả kẻ địch đi chắc chắn là tự chuốc lấy khổ. Chỉ có điều, thân phận của Hồ Tiên Cơ quả thực là không giống bình thường. Nếu giết nàng ta sẽ dễ dàng xuất hiện hậu hoạn khó có thể giải quyết được. Dù sao nói trắng ra là, Yêu Đế Các thật sự là một nơi tìm vận may đơn giản chính là yêu đình dành cho bọn tiểu bối họ một cơ may lớn tuy là cũng có cạnh tranh nhưng không cần cạnh tranh tới mức đầu rơi máu chảy như ở huyền vực nam chiêm có thể không sát phạt vẫn sẽ lưu lại một con đường sống ngay cả trận đánh cuộc giữa phương hành và hồ tiên cơ trước kia cũng vẫn nói phân thắng bại phân cao thấp chứ không phải lập sinh tử dĩ nhiên trước đó hồ tiên cơ thực sự đã động sát tâm chỉ là chưa nói ra mà thôi huyền tôn nhi ngươi thấy thế nào trong sự ngoài ý muốn của đại kim ô cùng ô tăng nhi Phương Hành cười hì hì nhìn về phía kim sĩ Tiểu Bằng Vương. Sắc mặt của Tiểu Bằng Vương tái nhợt, ánh mắt khổ sở nhìn Hồ Tiên Cơ một cái, chậm rãi bay vút tới trước người Phương Hành, thấp giọng mở miệng nói, vốn dĩ Tiểu Tổ cũng cũng không phải là một kẻ ngu si, tuy từ nhỏ ta được các lão tổ tông cưng chiều, mà lớn lên nhưng cũng biết trong giới tu hành, lòng người hiểm ác đáng sợ, người không giết ta ta sẽ giết ngươi, đánh rắn không chết tất có hậu hoạn, lần này, nếu ngươi muốn giết nàng, ta sẽ không ngăn cản, bởi vì ta cũng biết tính tình của Hồ Tỷ Tỷ, ngươi thả nàng đi nàng tất sẽ thi triển thủ đoạn lần nữa ngóc đầu trở lại gây bất lợi cho ngươi tiểu bằng vương có thể nói như vậy cũng làm đại kim ô cùng ô tang nhi ngẩn ra hiển nhiên có chút ngoài ý muốn trong lúc nhất thời không có ai nói gì nữa bầu không khí có chút nặng nề chuyện này ta cảm thấy được đấy nhưng nếu nói muốn ngủ với nàng ta vẫn có thể lại một lần nữa bay tới bên cạnh ô nhất điển ho nhẹ một tiếng chuẩn bị phát biểu chút ý kiến của mình nhưng ngay lúc này dường như đã ra quyết tâm cực lớn tiểu bằng vương lại một lần nữa mở miệng chỉ có điều tuy là ta biết lần này lựa chọn chính xác phải là hung ác hạ sát thủ nhổ cỏ tận gốc nhưng trong lòng ta vẫn hy vọng ngươi có thể tha cho nàng ta một lần vẻ mặt của y chấn định hít sâu một hơi lạnh lùng nói tiểu bằng vương lăng thiên của cô nhận sơn không hề cảm thấy mình có tư cách để cầu xin ngươi cái gì nhưng ta có thể lập lời thề nếu ngươi có thể nể mặt ta tha cho nàng một con đường sống ta ta liền lúc nói tới chỗ này bỗng nhiên khuôn mặt đỏ bừng dường như nói không lên lời nguyên lai like trước kia kim xí tiểu bằng vương thật rất yêu hồ tiên cơ lúc này không đành lòng thấy nàng bắt đầu ở dưới kiếm của phương hành bởi vậy muốn cầu tình tha cho nàng một mạng nhưng tuy ra hỏa này cùng ngạo nhưng là người tính tình ngay thẳng nói ra yêu cầu của mình lại không biết nên đồng ý với phương hành cái gì hắn có thể cho phương hành hứa hẹn gì làm thù lao đây bán mạng cho hắn quá khoa trương đoán chừng tiểu thổ phỉ kia sẽ không tin cho hắn tài bảo Thôi được rồi, đám lão tổ tông trên núi còn không có tiền bằng hắn. Đáp ứng làm bằng hữu của hắn. Cái này vốn là ý niệm lúc đầu của tiểu bằng vương, tuy hắn bị ép theo phương hành lăn lộn, nhưng trong nội tâm quả thực không nhận tiểu tổ này, bây giờ tâm tư dần đổi. Lời muốn nói chính là, nếu như phương hành thả hồ tiên cơ, hắn sẽ xóa tất cả hiểm khích lúc trước với phương hành, làm bằng hữu của đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác lời định nói ra miệng, trong nội tâm lại giật mình. Coi như mình muốn làm bạn của người ta, người ta cũng chưa chắc nguyện ý nha, dù sao người ta có bổn sự lớn lá gan cũng lớn bối phận càng cao hơn mình sẽ thiếu bằng hữu như mình sao chính bởi vì trong nội tâm xoắn suýt mới khiến cho tiểu bằng vương nói một nửa vậy mà không nói tiếp được khuôn mặt nhỏ nhắn nén đến đỏ bừng ha ha huyền tôn nhi không cần phải nói tiểu tổ là người từng trải phương hành lắc đầu than tiếc vỗ vỗ bả vai của tiểu bằng vương một bộ trưởng bối an ủi tiểu bối đương nhiên trong nội tâm mấy người ở bên cạnh lại có loại cảm giác quỷ dị Cần biết tuy bối phận của tiểu bằng vương nhỏ hơn hắn, nhưng ít nhất cũng sống 40-50 năm, chỉ là dựa theo tuổi thọ của đại bằng nhất tộc đến tính toán, thì coi như rất bé mà thôi, người này lại thật coi mình là trưởng bối. Phương Hành không hề tự giác, vỗ bả vai của tiểu bằng vương nói, tiểu quỷ, không cần nói những lời trong lòng ngươi, tiểu tổ đều minh bạch. Ngươi đã đi theo tiểu tổ hồ đồ, tiểu tổ sẽ chiếu cố ngươi, hồ ly lẳng lơ này không phải lần đầu tiên muốn giết ta, lần này ta vốn muốn hung hăng trừng trị nàng, nhưng ngươi đã mở miệng ta sẽ cho ngươi chút mặt mũi không giết nàng tiểu bằng vương thấy phương hành thống khoái đáp ứng như vậy trong nội tâm cũng không biết là cái tư vị gì có chút phức tạp ngay cả kim ô và ô tang nhi cũng có chút ngoài ý muốn hơi khó hiểu nhìn phương hành phương hành lại không để ý bọn hắn trực tiếp chuyển hướng hồ tiên cơ nói hồ ly lẳng lơ huyền tôn nhi của ta không nỡ muốn mạng của ngươi ta tạm tha ngươi lần này mau cút đi nói xong thỏ tay thu hồi khổn tiên tắc trên người nàng hồ tiên cơ cũng cảm thấy ngoài ý muốn như không nghĩ tới mình sẽ thoát nạn được sau khi ngẩn ngơ mới nhìn tiểu bằng vương thấp giọng nói cảm ơn nói xong hai chữ này thân hình muốn bay đi nhưng phương hành lại gọi nàng lại chậm một chút đi sắc mặt hồ tiên cơ đại biến âm thanh lạnh lùng nói ngươi cải biến chủ ý phương hành cười hắc hắc nói ta nói không muốn mạng của ngươi nhưng không nói không cởi xiêm y của ngươi nha còn cởi xiêm y hồ tiên cơ vốn tưởng tránh thoát một kiếp cũng ngây dại phương hành thì cầm hắc kiếm chỉ vài cái mũi của hồ tiên cơ ăn cướp giao hết thứ đáng giá trên người ra đây lần này ô tàng nhi cũng ngây người ngay cả ô nhất điển và tiểu bằng vương cũng ngây người kim ô thì nhẹ nhàng thở ra vừa rồi còn tưởng tiểu thổ phỉ kia biến tính hồ tiên cơ cắn răng vì ly khai cuối cùng vẫn lấy ra túi chữ vật của mình nhẹ nhàng ném qua phương hành tiếp được lại nói không đủ hồ tiên cơ hung ác lấy xuống băng phượng châm trên đầu ném tới nhưng phương hành còn nói không đủ ánh mắt nhìn trên lưng nàng hồ tiên cơ đành phải giao không gian giới chỉ giấu ở trong eo ra kết quả cuối cùng nhất xiêm y của hồ tiên cơ vẫn bị bới ra toàn thân chỉ còn một cái yếm một cái quần lót tóc tai bù xù ngồi sổm ở sau một tảng đá sắc mặt vừa đỏ vừa thệ, trong ánh mắt bắn ra hận ý tức sắp muốn điên rồi hung hăng nhìn phương hành chửi bới hỗn đản ta sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi bất luận như thế nào ta cũng sẽ giết ngươi phương hành ôm một đống bảo bối cười ha ha kêu lên dám mắng ta cái yếm cũng không lưu lại đồng dạng có thể bán lấy tiền hồ tiên cơ hoảng sợ nàng tuyệt đối tin tưởng phương hành có thể làm được việc này cũng không để ý cảnh xuân lộ hết ôm ngực bước lên mây rời đi hai cái chân thon dài trắng loãng như ngọc bờ eo thon bé bỏng cùng với quần lót kéo căng bao quanh bờ mông làm con mắt của phương hành kim ô tiểu bằng vương và ô nhất điển sáng lên miệng đắng lưỡi khô kim ô đẩy tiểu bằng vương nói thật để chạy như vậy nếu ngươi thích, ta có thể giúp ngươi đè hai chân của nàng lại. Ô Nhất Điển cua cua đầu, thầm nói, vừa rồi ta rõ ràng đã đáp ứng ngủ với nàng, sao ngươi không đè? Bên cạnh không người để ý đến hắn, nhưng Tiểu Bằng Vương nổi nóng, thình lình đá hắn một cước. Biểu muội, hắn đá ta. Ô Nhất Điển nhìn Ô Tang Nhi cáo trạng. Lúc này Ô Tang Nhi lại không chịu giúp hắn, mắt trắng không còn chút máu nói, đáng đời. Hồ Tiên Cơ dần dần bay xa, Kim Ô rốt cục tin tưởng phương hành chính xác để cho chạy nàng, nhưng trong lòng lại cảm thấy không đúng, cái này không phù hợp phương pháp làm việc của tiểu thổ phỉ, nhịn không được truyền âm nói, để cho nàng chạy như vậy. Phương Hành trợn mắt nhìn nó, đồng dạng truyền âm trả lời, đúng vậy, ta thương hương tiếc ngọc. Kim Ô im lặng, khinh thường nói, ngươi thương cái rắm, nói thực đi, ngươi lại có âm mưu gì? Hắc 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 hắc. Phương Hành nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia hào quang đắc ý, thấp giọng nói, hồ ly lẳng lơ này lại tính toán cái gì? Đấu thắng nàng cũng không có ý nghĩa gì, cho nên ta muốn mượn tay nàng, là một đại sự dứt lời liền nói tính toán của mình cho kim ô oh. kim ô oh kinh hãi trợn to mắt qua nửa ngày mới run rẩy yết hầu khô khốc nói ngươi không nói đùa đúng không phương hành khinh bỉ liếc mắt nhìn nó ngươi cảm thấy thế nào kim ô oh nghẹn họng sau nửa ngày mới nói ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ mạnh như vậy phương hành cười hắc hắc không để ý đến hắn ôm một đống bảo bối của hồ tiên cơ ngồi ở trên tảng đá đến đến chia bảo bối hồ ly lẳng lơ này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn mang theo không ít thứ tốt, chúng ta một người một kiện. Băng Phượng Trâm là thứ tốt, huyền khí cực phẩm, sắp có thể gọi bán thần khí rồi, Tang Nhi, tới, ta đeo lên cho ngươi. xa khúc kiếm này lại ẩn chứa 99 đạo kiếm quang, lợi hại, Huyền Tôn Nhi, cái này thuộc về ngươi. Kim Lục Tử, ngươi cầm chiếc nhẫn này, có thể phóng ra một đạo lôi cương. Con mẹ nó. Phương Hành chia từng cái từng cái, cuối cùng lại từ trong túi chữ vật kéo ra một đống quần áo, cũng không biết là hương hoa hay mùi thơm cơ thể của hồ tiên cơ ném cho ô nhất điển con mắt tỏa sáng trời chia bảo bối bất quá tiểu bằng vương thấy bộ dáng hèn mọn bị ổi của ô nhất điển vội vàng ôm lấy đống quần áo kia nói ta đổi với ngươi xem ra tùy hắn đã buông tâm tư với hồ tiên cơ nhưng vẫn không chịu được nàng bị người khinh nhờn sau khi ô nhất điển nhận lấy xà khúc kiếm lại ngây người nửa ngày nước mắt chảy ra làm sao vậy nhớ đám quần áo kia phương hành liếc mắt nhắc chân đạp hắn một cái Ô Nhất Điển lắc đầu nói, không phải, là, là kiếm này. Ba năm trước Đằng Châu tổ chức đấu giá hội, ta rất thích chuôi kiếm này, vốn muốn mua làm bội kiếm. Kết quả cầu cha rất lâu, rốt cục đáp ứng mua cho ta, lại không nghĩ rằng. Cha lấy ra tất cả linh tinh của mình khi ấy, cũng không đủ một nửa. Còn bị người nhục nhã, sau đó ra hỏa kia dùng 300 viên linh tinh mua nó, qua tay đưa cho hồ tiên cơ. Không nghĩ tới, cuối cùng lại về tới trong tay ta, mọi người không nghĩ tới hắn vì việc này mà khóc không khỏi có chút đồng cảm nói trắng ra là trong yêu địa tổ năm người phương hành không cần phải nói đạo phỉ dương danh bốn phương không biết thấy qua bao nhiêu kỳ chân dị bảo lưu ở trên tay mình không có chỗ nào mà không phải dị bảo giá trị liên thành mà kim ô và phương hành lăn lộn chung cũng pha trộn không ít tăng thêm rất nhiều kiến thức tiểu bằng vương thì gia cảnh giàu có không lo tài nguyên tu hành nhưng ô tăng nhi và ô nhất điển lại khá túng quẫn thậm chí có thể nói ô nhất điển là bởi vì tài nguyên thiếu thốn, mà làm tu vi đình trệ. Ở trong tu hành giới, vô luận là người hay yêu, không có tài nguyên, tóm lại là nửa bước khó đi. Được rồi, hiện tại không phải cho huynh rồi sao? Ô Tang Nhi nhẹ giọng an ủi, coi biểu ca là tiểu hài tử đến dỗ. Thật sự, thật sự cho ta sao? Ô nhất điển lau nước mắt, ôm bảo kiếm, một bộ sợ người khác tới tranh. Có hết chưa hả? Phương Hành đạp hắn một cước, Đỉnh Đạc nói, chỉ cần nghe lời tiểu tổ, bảo bối nhiều đến ngươi cầm không hết. Ánh mắt của Ô Nhất Điển tỏa sáng, nhưng còn có chút không tin, cười hắc hắc nói, có kiếm này là đủ rồi. Kim Ô hừ hừ nói, những lời khác ngươi có thể hoài nghi, tiểu thổ phỉ nói cái này ngươi nên tin, ta cam đoan. Thật vậy chăng? Ánh mắt Ô Nhất Điển sùng bái nhìn Phương Hành, tựa như nhìn thần linh. Sao ta cảm giác có chút buồn nôn thế nhỉ? Phương Hành rất nghiêm túc nhìn Ô Nhất Điển nói, lại nhìn ta như vậy, ta sẽ đánh ngươi chia xong bảo bối, tổ năm người chôn pháp thuyền ngay tại chỗ, pháp thuyền to lớn như vậy là không cách nào cất vào túi chữ vật, sau đó năm người đối chiếu manh mối trên tay mình, lại đối chiếu tinh không, xác định vị trí của mình, bay về phía một cơ duyên cách bọn họ gần nhất, nơi này có một cổ điện to lớn, tọa lạc ở trên không núi hoang, cũng không biết bồng bềnh bao nhiêu vạn năm, đúng là cơ duyên thứ nhất bọn hắn muốn tìm. Theo điển tịch của cô nhận sơn ta ghi lại, trong đại điện kia ghi chép một võ pháp, huyền ảo thông thần, 1.300 năm trước, tộc của ta từng có một vị tổ tiên nhìn thấy nó, nhưng bởi vì thời gian có hạn, hắn không có tìm hiểu được võ pháp này, cuối cùng phải ly khai, đi tìm thần thuật thích hợp hắn hơn, chỉ có điều ghi lại phương vị, lưu truyền đời sau. Kim sĩ tiểu bằng vương dẫn đầu bay tới, thấy được cổ điện kia liền giới thiệu. Lại nói những tuấn kiệt như bọn hắn tiến vào yêu đế cát, tư liệu manh mối trên tay, đại đa số là các tiền bối truyền thừa, trước kia các tiền bối của bọn hắn tiến vào yêu đế cát, chỉ có 10 ngày tìm kiếm cơ duyên, thường thường đều là trong lòng đã có lựa chọn của mình, vì vậy sau khi tiến vào, trên đường đụng phải rất nhiều thứ tốt, cũng không thể không nhịn đau bỏ quả. Cũng chính bởi vì vậy, mới có rất nhiều manh mối cơ duyên lưu truyền. Đi, vào xem sao." Phương Hành Hạ quyết định muốn cùng bốn yêu khác xông vào cổ điện. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy trong sơn mạch phía dưới, bất ngờ có năm yêu tu bay ra, hai nam ba nữ, ba kim đan sơ kỳ, hai trúc cơ đỉnh phong, giống như tia chớp lướt đến không trung, đặt chân ở trên nóc cổ điện sát khí um tùm, trực tiếp tế lên pháp khí. Một người trong đó lạnh giọng hét lớn, phía trước là người phương nào. Cơ duyên nơi này là chúng ta tới trước, đã bị chúng ta chiếm được, các ngươi đổi địa phương khác đi, hoặc chờ chúng ta tìm hiểu xong, lại đi vào điện. Lúc này khoảng cách còn rất xa, mấy yêu tu kia thấy không rõ hình dáng tướng mạo của đám người phương hành, cũng không có thi triển pháp nhãn thuật, chỉ thoáng cảm ứng khí cơ, lại phát giác trong năm người này. Chỉ có hai người là kim đan cảnh, ba người khác rõ ràng chỉ là trúc cơ cảnh hơn nữa khí tức của hai kim đan kia rất yếu ớt vì vậy có chút khinh thị mở miệng đuổi đi ờ còn có người tranh cơ duyên với ta phương hành thấy thế không chỉ không đi ngược lại nghênh ngang bay xuống cười nói ta không đi thì như thế nào hắn vừa rơi xuống năm yêu tu kia rốt cục thấy rõ hình dạng của hắn trong nội tâm nhất thời kinh hãi như không nghĩ tới sẽ đụng phải tu sĩ nhân tộc thanh danh đại thịnh ở trong yêu tộc kia nội tâm thầm kêu khổ nếu sớm biết là hắn thì vô luận như thế nào cũng sẽ không chủ động khiêu chiến bất quá hết cách rồi, xa nhìn khí tức gần xem mặt, ai nghĩ tới khí tức của hỗn đàn này sẽ yếu như vậy. Đương nhiên, mặc dù khí tức kim đan của phương hành yếu, bọn hắn lại không dám đắc tội. Năm yêu tu cũng không ngốc, liếc nhìn nhau, xa yêu vội vàng ra mặt chắp tay, cười bồi nói, nguyên lai, like. là hình đạo hữu, ha <laughs> ha, thất kính thất kính, cơ duyên nơi này, chúng ta nhường cho ngươi, tạm biệt. Nói xong năm yêu cúi người, muốn quay đầu rời đi. Yêu tộc không có kẻ đần, nhân vật có thể khiêu chiến Thanh Khâu Sơn và Thương Lan Hải, sao có thể là đơn giản được. Huống chi bọn hắn cũng nhìn thấy Kim Ô và Tiểu Bằng Vương đi theo bên người Phương Hành, hai gia hỏa kia cũng không dễ gây. Một cái là bảo bối của cô Nhận Sơn, một cái là đại ô nha từng ở đấu pháp chính diện, đâm chết Kim Đan trung kỳ đỉnh phong của Hắc Mộc Sơn, huống hồ gần đây phủ Tang Sơn còn xuất hiện một vị lão tổ tu vi cao thâm, vô luận là gia thế hay thực lực đều không phải những tiểu tộc như bọn hắn có thể chọc được, bởi vậy chỉ có thể chịu thua. Chậm đã, bọn hắn muốn đi, phương hành lại không cho bọn hắn đi, chậm rãi bay tới. ách, hình đạo hữu có gì phân phó? xà yêu kia rất khách khí, cười bồi hỏi. phương hành nói, ta cho các ngươi đi rồi sao? mới vừa rồi là ai bảo chúng ta đổi chỗ? khẩu khí cực kỳ ngang ngược, trong năm yêu có một ngạc yêu vẻ mặt tức giận nhìn qua. xà yêu lại khách sáo, vội vàng nói, là tiểu đệ vừa rồi có mắt không chồng, mong hình đạo hữu thứ lỗi. muốn đi cũng được, nhưng lưu lại bảo bối trên người các ngươi. Phương Hành vòng quanh bọn hắn bay hai vòng, cực kỳ bá khí nói. Ách, đây là... Xà yêu ngẩn ngơ, còn có chút không rõ ý tứ của Phương Hành. Ăn cướp, không rõ sao. Phương Hành vung kiếm trong tay, uy phong lẫm lẫm hét lớn. Ăn cướp, trong lúc nhất thời, sắc mặt năm con yêu quái kia đều có chút khó coi. Tất cả mọi người tiến vào yêu đế các là vì cướp cơ duyên, bọn hắn chịu nhượng ra cơ duyên, cũng đã là nhượng bộ rất lớn, dù sao trong lòng bọn họ, sớm muộn gì phương hành cũng sẽ chết ở trong tay hồ tiên cơ hay thương lan hải chỉ là ai sẽ nghĩ tới thổ phỉ nhân tộc này chiếm cơ duyên xong còn không tha lại muốn ăn cướp thực nghĩ mình sợ hắn sao hỗn đản nhân tộc ngươi có nhiều cừu ra như vậy bản thân khó bảo toàn còn dám gây với chúng ta ngạc yêu rốt cục nhịn không được hét lớn cái đuôi như cây roi như nộ trào cuồn cuộn phô thiên cái địa quật về phía phương hành trong lòng của hắn không quá phục phương hành dù sao khí tức kim đan trên người phương hành yếu ớt hơn nữa tùy thành danh lớn lại rất ít có trận chiến nào là dựa vào công phu chân thật đánh ra hơn nữa hắn thấy thực lực của mình không kém nên không quá sợ đối phương phương hành liếc mắt nhìn hắn nở nụ cười lạnh ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi xem cái gì gọi là bản thân khó bảo toàn dứt lời liền muốn xông lên đánh lại không nghĩ tới bên người bỗng nhiên vèo là kim xí tiểu bằng vương tay cầm hoàng kim kích vọt tới thân hình như rồng đại kích đảo loạn phong vân trực tiếp chiến với ngạc yêu trong miệng còn hét lớn ngươi đừng vội động thủ trận chiến này ta thay ngươi tiếp xem ta làm sao dùng tu vi trúc cơ chảm kim đan. Kỳ thật huyền tôn nhi này còn rất lợi hại. Phương hành thấy kim sĩ tiểu bằng vương mạnh như vậy, cũng không có động thủ, lùi qua một bên nhìn chằm chằm hai người khác. Hắc hắc, xem ra nhân tình kia bán không sai, tiểu điều này bắt đầu trả lại nhân tình cho ngươi rồi. Kim ô cười hì hì bu lại, nói, ăn cướp cũng là một bộ phận kế hoạch của ngươi. Phương hành mắt trắng không còn chút máu nói, đây là thói quen. Dứt lời nhìn về phía bốn yêu tu còn chưa động thủ, con mắt tỏa sáng, không có chút hảo ý mà trong nội tâm bốn yêu tu kia cũng không ngừng kêu khổ thực lực của ngạc yêu cường hoành lại bị tiểu tổ tông của cô nhận sơn cuốn lấy nhìn tình hình chiến đấu kia ngạc yêu tu vi kim đan cảnh là không thắng được trúc cơ đã có bản lãnh như vậy huống chi hai kim đan bộ dáng không giống người tốt kia cũng bởi vậy hai người bọn họ càng không dám động thủ cùng một chỗ quan chiến kim sĩ tiểu bằng vương như muốn dùng hành động trả nhân tình cho phương hành lúc này càng chiến càng dũng thể hiện ra thiên phú khi cô nhận sơn nhiều năm tốn hao tâm huyết ở trên người hắn, hoàng kim kích múa thành một nộ long, bao phủ bát phương, cùng Ngạc Yêu chính diện va chạm, khí lực và uy thế không rơi vào thế hạ phong chút nào, thậm chí dần dần nắm giữ chủ động. Ép ta quá đáng, lui ra. Ngạc Yêu đánh lâu không dứt, không khỏi nôn nóng, cần biết nó là Kim Đan tầng 2, đối phương lại chỉ là trúc cơ hậu kỳ, chiến đấu như vậy, đã nói rõ là nó thua, hơn nữa tính tình nó táo bạo lỗ mãng. Dưới tình thế cấp bách, vậy mà hét to một tiếng, không nâng tay nữa, thân như dao long xoay người, miệng phun đan quang, đồng thời cái đuôi quất mạnh tới. "Cẩn thận." Ô Tang Nhi khẩn trương che miệng. Ô Nhất Điển thì bị hù ngây người, đều là chúc cơ cảnh, thực lực của Tiểu Bằng Vương vượt xa bọn hắn có thể so sánh. "Xem bát thiên kích của ta." Ở thời khắc này, Tiểu Bằng Vương cũng hét lớn, thân hình run lên, biến hóa ra trạng thái nửa yêu, quanh người che đầy thiết vũ, tựa như một bộ áo giáp bảo vệ nhục thân. Cùng lúc đó, kim kích trong tay lăng không biến hóa ra trăm ngàn phân thân, mỗi một đạo đều có lực lượng to lớn, hợp lại một chỗ, liền thành một quái lực vô kiên bất tồi. suy Ngạc yêu đau nhức giống to, lào đảo lui ra, cái đuôi bị chém đứt rời, máu tươi tung tóe. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám khiêu chiến tiểu tổ. Nói ăn cướp ngươi thì ăn cướp ngươi, không muốn chết thì nhanh làm theo. Kim xí tiểu bằng vương đắc thủ, động tác không ngừng, chân đạp hư không đuổi theo, hoàng kim kích trực chỉ giữa ngực của ngạc yêu hôm nay kích bại kim đan khiến cho mấy ngày nay hậm hực uất ức quét qua là hết tái hiện kiêu ngạo bá đạo của tiểu bằng vương ha ha giỏi lắm huyền tôn nhi không hồ là bảo bối của cô nhận sơn tiểu tổ ta ở thời điểm trúc cơ cũng không nhất định mạnh hơn ngươi bao nhiêu phương hành vỗ tay cười phá lên sau đó cùng kim ô tiến lên trừng mắt nhìn hai đồng bạn của ngạc yêu quát các ngươi cũng muốn đấu một trận hai yêu kia hoàn toàn mất hết dũng khí đấu pháp ngoan ngoãn cùng ngạc yêu đứng chung một chỗ, cười khổ nói, không dám, không dám, chỉ cầu hình đạo hữu tha mạng. Phương Hành khoát tay áo, không kiên nhẫn nói, muốn mạng của các ngươi làm gì? Ta chỉ ăn cướp. Hiện tại pháp khí, đan dược, phù triện, trận kỳ thậm chí là pháp bào trên người các ngươi, đều giao ra cho ta. Ngũ yêu nhất thời bó tay rồi, qua nửa ngày, xa yêu mới khó xử mở miệng, pháp bào trên người cũng phải cởi xuống sao. Phương Hành suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua hai nữ tu điểm đạm đáng yêu kia, cũng thấy có chút không tiện, rốt cục rộng lượng phất tay nói, được rồi được rồi, ta quá thiện tâm, như vậy đi, hai nữ tử có thể lưu cái yếm, về phần nam. Nam coi như xong, ngoại trừ đồ chơi trong đũng quần kia, thì thứ gì cũng phải lưu lại. Kim ô ở một bên cười lạnh hát đệm, đúng đúng, cái này là quy củ, nữ lưu cái yếm đào, nam lưu tiểu huynh đệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngũ yêu kia còn không có can đảm phản kháng, ngoan ngoãn bị ô nhất điển lục lọi, lột sạch tất cả pháp khí, đan dược, địa đồ thậm chí pháp bào trên người. Cuối cùng chỉ còn hai nam yêu không mảnh vải cùng ba nữ yêu che lấy ngực, nam yêu còn tốt, chỉ có chút xấu hổ, nhưng ba nữ yêu thì quả thực sắp muốn khóc lên. Hình đạo hữu, chúng ta có thể đi chưa? Xà yêu khóc không ra nước mắt, nhìn Phương Hành hỏi thăm. Đi đi, Phương Hành rốt cục rộng lượng phất tay, hai nam yêu lập tức giá tường vân bay mất ngược lại là ba nữ yêu trên người chỉ còn một cái yếm nhỏ thậm chí có một cái không mặc yếm tuy được cho phép ly khai nhưng mặt vẫn đỏ bừng từng bước một lui về phía sau không dám thi triển ngự mây bay lên kim ô giáo huấn thật đần hiện ra nguyên hình bay đi một câu nhắc nhở ba nữ yêu đành phải hóa thành nguyên hình là một con rắn một con kim thiền một con thỏ trên người hoặc che lân giáp hoặc che lông không lộ ra vẻ quá xấu hổ giá mây nhanh chóng thoát đi không thấy còn tâm tình của bọn hắn lúc này, quả thực là không thể tả. Vốn là vợ yêu đế các đoạt cơ duyên, ai nghĩ đến sẽ bị người cướp sạch sẽ. Con mẹ nó lỗ lớn rồi. Mà đám người phương hành thì cười ha ha, chia nhau thành quả, ô nhất điển được chia ít nhất nhưng lại cực kỳ hưng phấn. Hắn nhìn một bộ huyền thiết giáp cùng với ba bình lôi đan thượng phẩm bổ sung linh lực, quả thực mừng rỡ như điên, vừa khóc vừa cười nói, ta không tin, ta không tin. Bảo bối sao đến nhanh như vậy? Đây là nằm mơ sao? Hắn vui vẻ đi tới bên người tiểu bằng vương, người nhéo ta một cái. Tiểu bằng vương trực tiếp đạp bay hắn luôn, ô nhất điển ngao ngao, trong miệng kêu to, không phải nằm mơ. Chia xong đồ vật, mọi người đã không thể chờ đợi được xông vào trong cổ điện. Đi tới phụ cận, chỉ thấy cổ điện phong cách cổ xưa, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, trước điện còn có lư hương và tàn viên. Bốn cổ trụ dưới mái hiên đã ngã hai cây, trong điện tối đen, thấy không rõ cảnh vật. Phương hành dùng âm dương thần ma dám nhìn thoáng qua, thấy không cấm chế gì liền bay thẳng vào. Đi vào điện, thi triển pháp nhãn thuật nhìn xem, chỉ thấy điện này phương viên tầm 30 trượng, trên cao đứng ba tượng đá, mỗi bức cao ba trượng, không biết do vật liệu đá gì khắc thành, khí tức xâm nghiêm, ba bức tượng kia hình một con voi, một con rồng, một con hổ, hình dáng nửa người nửa thú, người mặc đạo bào, tư thế quái dị, một người đưa tay chống trời, một người vung quyền oanh đất, một người chỉ về phía trước. Ba tư thế rõ ràng vừa xem hiểu ngay, nhưng nhìn thật kỹ, lại mơ mơ ảo ảo cảm giác cực kỳ huyền diệu, vẻn vẹn chỉ là một tư thế, lại sinh ra rất nhiều biến hóa, như thần hồn của mình được ba tượng đá dẫn dắt cảm ngộ rất nhiều võ pháp, mắt nhìn qua liền ngây dại, nhịn không được muốn ngồi xuống, tinh tế cảm ngộ võ pháp, thẳng đến hoàn toàn hiểu ra. Ồ, không đúng. Phương Hành nhìn về phía tượng đá giơ trưởng chống trời, cũng rơi vào trầm mê, nhưng bỗng nhiên thanh tỉnh lại, lẩm bẩm ba tượng đá này, xác thực ẩn chứa võ pháp cao thâm, dù tiểu gia học được, chỉ sợ cũng có thể phát huy ra bảy tám phần uy lực của nhục thể, nhưng biến hóa quá nhiều, nhất thời là học không hết, cảm ngộ như vậy, ba ngày nhoáng một cái đã qua. Bị hắn gọi, đám người kim ô cũng tỉnh lại, chỉ là ánh mắt nhìn về phía tượng đá kia, lại còn rất lưu luyến, kim ô nói, bất kể nói thế nào, ba tượng đá ẩn chứa võ pháp là rất bất phàm, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc nhưng chúng ta còn có ba cuốn đạo quyết chưa lấy, nếu bởi vậy lỡ chính sự, thì được không bù mất, vậy phải làm sao bây giờ? Kim ô oh là thể tu, có chút không nỡ. Trước kia các tuấn kiệt yêu tộc tiến vào yêu đế cát, đối mặt nhiều cơ duyên như vậy, chỉ có thể nhịn đau bỏ qua, tìm kiếm cơ duyên thích hợp mình nhất. Thời gian tiến vào yêu đế cát chỉ có 10 ngày, mà những cơ duyên này lại ở đâu là dễ dàng lấy được như vậy, dưới tình huống bình thường tùy tiện tìm hiểu một loại cũng mất 10 ngày nửa tháng, thời gian đâu mà tìm hiểu. Như bọn hắn, mục đích chủ yếu nhất là tìm ba đạo quyết mà căn bá chỉ điểm bọn hắn hôm nay còn không biết tìm kiếm ba đạo quyết kia cần bao nhiêu thời gian nên không dám chậm trễ quá nhiều những người tiến vào yêu đế cát hơn phân nửa đều gặp phải lựa chọn như vậy xem ra chỉ có thể lưu một người ở chỗ này tìm hiểu những người khác đi tìm cơ duyên khác ước định thời gian tụ hợp ở trước yêu linh cung cùng một chỗ ly khai nơi này sau đó mọi người trao đổi tâm đắc như vậy mới có thể lấy được cơ duyên lớn nhất ô tàng nhi nói xen vào trên mặt lại có chút khó xử bất quá nếu tách ra chỉ sợ vấn đề an toàn không thể cam đoan tất cả mọi người trầm mặc biết nàng nói không sai bọn họ kết xuống thù hận là không nhỏ hôm nay bọn hắn hoặc là bỏ qua một ít cơ duyên như võ pháp ở cổ điện này đi tìm cơ duyên càng lớn hoặc chỉ có thể tách ra riêng phần mình tìm hiểu một cơ duyên như vậy kết quả là gặp nguy hiểm khó có thể giải quyết đương nhiên vấn đề như vậy không chỉ bọn hắn những liên minh khác cũng như vậy lúc ấy hồ tiên cơ vội vã giải quyết đám người phương hành như vậy là lo lắng hắn sẽ thừa dịp tiên tử minh của mình tách ra tìm kiếm cơ duyên âm thầm đánh lén phương hành cũng hiểu vấn đề này vây quanh tượng đá hai vòng nói không thể mang đi sao kim ô thở dài nói ta đã thử qua muốn vẽ xuống bộ dáng của ba tượng đá mang ra yêu đế cáp chỉ tiếc ba tượng đá quá huyền ảo dùng thần hồn của kim đan cảnh chúng ta cũng không cách nào vẽ ra tư thế của bọn hắn dù cưỡng ép vẽ kết quả cũng chỉ là có dáng không có thần cảm ngộ không ra cái gì đang khi nói chuyện lại không khỏi có chút tiếc nuối theo tu vi tăng lên thần hồn của bọn hắn cường đại đã không giống phàm nhân sách tranh bình thường ánh mắt quét qua là có thể ghi tạc ở trong óc chỉ có điều ba tượng đá kia lại bất đồng ẩn chứa đại đạo tuy nhìn như bất động khi thực biến hóa ngàn vạn coi như là kim đan cảnh cũng chỉ có thể tìm hiểu ở trước tượng đá mà không cách nào khắc vào tâm mấy người khác cũng biết kim ô nói không sai cùng nhau nhíu mày có chút khó lựa chọn lại không nghĩ tới Phương Hành nói, ai nói vẽ, ta nói là mang tượng đá đi. Bá, ánh mắt của bốn người khác đều nhìn về phía hắn, quả thực ngây người. Mang tượng đá đi? Cái này, cái này cũng quá thổ phỉ đi. Cái này, như vậy sao được? Đây là cơ duyên trong yêu đế cát, sao có thể bừa bãi? Ô Tang Nhi mở miệng nói, cảm giác thế giới quan của mình tan nát. Phương Hành hỏi lại, có quy củ nói không cho mang đi sao? Ô Tang Nhi nhất thời không đáp được trên thực tế đồ vật trong yêu đế các là có thể mang ra ngoài. Đám tiền bối trước kia tiến vào yêu đế các, nếu như tìm được kinh văn, dị thảo, bảo đan, tàn binh, cái kia khẳng định là sẽ không khách khí, trực tiếp mang ra ngoài, coi như là cơ duyên mình tìm được, nhưng trực tiếp mang ba tượng đá đi. Cái kia không khỏi quá không hợp thói thường. Tiểu bằng vương trầm ngâm mở miệng nói, không biết chuyển có được không? Kim ô thì trực tiếp lấy ra hai cái túi chữ vật nói, túi chữ vật chỉ có ba trượng, không cất được, Phương Hành cười hắc hắc, vỗ tay nói, ô nhất điển, ngươi đi lái pháp thuyền tới. Lúc này mấy người mới chợt hiểu ra, phát hiện tiểu thổ phỉ này thật muốn mang ba tượng đá đi, trong nội tâm cảm giác là lạ, đồng thời cũng có chút hưng phấn, khá tốt địa phương giấu pháp thuyền cách nơi này không xa. Ô nhất điển kích động đi lấy pháp thuyền, Phương Hành thì cùng đám người kim ô, tiểu bằng vương, một người một tượng đá, tay cầm binh khí, gõ cái bệ hoa sen, sau đó khiêng ra đại điện, loại cảm giác này, thật có chút điên cuồng, nhưng ẩn ẩn lại cảm thấy rất thoải mái. Ngược lại là ô tăng nhi, nhìn ba gia hỏa kia một người khiêng một tượng đá, quả thực sắp điên mất rồi. Kỳ thật pháp thuyền kia cũng không lớn, dài tầm 10 trượng, rộng 3 trượng, nếu chất đủ linh tinh vào pháp nguyên, không gian còn có thể khoách trương lớn hơn một chút, bất quá tối đa cũng chỉ dài 15 trượng, cao 4 năm trượng mà thôi, nhưng cất ba tượng đá lại dư xài, đợi cho ba tượng đá bị trồng chất vào khoang thuyền, mấy người đầu đầy mồ hôi, lại cực kỳ hưng phấn đi 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 thấy yêu quái hết thảy cướp sạch tất cả cơ duyên hết thảy chuyển sạch sau khi dọn sạch đại điện phương hành nhảy lên pháp thuyền hưng phấn cười to vung hắc kiếm về phía trước ầm ẩm pháp thuyền chạy nhanh ngũ tổ minh hành vi ác liệt thủ đoạn hèn hạ chấn động toàn bộ yêu tộc đã bắt đầu chỗ đi qua quả thực không có một ngọn cỏ từ đông sang tây từ tây sang bắc những nơi đi qua tất cả yếu tố bất hạnh gặp phải bọn hắn bất luận nam nữ đều bị cướp không còn tất cả địa vực đều thê lương giống như châu chấu đi qua. Chuyển sạch, cướp sạch. Hỗn đàn này làm việc hung hăng ngang ngược như thế, rõ ràng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thời điểm Phương Hành mang theo đám người Kim Ô, Tiểu Bằng Vương ăn cướp bốn phía, Hồ Tiên Cơ dùng hơn bốn ngày mới khó khăn lắm khống chế được thương thế xuất quân, đụng phải hai yêu tu, nàng chỉ mặc một cái yếm và quần lót thần sắc vẫn rất lãnh ngạo, nghe xong hiện trạng của Phương Hành, ánh mắt như kiếm hờ hững. Ha ha, ha ha, Hồ Tiên Tử nói rất đúng, tuy mấy hỗn đản kia liều lĩnh nhưng lại phạm vào nhiều người tức giận hiện tại mọi người đang thương lượng làm sao liên thủ đối phó bọn hắn nếu ngài cũng ra tay tất nhiên sẽ để bọn hắn chịu không nổi hắc giao tinh cùng hỏa tê yêu cúi đầu khom lưng đứng ở trước mặt hồ tiên cơ đều cười nói ánh mắt lại không ngừng nhìn thân thể hồ tiên cơ hết cách rồi hồ tiên tử mỹ danh lan xa ăn mặc như vậy đứng ở trước mặt mình muốn không nhìn cũng không được trong lòng bọn họ càng nổi lên không biết bao nhiêu suy nghĩ hồ tiên tử làm sao thành bộ dạng như vậy hẳn là Hồ Tiên Cơ tự nhiên cảm nhận được ánh mắt hèn mọn bị ổi của hai người này, lại vờ như nhìn không thấy, suy tư nửa ngày, cuối cùng thản nhiên nói, ta tự nhiên sẽ ra tay, các ngươi có thể yên tâm, đúng rồi, có thể mượn pháp bào của nhị vị che đậy thân thể không? Tốt tốt, hai yêu quái kia sao dám không đồng ý, vội vàng lấy ra pháp bào của mình cho Hồ Tiên Cơ, Hồ Tiên Cơ cũng không tránh hai người, ở trước mặt bọn họ mặc vào, buộc tóc lên, cột chặt đai lưng ngọc, pháp bào tự động biến hóa lớn nhỏ, lộ ra rất vừa người, hồ tiên cơ xinh đẹp yêu mị mặc nam trang, trong yêu mị nhiều hơn một tia khí khái hào hùng, làm người càng kinh diễm. Hồ tiên tử quả nhiên là, quả nhiên là, hắc giao tinh ngây người, con mắt tỏa sáng, há to miệng, muốn tán thưởng lại không biết nên nói cái gì. Hồ tiên cơ tiện tay tạo ra một thủy kính, soi mình một chút, thấy người trong kính khí khái hào hùng, mặt như thiên nhân, eo ong đùi ngọc, ngọc thụ lâm phong, ngược lại cũng mãn ý, nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra vui vẻ nói, đa tại nhị vị không cần hồ tiên tử không cần khách khí hai yêu quái kia sắp nói không ra lời chỉ cảm thấy hôm nay mở rộng tầm mắt hồ tiên cơ thì không để ý tới bọn hắn nhàn nhạt nói tiếp hiện tại các ngươi có thể đi chết rồi à hai yêu có chút sợ run hồ tiên cơ thản nhiên nói các ngươi cảm thấy ta bị người xem hết thân thể còn có thể lưu lại mạng để các ngươi đi nói khắp nơi phát hiện hồ tiên cơ không phải nói đùa hai yêu quái kia ngây người mặt mũi tràn đầy cảnh giác vội vàng lui về phía sau sau đó hét lớn một tiếng chia ra hai hướng đào tẩu nhưng trên mặt hồ tiên cơ hiện lên cười lạnh đợi hai người trốn ra hơn ba mươi trượng mới nhẹ nhàng bước đi vèo bước ra một bước thân hình đã không thấy lúc xuất hiện lần nữa đã ở bên ngoài trăm trượng ở trong tay ngọc thon thon của nàng lại mang theo hai cái đầu chết không nhắm mắt tiện tay ném đầu của hai yêu quái đi hồ tiên cơ mở túi chữ vật của bọn hắn ra xem phân biệt rõ ràng công dụng sau đó lại thu hồi từng cái thẳng đến chuẩn bị thỏa đáng, nàng mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một phương hướng trong tinh không, thanh âm lãnh khốc như băng, "Là ngươi bức ta làm như vậy?" Nghĩ tới tiểu thổ phỉ làm cho nàng giao ra tất cả pháp khí phù triện, còn phải lột pháp bào, sắc mặt của Hồ Tiên Cơ có chút vặn vẹo, "Ngươi cho rằng lừa được đồng minh tụ ở bên người, lại đánh cướp tất cả pháp khí của ta, ta liền không có biện pháp khác đối phó ngươi sao?" Tuy mất đi pháp khí tiện tay, thực lực của ta sẽ suy yếu, nhưng bản lĩnh chính thức của hồ tộc chúng ta lại không phải ở trên đấu pháp. Hừ, giúp đỡ, nếu ta muốn tìm người đối phó ngươi, chỉ cần một câu, giúp đỡ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta ngược lại nhìn xem, nếu tất cả mọi người đối địch với ngươi, ngươi có thể lừa bịp được mấy người, giết được bao nhiêu. Ngươi tự cho rằng ẩn tàng thân phận rất tốt. Hừ, đáng tiếc sứ giả thần châu lại tiết lộ bí mật của ngươi, Lệ Hồng y xuất thân nam cương quỷ quốc, nàng đã nhận ra ngươi, cộng thêm Hạc Linh tử cực kỳ tôn sùng chắc hẳn ngươi cũng xuất thân nam chiêm bộ châu hơn nữa danh chấn thần châu hơn nữa ngươi cùng phủ tang sơn kim ô thế tử giao tình sâu như thế nếu như ta còn đoán không ra thân phận của ngươi chẳng phải là ngay cả kẻ đần cũng không bằng sao dù sao huyền vực rơi ở nam chiêm bộ châu sự tình lớn như vậy yêu địa chúng ta làm sao không biết vèo hồ tiên cơ cắn răng cưỡi mây rời đi cũng ở một ngày này một tin tức kinh người bắt đầu từ trong yêu đế các truyền gia tu sĩ nhân tộc hình phương những ngày gần đây ở trong địa bàn yêu tộc làm xuống rất nhiều ác sự, tên không phải Hình Phương, mà là Phương Hành. Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu, Phương Hành, đã từng lấy lực lượng một người, đoạt đi ba phần cơ duyên của huyền vực. Phương Hành, tin tức vừa ra, giống như một tảng đá ném vào hồ lớn, tóe lên sóng cồn trăm trượng. Tu sĩ nhân tộc kia, dĩ nhiên là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tai tinh trong truyền thuyết. Trong một cổ mộ trôi nổi giữa không trung, một trong cổ yêu tám mạch thử tộc đạo tử Ngụy không nén nổi kinh hỉ đôi mắt nhỏ tỏa sáng, cười phá lên, Hồ Tiên Cơ ném tin tức này thật đúng lúc, rượu, rượu, đều nói yêu đế các cơ duyên vô số, nhưng cơ duyên trong yêu đế các, làm sao vượt qua cửu thiên huyền quan. Tiểu quỷ kia một người đoạt đi ba phần cơ duyên của Nam Chiêm Bộ Châu, bản thân hắn chính là đại biểu cho một bảo tàng, cơ duyên của yêu đế các lại lớn, có thể lớn hơn hắn sao? Đạo tử Ngụy Vũ Chân, lạnh giọng hạ lệnh, tất cả mọi người xuất động, tìm được hắn, khống chế hắn, cướp hắn, mà ở trong một dược viên mọc đầy linh thảo, Thương Lan Hải Cửu Vương tử ngao bại, đang tập trung tinh thần tìm kiếm linh dược bổ huyết ích thọ, bỗng nhiên ngẩng đầu, Nam Chiêm Bộ Châu phương hành. Gia hỏa được xưng Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu kia. A, à, không nghĩ tới sẽ chạm mặt hắn ở chỗ này, khó trách người này có lá gan đối địch Thương Lan Hải ta, ta muốn dùng chiến lập đạo, người này chính là đá mài đao tốt nhất. Dứt lời hét lớn, còn mọt sách, ngươi có đi không? Âm thanh truyền trăm dặm, cho đến một đại điện ngoài trăm dặm, trong điện này cất giấu rất nhiều giá sách cổ, một thư sinh đang cắm đầu đọc sách ngẩng đầu lên, sau khi ngây người nửa ngày, mới sững sờ nói, khổ đọc trăm năm, đọc tới kim đan thân, hôm nay đại kiếp buông xuống, đang muốn dùng sát nhập đạo, học chút ít thủ đoạn, hắn, ngược lại phù hợp. Dứt lời, ném đi cổ thư, cất cao giọng nói, cùng đi, cùng đi. Trong một động quật, có dung nham bốc lên khói độc cuồn cuộn, một con hung vượn cao gần ba trượng đang nằm ở trên phiến đá tắm dung nham trong tay cầm một cây thủy hỏa côn, mà bên cạnh thì ngổn ngang lộn xộn chết một đống hỏa nham tích, hung vượn vốn định thoải mái nằm ở đây 10 ngày lại ly khai yêu đế cát, nhưng khi nghe được tin tức này, lại không khỏi cười lạnh. Oanh, hắn nhảy ra nham tương, cầm đại bổng xuất quan, thân phận của hắn vẫn bị lộ. Trong một chiến trường, Lệ Hồng y ném đầu lâu trong tay xuống, thì thào tự nói, con mắt tỏa sáng. Ở bên người nàng, Hạc Sư huynh thản nhiên nói, lúc trước ta ở trước mặt Hồ Tiên Cơ nói muốn cho hắn một tấm lệnh phù đã ám chỉ hồ tiên tử quá rõ ràng, nếu nàng còn không đoán được, vậy chỉ có thể nói thanh khâu sơn hồ tiên tử quá ngu xuẩn. Hôm nay thân phận của hắn truyền ra, đại kiếp trước mắt, nếu như hắn không qua được kiếp nạn này, thì nói rõ hắn không gì hơn cái này. Nếu hắn có thể vượt qua kiếp nạn, ta liền cho hắn một cái xuất thân, đại biểu sư phụ thu đệ tử thì đã làm sao? Hắn dĩ nhiên là phương hành. Bốn vị tiểu tổ xuất thân trục yêu minh, sắc mặt cũng đại biến, thanh âm run, run run. Nhất là thôi thiểu đình thôi thiểu đình, càng không biết lúc trước mình chọc dĩ nhiên là nam chiêm bộ châu đệ nhất tiểu ma đầu. Trong nội tâm không khỏi bất đắc dĩ, hối hận như thế nào thì không cần nói. Mà nam tử đầu chọc lưng đeo song đao thì cười hắc hắc, hạc sư huynh, lệ sư tỷ, các ngươi giấu giếm ta thật khổ, năm đó huyền vực mở ra ở nam chiêm bộ châu, đệ đệ của ta bị hoàng phủ đạo tử khiêu chiến, kết quả thất bại, đã trở thành trò cười của thần châu. Ta vốn muốn xuất quan tìm hoàng phủ đạo tử tính sổ, kết quả hoàng phủ đạo tử lại bị tiểu ma đầu kia ám sát, kể từ đó, Ta muốn thay đệ đệ rửa hổ thẹn, cũng chỉ có thể tìm tiểu ma đầu này, chỉ tiếc 4 năm trước hắn biệt tích, không biết đi nơi nào, hôm nay gặp ở yêu tộc, không thể không chiến một trận, Hạc sư huynh, lệ sư tỷ, cái này là tâm bệnh của ta, các ngươi không nên ngăn ta." Hạc sư huynh thản nhiên nói, lưu cho hắn một lệnh phù, là để ngươi thử hắn, xem hắn có thể tiếp được đao thứ 9 của ngươi hay không." Nam tử đầu chọc cười cười nói, ba đao trước, ta có thể lưu hắn không giết, sau ba đao, xuất đao thì phải giết người. Hạc Sư Huynh nói, thế lực lớn nhỏ ở Nam Chiêm Bộ Châu không dưới 100, nhưng có thể để thần châu chúng ta nhìn ở trong mắt, cũng không quá đáng là Hoàng Phủ Gia và Linh Sơn Tự. Hoàng Phủ Đạo Tử vốn là Hoàng Phủ Gia chuẩn bị đưa tới thần châu sông sáo, chỉ tiếc bị tiểu ma đầu kia đánh chết, có đồn đãi truyền nhân của Linh Sơn Tự cũng xuống núi. Thân phận không rõ, đã có người tìm tòi nghiên cứu, tiểu ma đầu này và Linh Sơn Tự quan hệ không cạn, 89 phần 10 chính là hắn, chính vì ta biết hắn là truyền nhân của Linh Sơn Tự, mới lưu một lệnh phủ cho hắn còn muốn kết làm bằng hữu, chỉ là lệnh phủ không thể tặng không, bằng hữu của ta cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm được, mặc kệ hắn có thân phận gì, nếu ngay cả đao thứ 9 của ngươi cũng không tiếp được, thì sao có tư cách tiếp ba đạo lệnh phủ của thần châu chúng ta? Nam tử đầu chọc ngẩn ngơ, cười phá lên, tốt, vậy ta yên tâm đi thử một chút. Nghe hai vị sư huynh đệ cảm giác về sự ưu việt, lệ hồng y xuất thân nam chiêm bộ châu lại nhíu mày. Hạc sư huynh, ta cho người biết thân phận của hắn, không phải là muốn ngươi thăm dò cân lượng của hắn căn bá bảo tìm đạo quyết chính là ba cái mai rùa này lúc này trong yêu đế cát đám người phương hành đang rời xa khu vực hạch tâm dựa theo căn bá cho ô tang nhi manh mối tìm được một sân mạch địa thế hoang vu cũng ở cuối sân mạch thấy một tượng thần quy màu đen ô tang nhi quỳ lên bồ đoàn lạy ba bái yên lặng đọc cổ chú mà căn bá cho nàng đột nhiên trước bồ đoàn xuất hiện một mâm tròn màu đen cổ quái trên mâm tròn là phù văn rậm rạp chẳng chịt, chia làm các quẻ tượng thiên can, địa chi. Thoạt nhìn hỗn loạn, rồi lại âm dương biến ảo, huyền diệu khó lường, làm cho người nhìn đã thấy đau đầu. Ô Tang Nhi thì nhăn mày, trầm tĩnh không nói, người ngón nhanh chóng điểm vào quẻ tượng, thẳng đến một nén hương sau mới ngẩng đầu lên. Ba, hình như nàng hoàn thành khảo nghiệm thần bí nào đó, tượng thần quy trên đỉnh đầu há miệng, phun ra ba thạch phiến đen xì xì, không ngừng rung rung ở trước mặt nàng. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là ba cái mai rùa hô hấp của ô tang nhi có chút rồn rập hai tay run rẩy nâng mai rùa cúi đầu hạ bái căn bá truyền ta là chúng sinh đại thuật đây là bí thuật suy diễn tìm hiểu thiên cơ pháp môn của nó chắc hẳn giấu ở trong mai rùa kỳ thật nói đến cũng kỳ quái cái mai rùa này nhìn như bình thường nhưng ta cảm giác cảm giác xem không hiểu có lẽ ta phải mất thời gian rất lâu mới tham ngộ được bí mật của mai rùa bất quá ta tin tưởng không tìm sai cái này là đạo quyết mà căn bá nói Ô Tàng Nhi thu mai rùa, khẽ nhíu mày nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Trường sinh đại thuật của Kim Lục Tử giấu trong một cổ thi, mà trường sinh đại thuật của ngươi thì là ba cái mai rùa. Phương Hành nhíu mày, cầm hắc kiếm vỗ vai, lão gia hỏa kia không đùa chúng ta chứ, bí thuật trường sinh đều ở trên thân người chết. Kim Ô nói, cổ thi kia rất kỳ quái, căn bá nhất định không gạt chúng ta. Ngươi được truyền là cái gì? Lúc ở phủ Tăng Sơn, ba người bọn họ đi theo căn bá tu hành một tháng, căn bá nói mình tu tam sinh đạo quyết, chia nó ra làm ba, phân biệt truyền thụ cho ba người, một người một đạo quyết, chẳng qua lúc ấy ở phủ Tăng Sơn, truyền thụ chỉ là pháp môn cơ sở của ba cuốn đạo quyết, nên căn bá lại phân biệt cho bọn hắn một ít manh mối sau khi tiến vào yêu đế các. Căn bá nói qua, hắn truyền thụ cho ba đạo quyết chỉ là cơ sở, tinh hoa của đạo quyết còn giấu ở trong yêu đế các, nếu như ba người bọn họ muốn tu luyện đến đại thành, thì cần phải tìm ba đạo quyết kia, đạt được cơ duyên tu hành, mà sau khi tiến vào yêu đế các, tuy đám người phương hành chuyển sạch tất cả cơ duyên, còn ăn cướp khắp nơi, nhưng không quên căn bá phân phó, lộ tuyến tiến lên là theo phương hướng của ba đạo quyết định ra, rốt cục ở ngày thứ ba, từ trong một động phủ tan hoang, phát hiện một cổ thi mặc áo giáp, người bên ngoài xem ra, cổ thi kia chỉ là thân thể bất hủ, không có dị trạng, nhưng Kim Ô nhìn lại sinh lòng cảm ứng, kết luận cổ thi kia chính là tam sinh đạo quyết mà hắn cần tìm. Sau khi lấy cổ thi, lại từ cực tây của yêu đế các chuyển qua hướng bắc, Cuối cùng đi tới chỗ này, Ô Tang Nhi dựa theo pháp môn mà căn bá truyền, ba bái chín khấu, cẩn thận suy diễn, đạt được ba cái mai rùa kia. Kim Ô và Phương Hành đều không biết mai rùa có gì thần diệu, nhưng Ô Tang Nhi kết luận, ba mai rùa kia là chúng sinh đại thuật mà căn bá truyền thụ cho nàng, hôm nay tính toán ra, Tam Sinh Đạo Quyết đã có hai bản. Tiểu Phương Tử, Trường Sinh Đại Thuật và Chúng Sinh Đại Thuật đều đã cầm được, nhưng manh mối Đạo Quyết của ngươi lại ở nơi nào? Kim Ô và Ô Tang Nhi đều nhìn về phía Phương Hành. Bọn hắn tiến vào yêu đế các, mục đích cơ bản nhất là vì ba đạo quyết, hôm nay chỉ còn của Phương Hành. Nói thực, ta vẫn cảm thấy lão đầu kia gạt ta. Phương Hành thấy bọn hắn hỏi, gãi gãi đầu, thở dài nói, lại không giải thích cái gì. Đang khi nói chuyện, xa xa một đạo kim quang phi độn tới, là Tiểu Bằng Vương Lăng Thiên và Ô Nhất Điển, đi tới gần, trước tiên ném Ô Nhất Điển lên mặt đất, oán hận giáo huấn, người cái hỗn đản thành sự không có bại sự có thừa này, lại bị người ta dọa sắp đái ra quần, Tiểu Bằng Vương ta đã lớn như vậy còn chưa từng hợp tác với loại người nhu nhược như vậy thật là mất hết mặt ô nhất điển có chút ủ rũ nói thực lực của người ta rõ ràng mạnh hơn chúng ta nha tiểu bằng vương im lặng oán hận đá hắn một cước ô nhất điển lại ủ rũ cúi đầu không nói giống như vợ bé bị chính thê ức hiếp được rồi đừng đánh hắn ai bảo các ngươi đi nghe ngóng tin tức nghe ngóng thế nào rồi ô tang nhi đành phải đi ra điều giải mâu thuẫn đồng thời nhìn tiểu bằng vương hỏi không đề cập tới còn tốt nhắc tới ô nhất điển lại có chút bất đắc dĩ cái này phiền toái lớn rồi, tiểu bằng vương bị hỏa này ra đoạt chủ đề, không khỏi chừng mắt liếc hắn một cái, ô nhất điển bị hù không dám nói nữa, tiểu bằng vương mới mở miệng nói, quả thật có chút nghiêm trọng, vừa rồi chúng ta đi nghe ngóng, có mấy gia hỏa còn không chịu nói, bị ta giết hai người mới thổ lộ tình hình thực tế, theo bọn hắn nói, hiện tại thanh danh của chúng ta rất lớn, sự tình ăn cướp khắp nơi đã dẫn phát nhiều người tức giận, có không ít nhân vật lợi hại quyết định ra tay đối phó chúng ta, nhưng cái này còn chưa tính đại sự, trọng yếu hơn là hiện tại trong yêu đế các, đang thịnh truyền một sự kiện. Nói đến đây, hắn có chút chần chờ, nhíu mày nhìn về phía phương hành. Phương hành kỳ quái liếc mắt nhìn hắn nói, có dám mau thả, dù ta rất tuấn tú ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy. Tiểu bằng vương nhất thời có chút im lặng, sau nửa ngày mới nói, trong yêu đế các đang thịnh truyền thân phận chân thật của ngươi. Bọn hắn nói, ngươi là bốn năm trước ở Nam Chiêm Bộ Châu gây ra sóng to gió lớn. Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu. Phương hành, nói đến đây hắn cho mày nhưng trong ánh mắt ẩn ẩn có chút kích động phương hành nghe vậy điềm nhiên như không có việc gì liếc mắt nói ta là phương hành thì đã sao hắn ngược lại không sao cả vốn dựa theo kế hoạch cũng không định ẩn tàng thân phận của mình bị đám người kia sớm đoán được cũng không có gì chỉ không rõ ánh mắt của tiểu bằng vương là có ý tứ gì thuận miệng thừa nhận lại không nghĩ tới hắn vừa thừa nhận tiểu bằng vương lại kích động hai mắt sáng lên nói ngươi thật là phương hành nguyên lai like ngươi chính là phương hành ha ha Phương Hành bị hù nhảy dựng, sách ô nhất điển lên hỏi, bệnh điên của ngươi còn có thể lây. Còn chưa nói xong, tiểu bằng vương đã kích động đi về phía trước hai bước, vui vẻ nói, ngươi biết không? Bốn năm trước ta đã nghe nói qua ngươi, ở huyền vực dùng một người chống lại hoàng phủ gia, cướp đi ba phần cơ duyên của nam chiêm bộ châu, về sau kiếm trảm hoàng phủ đạo tử, cầm đầu rời đi, lại kế giết 12 kim đan, cơ hồ chôn vùi một đời cao thủ của hoàng phủ gia, làm cho mấy lão gia hỏa ẩn cư của gia tộc bọn họ đều phải đi ra tọa trấn chuyện này ở yêu địa chúng ta quả thực là truyền kỳ, năm đó ta nghe nói chuyện của ngươi, đã cảm thấy ngươi là đại nhân vật, thề tương lai nếu như gặp phải ngươi, nhất định phải cùng ngươi uống rượu, sau đó, nói đến chỗ này, lại không nói tiếp, có chút ngại ngùng cười cười. Phương Hành bị ánh mắt sùng bái của hắn nhìn có chút không được tự nhiên, thuận miệng nói, sau đó thì sao? Tiểu Bằng Vương lại không chịu nói, nguyên lai năm đó hắn thề là nhất định phải cùng tiểu ma đầu kia uống rượu, sau đó đại chiến một trận, xem đối phương có phải thật khoa trương như trong truyền thuyết không, chỉ là những lời này bây giờ khó mà nói, dù sao ban đầu ở ngoài phủ Tăng Sơn, hắn đã nếm qua thiệt thòi, luận thực lực, hắn xác thực thua tâm phục khẩu phục. Thấy tiểu bằng vương điên cuồng, ô tang nhi cũng lý giải, kỳ thật lúc trước lần đầu nàng nghe Kim Lục Tử nói sự tình phương hành, cũng có chút giật mình, nhưng vì phạm vi sinh hoạt thấp hơn tiểu bằng vương rất nhiều, bởi vậy ở trong ấn tượng của nàng, chỉ cảm thấy phương hành là một người rất giỏi dày vò mà thôi, không quá sùng bái nhưng tiểu bằng vương lại bất đồng, hắn biết hoàng phủ ra lợi hại, đối với thế gia từng ở thời điểm trục yêu làm ra tác dụng to lớn, hơn nữa chém giết vô số cao thủ yêu tộc rút hồn, hắn cơ hồ là hận thấu xương. Cho tới hôm nay, yêu tộc trải qua 3.000 năm phồn diễn sinh sôi, đã khôi phục không ít nguyên khí, cũng không dám chính thức trả thù hoàng phủ ra, một là lo lắng thần châu sẽ nhúng tay, hai là vì kiêng kỵ thế lực hoàng phủ ra thâm bất khả chắc, mà lúc ấy tiểu ma đầu chỉ là chút cơ cảnh, cảnh giới còn không cao bằng ô nhất điển hiện tại lại làm ra sự tình mà thiên kiêu của yêu tộc nghĩ cũng không dám nghĩ, cái này còn không làm cho tiểu bằng vương tâm cao khí ngạo bội phục sao. Đương nhiên, sau đó từng có đồn đãi, nói Linh Sơn tự, thế lực lớn nhất nam chiêm bộ châu ở ngày tiểu ma đầu kia gây họa, ra tay bảo hộ hắn, thay hắn ngăn nguyên anh cảnh của Hoàng Phủ ra, cho nên có suy đoán, tiểu ma đầu kia là truyền nhân Linh Sơn tự âm thầm bồi dưỡng, chỉ có điều không quan tâm việc này có thật hay không, nhưng tiểu ma đầu kia dám đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió là không thể khinh thường những lời này trước đừng nói suy nghĩ làm sao giải quyết tai họa phía sau đi lúc này ô nhất điển ưu phiền mở miệng nói khuôn mặt mướp đắng mang theo khóc nức nở tai họa đám người kim ô đều nhìn về phía ô nhất điển ô nhất điển sắp muốn khóc lên song đời chúng ta phạm vào nhiều người tức giận cử tử phạt ma tới rồi cử tử phạt ma là cái gì phương hành kim ô ô tang nhi nghe cũng có chút không hiểu trong nội tâm tiểu bằng vương bất mãn Trừng Ô Nhất Điển đang khóc suốt mướt, làm hắn không dám nói tiếp nữa. Tiểu Bằng Vương lại mở miệng nói, "Cử tử phạt ma, là có người muốn đối phó chúng ta, nếu nói chúng ta ăn cướp khắp nơi, rước lấy ba thành cường địch thì thân phận của ngươi tiết lộ, lại cơ hồ làm tất cả người tiến vào yêu đế các đều chuẩn bị đối địch với chúng ta, con chuột gian xảo ở Vô Ảnh Sơn, con mọt sách của Thái Thạch gia, Thương Lan Hải Cửu Vương tử, thậm chí thằng ngốc ở Đại Thánh Sơn và mấy vị sứ giả của Thần Châu, tổng cộng 9 người, đều là thiên tài tu vi đỉnh phong trong các tu sĩ tiến vào yêu đế cát, bọn hắn nói muốn tìm ngươi đánh một trận. Nhiều người như vậy, Kim Ô bị hủ nhảy dựng, hắn sớm biết kế hoạch của phương hành, nhưng đưa tới nhiều đối thủ như vậy, vẫn cảm giác có chút ngoài ý muốn, sau khi ngẩn ngơ thì vội vàng hỏi, bọn hắn không đến mức như thế chứ, năm đó hoàng phủ gia làm ra vô số ác sự với yêu tộc chúng ta, chính là đại địch của yêu tộc, mà tiểu thổ phi ở Nam Chiêm bộ châu đã thương nặng hoàng phủ gia, về tình về lý đối với yêu tộc chúng ta mà nói đều xem như có ân dù không muốn báo đáp cũng không nên liên thủ đối địch hắn chứ phương hành nghe vậy mặt không chút gợn sóng nhẹ nhàng cười nói năm đó ta ở huyền vực đoạt không ít bảo bối nha kim ôi nhất thời hiểu ra thất phu vô tội mang ngọc có tội phương hành người mang vô số dị bảo việc này chỉ sợ không chỉ yêu địa ngay cả thần châu và ma địa cũng có nghe thấy tự nhiên sẽ rước lấy vô số phiền toái đây chỉ là một còn có một nguyên nhân khác Tiểu Bằng Vương nói, thanh danh của ngươi vang dội như thế, không biết có bao nhiêu người muốn thông qua chém ngươi thành danh. Dù sao sau khi yêu đế các chấm dứt, các thiên tài yêu địa đều sẽ tiến về Thần Châu, có vô số cơ duyên và kỳ ngộ, mà đối với bọn người sắp tiến về Thần Châu này, thanh danh chính là vốn liếng của mình, có thể sẽ rước lấy một chút phiền toái, nhưng càng nhiều nữa là đại năng ở Thần Châu chú ý, mà cái chú ý này, không hề nghi ngờ là đại biểu kỳ ngộ và cơ duyên, thử hỏi ai có thể không động tâm? Mọi người nghe vậy, tất cả đều im lặng, biết hắn nói có lý, đổi lại lập trường, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ô Tang Nhi có chút lo lắng nhìn Phương Hành nói, vậy làm sao bây giờ? Để cho bọn họ tới nha. Phương Hành trả lời, xem là bọn hắn phạt ta, hay tiểu gia phạt bọn hắn. Tiểu Bằng Vương và Ô Tang Nhi thấy hắn thong dong như vậy, không khỏi nao nao, mà ánh mắt của Kim Ô thì hưng phấn lên, cùng tiểu thổ phỉ pha trộn lâu như vậy, đã sớm hiểu thấu rồi, mặc kệ sự tình gây lớn cỡ nào chỉ cần tiểu thổ phỉ lộ ra biểu lộ như vậy, thì khẳng định đã tính trước. Về phần ô nhất điển, tuy trong nội tâm sợ hãi, nhưng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cùng nhau đi tới, theo tiểu thổ phỉ đánh cướp mấy lần, ở dưới vô số bảo bối kích thích, lá gan của hắn cũng hơn mập không ít. Cử tử phạt ma, cũng không biết là ai lấy cái tên này, ở trong thời gian ngắn lặng yên truyền khắp yêu đế cát. Đối mặt chín thiên tài đỉnh phong nhằm vào, yêu tu bình thường đều coi tu sĩ nhân tộc kia thành người chết. Nam chiêm bộ châu đệ nhất tiểu ma đầu, xác thực rất tốt. Yêu tộc công nhận hắn rất tốt, nhưng không có người cho rằng hắn có thể dùng lực lượng một người, chống cự chín cao thủ đỉnh phong. Coi như tu vi của ngươi cao tuyệt, thực lực siêu quần, có thể thắng một người, nhưng há có thể thắng lông tóc không thương. Mà sau khi bị thương thế, đối mặt người thứ hai khiêu chiến, sẽ phải như thế nào? Hoặc là, cử tử thực lực mạnh mẽ liên thủ, dùng hai ba người liên thủ đánh ngươi, ngươi làm sao ứng đối? Ở dưới loại cục diện này, vô luận xem như thế nào, đám người phương hành cũng lâm vào tuyệt cảnh. Gia hỏa kia sẽ đào tẩu hay nhận thua? Trong tâm yêu tộc bình thường, đã bắt đầu suy đoán vấn đề này. Chỉ có điều chẳng ai ngờ tới, đối mặt cục diện cửu tử phạt ma cơ hồ tuyệt vọng, tu sĩ nhân tộc kia rõ ràng tiếp tục ăn cướp, không chỉ không thu tay, ngược lại làm trầm trọng thêm. Nữ tu ngay cả cái yếm cũng không chịu lưu lại. Vừa đi vừa cưới, thấy cơ duyên đoạt cơ duyên, thấy yêu quái cướp yêu quái, từng yêu quái gặp phải Ngũ Tổ Minh, trên người đều giống như mới tắm xong. Mà Ngũ Tổ Minh đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cứ như vậy một đường ăn cướp một đường bay vào hạch tâm của Yêu Đế Các, giống như nạn châu chấu, những nơi đi qua không một ngọn cỏ, làm các tu sĩ trong Yêu Đế Các oán khí bộc phát, vung tay vung chân, thể muốn chém hắn. Trên thực tế, dọc theo con đường này, ngay cả Ô Tang Nhi và Tiểu Bằng Vương cũng lo lắng, bọn hắn biết rõ, càng vào hạch tâm của Yêu Đế Các, thì khả năng chạm mặt các cao thủ khác càng cao, đến lúc đó không thể tránh khỏi, thậm chí có thể sẽ bị vây công, năm người bọn hắn lại thần thông quảng đại, sợ là cũng không thể lực địch chúng yêu, đến lúc đó làm sao ngăn cản. Chỉ có điều trong nội tâm lo lắng, cũng khuyên vài lần, nhưng phương hành lại khư khư cố chấp, như không để ở trong lòng. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải đến hỏi Kim Ô, Kim Ô lại bảo hoàn toàn không cần phải lo lắng, tiểu thổ phỉ am hiểu nhất là đục nước béo cò, cục diện càng loạn càng dễ dàng lừa người, chúng ta chỉ để ý xem kịch vui là được. Tiểu Bằng Vương và Ô Tang Nhi cũng nghĩ đến phương hành quỷ kế đa đoan, khắp nơi làm việc ngoài dự đoán của mọi người, lúc này mới thoảng yên lòng, tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay bọn hắn tiến vào yêu đế các thu hoạch được không ít, phương hành, kim ô, ô tang nhi vì tìm đạo quyết mà đến, hôm nay ba đạo quyết đã có hai, về phần tiểu bằng vương, thì không có mục đích gì, chỉ vì cơ duyên mà đến, đoạn đường này đi theo phương hành, ven đường ăn cướp, cướp đoạt, đắc thủ cơ duyên chất đầy hơn nửa pháp thuyền có thể nói là được mùa vượt xa tưởng tượng dù sao phàm là thiên tài yêu tộc tiến và yêu đế cát trên người mang theo pháp khí không có chỗ nào mà không phải cực phẩm bản thân cái này chính là một số tài phú to lớn bất quá cần giúp ô nhất điển tìm linh dược nhưng tìm mấy chỗ vẫn chưa phát hiện bất quá ô nhất điển không thèm để ý mỗi ngày ngồi ở trên pháp thuyền nhìn đống pháp khí kia cười hắc hắc làm đám người ô tang nhi cảm thấy hắn điên lợi hại hơn về phần đạo quyết còn lại cũng chính là loại căn bá truyền thụ cho Phương Hành, lại còn không biết ở nơi nào. Nhưng nhìn Phương Hành không vội đi về phía hạch tâm của yêu đế các, Kim Ô và Ô Tang Nhi đều đoán được có lẽ đạo quyết kia ở trong yêu điện, chỗ đó là trung tâm của yêu đế các, tế đàn ly khai yêu đế các cũng ở bên trong. Hơn nữa có truyền thuyết, cơ duyên lớn nhất trong yêu đế các, chính là giấu ở trong yêu điện quỷ dị kia. Lại có người xa xa theo dõi, ta lại đi chém mấy người. Pháp thuyền trầm ổn đi về phía trước, đột nhiên tiểu bằng vương mở hai mắt, lộ ra sát khí, Mấy ngày nay, trên đường thường xuyên sẽ có một ít yêu tu xuất hiện ở phụ cận, nhưng không dám tới gần, chỉ xa xa theo dõi, tự hồ bị thế lực lớn nào đó phái qua nhìn chằm chằm đám người phương hành, sợ bọn họ đào tẩu, hoặc thi triển quỷ kế gì, mà tiểu bằng vương tính nóng như lửa, cộng thêm biết được thân phận của phương hành, ẩn ẩn sinh ra ý giữ gìn, một khi phát hiện có người theo dõi, sẽ tức giận đuổi theo giết chết, tính đến hôm nay đã giết 4 năm người. Lại đi giết người, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Ô Tang Nhi đứng ở trên mạn thuyền, xa xa ngắm nhìn, có chút bận tâm hỏi. Kim ô ôm bình rượu vừa uống vừa nói, tiểu bá vương là mấy lão bất tử ở cô nhận sơn toàn lực bồi dưỡng, ở trên người hắn tiêu hao tài nguyên có thể nuôi ra 7 cái, như muội hay 10 cái như ô nhất điển. Cho nên muội đừng lo lắng, tuy chỉ là trúc cơ, nhưng ngay cả thực lực của ta bây giờ cũng chưa chắc có thể thắng hắn dễ dàng. Hơn nữa ở trên người hắn, pháp bảo bảo vệ tính mạng, chạy trốn, công kích. Quả thực vô số, gặp phải đối thủ mạnh hơn nữa cũng có thể ngạnh chiến một trận huống chi là mấy cái theo dõi. Ô Tang Nhi hơi yên tâm, đang muốn nói cái gì, lại thấy Phương Hành đột nhiên mở mắt ra. Ngay lúc này, Tiểu Bằng Vương vừa rồi như tia chớp bay đi, đột nhiên thân hình như điện rút lui trở lại, còn nhanh hơn thời điểm lao ra, cơ hồ đâm vào trên pháp thuyền, tiêu hào hết linh lực, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bàn tay run run, như sắp cầm không được đại kích trong tay, hai mắt bắn ra lửa giận, nhìn về phía hư không. Sau khi kết đan, ngươi có lực đánh với ta một trận? hiện tại, kém quá xa rồi. Trong hư không, một thanh âm lạnh lùng truyền ra, chỉ thấy trong hư không, có một mạ ảnh thân hình cao lớn đi tới, cao chừng ba trượng, tựa như một ngọn núi nhỏ, đợi cho đến gần, mới phát hiện cái kia dĩ nhiên là một yêu ma toàn thân lông đen, trạng thái nửa vượn nửa người, trong tay nắm một cây thủy hỏa côn, hai mắt tối tăm như quỷ. Đại Thánh Sơn không không nhi đạo tử, chứng kiến thân ảnh ấy, hai huynh muội ô tang nhi và kim ô hít một hơi khí lạnh, sắc mặt kiêng kỵ. Ngay cả phương hành, cũng nhíu mày, có thể một gậy đánh tiểu bằng vương trở về, tất nhiên không phải nhân vật bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bắc câu yêu địa, tuy 3.000 năm trước bị trọng thương, nhưng phổn diễn 3.000 năm, đã khôi phục không ít nguyên khí. Hôm nay yêu tộc được xưng ngàn vạn, mỗi năm sinh ra không biết bao nhiêu thiên tài, nhưng có thể được gọi kinh tài tuyệt diễm, thì chỉ có mấy cái, trừ đám người hồ tiên cơ thiên phú siêu tuyệt, thì đặc thù nhất chính là một người điên, một kẻ đần kẻ đần xuất thân Thái Thạch Ra nói là ngốc cũng là ngốc thật, tuổi nhỏ không thích tu hành, chỉ thích trốn ở trong thư phòng đọc sách, một hơi đọc bảy mươi mấy năm, người dần dần già yếu, lại đột nhiên ngộ đạo, tu vi tiến cảnh như thần, ba năm trúc cơ, bảy năm kết đan, trong vòng mười năm hoàn thành con đường mà yêu tu khác cần mấy trăm năm đi không hết, phản lão hoàn đồng, hình dáng như thiếu niên. người này tên là Thái Thạch Si Nhi, chính là một nhân vật có thể nói truyền kỳ trong yêu địa. mà cái khác chính là tên điên, chưa bao giờ kết giao với ai cũng chưa bao giờ hưởng thụ đãi ngộ của đạo tử Đại Thánh Sơn. Không không nhi từ lúc sinh ra đã khắc chết cha mẹ, hơn nữa tính tình quái gở, không được trưởng bối ưa thích, hết lần này tới lần khác hắn trầm tĩnh ít nói, mỗi ngày yên lặng, chỉ biết rèn luyện nhục thân, mà luyện võ pháp, vì thế đạt đến trình độ điên cuồng, từng ở trước 10 năm, chư lão chuẩn bị chọn một hậu duệ làm đạo tử, nghiêng tài nguyên bồi dưỡng, cho nên ở trong tộc cử hành một lần đấu pháp, cả đại thánh sơn điên cuồng, ngay cả những tộc nhân huyết mạch mỏng manh cũng không xa vạn dặm đến tham dự thịnh hội mà người có tư cách tham dự trận đấu pháp này nhất, vậy mà không coi là chuyện quan trọng, một mình một người chạy vào man hoang lịch luyện, chuyến đi này kéo dài 3 năm, thời điểm trở về, đạo tử mới sớm đã lập, thậm chí vương tộc mới cũng quật khởi, chèn ép người vương tộc cũ lợi hại, không không nhi cũng không dài dòng, sau khi trở lại đại thánh sơn, trước ăn trăm cân thịt, uống 30 vò rượu mạnh, sau đó sách thủy hỏa côn nện đạo tử kia thành thịt vụn. Sau đó, không có sau đó rồi, đạo tử kia được tài nguyên của gia tộc chiếu cố, bồi dưỡng trọn vẹn 3 năm, còn ngăn không được một gậy của hắn, cái kia còn tính là đạo tử gì chứ? Nguyên anh lão tổ của Đại Thánh Sơn trấn áp tất cả dị động trong tộc, lập hắn làm đạo tử mới. Cao thủ trẻ tuổi của yêu địa không ít, nhưng để cho người kiêng kỵ nhất chính là Không Không Nhi và Thái Thạch Si Nhi, dù sao cùng là cao thủ, bất quá hồ tiên cơ, U Minh Sơn cửu đầu tiểu thánh, Tử Vụ Hồ đạo tử, Vô Ảnh đạo tử, hoặc khôn khéo hoặc hung ác hoặc âm hiểm, nhưng còn có chút nhân vị có thể tiếp cận nhưng hai người này căn bản là quái vật không thể theo lẽ thường dự đoán hôm nay kim xí tiểu bằng vương sung phong ra ngoài vốn định làm thịt con kiến nhỏ theo dõi kia lại không nghĩ rằng lần này tới không phải theo dõi mà là một hung nhân đường đường tiểu bằng vương lại bị một gậy đánh bay trở lại nhanh như vậy đã tới tìm phiền toái phương hành hít mắt xem xét nhấc lên hắc kiếm trong tay kêu lên tinh tinh ngươi tới làm gì vậy tinh tinh bầu không khí vốn rất khắc nghiệt đột nhiên lộ ra có chút quỷ dị đám người ô tang nhi đều lặng lẽ lau mồ hôi lạnh quay mắt về phía đại thánh sơn không không nhi cho dù là đối địch với hắn nhưng dám kêu hắn là tinh tinh lại không thấy nhiều không không nhi cũng không có lộ ra tức giận hoặc biểu lộ gì ngược lại sách thủy hỏa côn chậm rãi đạp không mà đến ánh mắt tối tăm hỏi ngươi nhận thức tiểu sơn khôi một câu không đầu không đuôi lại khiến cho tất cả mọi người nao nao phương hành càng khó hiểu cẩn thận nghĩ nghĩ nói đó là thứ gì không không nhi bình tĩnh nói là cháu ta hắn nói ngươi cho hắn một cây tứ phương phong lôi côn tứ phương phong lôi côn cái tên này rốt cục để phương hành nghĩ tới bừng tỉnh đại ngộ nói ngươi nói là tiểu hầu tử kéo lấy hai dòng nước mũi kia không không nhi nhẹ gật đầu nói hắn là cháu ta lúc ấy đi thiên phong uyển chính là ta mang nó đi phương hành cười phá lên nói cháu ngươi như vậy mới tốt tuổi còn nhỏ đã biết tán gái rồi nguyên lai like không không nhi nhắc tới dĩ nhiên là việc nhỏ mà ngay cả phương hành cũng lời nhớ Lúc ấy tiểu nhất trúng một cước của Thương Lan Hải Lam Sa tướng quân, lại bị bức xin lỗi, vô luận là ai cũng không dám nói ra chân tướng, nhưng có một tiểu hầu tử không sợ trời không sợ đất nói rõ sự tình, chứng minh tiểu nhất ủy khuất. Mà sau khi Phương Hành một cước đạp chết Lam Sa tướng quân, mang theo đám tiểu hồ ly đi ngọn núi khác uống rượu, tiểu hầu tử kia cũng đi theo, trốn ở sau rừng cây vụng trộm nhìn, bị Phương Hành nắm qua, Phương Hành còn nhớ nó, liền hỏi vì sao lúc ấy nó không sợ Thương Lan Hải? dám nói ra chân tướng tiểu hầu tử liền nói gặp chuyện bất bình có người dẫm chọc phương hành buồn cười đá một cước sau đó hỏi lại tiểu hầu tử lại liếc mắt nhìn tiểu nhất có chút ngượng ngùng cúi đầu phương hành thấy vậy vui vẻ tiểu hầu tử này rất giỏi nha tuổi còn nhỏ đã phát dục quá hợp khẩu vị của ta thế là vui vẻ cho tiểu hầu tử một cây côn sắt cây gậy này hắn cũng không biết cướp tới lúc nào là pháp khí của kim đan cảnh phẩm chất không cao đối với hắn không có tác dụng gì nhưng côn sắt kia đối với một tiểu hầu tử còn chưa chính thức tu hành mà nói là một đại lễ rất nặng thích đến tiểu hầu tử vò đầu bứt tai lại bị tiểu nhất nhìn xấu hổ cầm côn sắt vội vàng bỏ chạy phương hành cũng không coi là chuyện quan trọng quay đầu lại tiếp tục cùng đám người kim mộ uống rượu cũng không muốn đến sự kiện như vậy lại vào lúc này bị người nói ra không không nhi trầm tĩnh không nói sau nửa ngày mới oang oang nói tiếp lúc đầu ta thấy có người cho một đứa bé lễ vật nặng như vậy tưởng là có việc cầu đại thánh sơn chúng ta về sau không thấy ngươi tự mình đến bái kiến, liền cho rằng ngươi muốn ở sau khi đi vào yêu đế, các mượn tay ta đối phó Thanh Khâu Sơn, nên mặc kệ ngươi, nhưng càng về sau, ta nghe nói ngươi một kiếm hủy tiên tử minh, lại có người đồn đãi nói ngươi là nam chiêm đệ nhất tiểu ma đầu. Ta biết mình nghĩ lầm rồi, nên tới tìm ngươi. Không Không Nhi nói xong, làm tất cả mọi người ngây ngốc. Ai có thể nghĩ đến, Đại Thánh Sơn Không Không Nhi trong truyền thuyết như điên như cuồng, khí thế hung ác, sinh ra chớ gần, vậy mà sẽ để ý lễ vật một đứa bé thu được. Còn nữa, lúc ấy bọn hắn đều chứng kiến phương hành, tiện tay cho tiểu hầu tử kia một cây côn sắt, sau đó tiểu hầu tử kia phí hết chín châu hai hổ mới mang đi được, ở đâu nghĩ đến côn kia lại là huyền khí tứ phương phong lôi côn. Trong nội tâm chỉ có hai ý niệm, một là không không nhi tâm tư tinh tế tỉ mỉ, không hợp bề ngoài. Hai là, tên vương bát đản này ra tay quá hào phóng, đây chính là kim đan pháp khí, tiện tay đã đưa ra ngoài. Đối phó hồ ly lẳng lơ kia, ta còn cần đồng minh." Phương Hành khinh thường nhếch miệng nói, "Cây côn kia ta không cần dùng, thấy tiểu hầu tử kia trung thực, không để cho đám tiểu hồ ly của ta ủy khuất, ngoài ra ánh mắt cũng tốt, tuổi còn nhỏ đã biết ai trưởng thành sẽ xinh đẹp, rất giống cửu thúc thúc của ta, lúc này mới tiện tay thưởng nó, ngươi không cần để ở trong lòng," lại nói, "Bây giờ ngươi tới tìm ta làm gì?" Không không nhi không biết tiểu thổ phỉ kia nói cửu thúc thúc, trên thực tế chỉ là một hái hoa tặc ở phàm tục còn tưởng đây là một câu khen ngợi, vì vậy gật đầu nói, tới tìm ngươi uống rượu, đánh một trận, sau đó giúp ngươi một tay. Ân. Phương Hành nao nao, ngẩng đầu nhìn về phía nó. Ngay cả đám người Kim Ô cũng giật mình, khó hiểu nhìn Không Không Nhi. Không Không Nhi thản nhiên nói, bởi vì ngươi là Phương Hành, đã từng một kiếm chém Hoàng phủ đạo tử, cho nên ta tới tìm ngươi uống rượu, lại bởi vì ngươi là Phương Hành, được xưng nam chiêm tuổi trẻ đệ nhất nhân, cho nên ta muốn tìm ngươi giao thủ nhìn xem ngươi có phải lợi hại như trong truyền thuyết hay không mà nể tình cây côn kia ta sẽ giúp ngươi một tay trả nhân tình này lại uống rượu đánh nhau phương hành nghe vậy không khỏi nhìn về phía tiểu bằng vương nghĩ thầm yêu tộc đều như thế lúc ấy tiểu bằng vương mới biết thân phận của hắn mặc dù không nói thẳng nhưng vừa xem đã biết ra hỏa kia cũng nghĩ như không không nhi đương nhiên hắn cũng nghe ra không không nhi không có địch ý với mình ngược lại nó còn muốn giúp mình tuy lấy tứ phương phong lôi côn làm cớ nhưng trên thực tế là có ý muốn kết giao. Tuy tiểu thổ phỉ ngang ngược không nói đạo lý, nhưng đối với giao tế lại cực kỳ nhạy bén, chuẩn xác nghe ra ý ở ngoài lời. Uống rượu đánh nhau dễ dàng, nhưng ngươi có thể giúp ta cái gì? Phương Hành đưa tay ném hồ lô rượu ra, cười hì hì hỏi. Không không nhi nhận lấy, ngửa đầu uống một ngụ, vốn tiêu sái hào sảng, lại không nghĩ tới rượu quá mạnh, làm ho khan vài tiếng, hơi kinh ngạc nhìn Phương Hành nói, rượu này là rượu gì? Sao uống vào mạnh mẽ như thế? Phương Hành trêu tức cười phá lên, nói, tử lượng không đủ thì đừng ra vẻ ở trước mặt ta. Hắn sớm đã chuẩn bị chế diễu, rượu trong hồ lô là bạch thiên trượng truyền cho bí pháp ngâm chế, linh khí đầy đủ, tử lực sung túc, rượu ngon trong phàm tục không thể đánh đồng, không không nhi cũng là sâu rượu, chỉ là vì bất ngờ mới bị sặc. Không không nhi nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ nhách miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng, lần nữa ngửa cổ uống một ngụ, lúc này đã có chuẩn bị, rõ ràng tốt hơn nhiều uống vài ngụm mới lau miệng, bộ dáng thống khoái tới cực điểm. Sau đó ném hồ lô rượu về, vác thủy hỏa côn lên vai nói, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, bây giờ ngươi phiền toái quấn thân, muốn đánh nhau có thể đợi đi ra ngoài lại thống khoái đánh. Bất quá bây giờ nếu ngươi có cần gì, ta có thể giúp ngươi một tay. Phương Hành có chút suy ngẫm, cũng không khách khí nói, việc gì cũng được. Không không nhi càng không khách khí, vay tiền thì không cần bàn. Phương Hành im lặng, trợn mắt chừng hắn một cái nói, giết người thì sao? Không không nhi nói, không thể trêu vào không giết, đánh không lại không giết. Phương Hành bó tay rồi, vậy ngươi còn giúp cái rắm. Sau đó cân nhắc nói, thật muốn hỗ trợ thì đứng ở một bên xem kịch vui đi. Hiển nhiên bằng được không một trợ lực, đám người Ô Tang Nhi đều vui vẻ. Trong bọn hắn, Ô Tang Nhi, Ô Nhất Điển tu vi khá thấp, chiến lực cũng yếu, mà Tiểu Bằng Vương tuy nội tình hùng hậu, chiến lực siêu quần, nhưng bị cảnh giới hạn chế, có thể phát huy ra thực lực không cao, có thể cùng cao thủ hàng đầu của các tộc chiến một trận chỉ có phương hành và kim ô mà thôi đã có không không nhi này tương trợ không khác như hổ thêm cánh dù không thắng cũng đủ làm cho cao thủ các tộc kiêng kỵ vài phần chỉ có điều bọn hắn còn chưa kịp vui vẻ đã nghe phương hành trả lời đứng ở một bên xem cuộc vui đi một đại cao thủ chỉ có thể ngộ nhưng không có thể cầu như vậy lại bảo hắn đứng ở một bên xem cuộc vui kim ô và ô tang nhi nghe vậy con mắt đều có rút ngay cả tiểu bằng vương cũng có chút khó hiểu nhìn phương hành vừa rồi hắn ăn một gậy của không không nhi, biết rõ ra hỏa này rất mạnh. Duy nhất bình tĩnh là ô nhất điển, từ khi có một pháp thuyền bảo bối, ô nhất điển đã không điên rồi, mỗi ngày ngồi ở trước mặt pháp bảo nhìn, như trời sập cũng không lo lắng. Tóm lại ở trong lòng mọi người, đều nghĩ dù phương hành đã có tính trước, cũng không nên đẩy đại cao thủ như vậy ra bên ngoài nha. Hôm nay ngươi đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cơ hồ xem như đối địch với tất cả mọi người trong yêu đế các, thực không dám giấu giếm, trước khi tới tỉnh ngươi, ta đã thu được vài ngọc giản, đại ý là mời cao thủ các tộc tới trước yêu điện chặn giết ngươi dưới loại tình huống này đừng nói bảo vệ cơ duyên chỉ sợ ngay cả an ổn ly khai yêu đế các cũng khó như vậy ngươi còn không cần ta tương trợ ngay cả không không nhi cũng có chút không hiểu ngồi ở trong hư không nhíu mày hỏi không có bổn sự ta dám trêu ra nhiễu loạn lớn như vậy sao phương hành chẳng hề để ý nhìn không không nhi nói ngươi là một con khỉ thẳng tính ta không muốn ức hiếp ngươi nên đừng nhúng tay vào bầu không khí lập tức yên tĩnh lại chúng yêu đều có chút khó hiểu dụng ý của Phương Hành. Không Không Nhi trầm mặc một lát, cũng không nói nhiều, chỉ nói khẽ, "Hôm trước con cà chép ở Tử Vụ Hồ hiện thân, nói sự tình ngươi ở bên ngoài yêu đế các một kiếm trảm pháp thuyền, xác thực là một diệu chiêu, chỉ tiếc còn chưa đủ, hơn nữa bọn hắn đã biết thân phận chính thức của ngươi, ngàn phòng vạn phòng, ngươi còn muốn dùng quỷ kế gì, sợ là không dễ dàng như vậy." Sau khi dứt lời, hắn duỗi một ngón tay ra, "Ta có thể giúp ngươi một việc, nhớ kỹ, Nói xong đứng dậy, cầm thủy hỏa côn chậm rãi đi về hư không, thân hình dần dần biến mất. Tiểu thổ phỉ, đừng làm quá mức, dù sao bên ngoài còn có một đám lão gia hỏa, quá mức sẽ không dễ thoát thân. Nhìn thấy Không Không nhi ly khai, Ô Tang nhi và Tiểu Bằng Vương đều cảm giác trong nội tâm có chút không được tự nhiên, thủy chung cảm giác đuổi một cường viện chủ động đưa tới cửa đi như vậy, là khó có thể lý giải. Kim Ô thì có chút trịnh trọng, thần sắc nghiêm túc thấp giọng khuyên bảo, dùng hắn lý giải tính tình có tiện nghi không chiếm chính là hỗn đản của phương hành lúc này tinh tế suy nghĩ cũng cảm thấy có chút khủng hoảng ngay cả giúp đỡ cũng không cần đây là ý định lừa người thảm như thế nào đây phương hành chỉ cười ha ha chỉ hắc kiếm về phía trước đi thôi đi về phía trước xa hơn trên đường thông qua hạch tâm của yêu đế cát trong bình tĩnh ẩn chứa sát khí mãnh liệt ở trong nhận thức của phương hành một đường có mấy đạo khí tức hùng hậu rình mò mình chỉ có điều thấy mình nhắm về phía yêu điện cho nên đều kiềm chế không hiện thân loại cảm giác này thật giống như hắn một mực ăn cướp đã trở thành dê béo trong mắt người khác bầu không khí ngột ngạt khiến cho ô tang nhi không dám nói chuyện lớn tiếng nhìn về phía kim ô kim ô không để ý một bộ cao thâm mặt chắc đang cân nhắc phương hành sẽ dùng phương pháp gì phá giải nguy cơ lần này nhìn về phía tiểu bằng vương tiểu bằng vương thì sắc mặt trăng nghiêm nhìn về phía trước như tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận nhìn về phía ô nhất điển ra hỏa kia vẫn còn xem bảo bối hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì ô tang nhi nhìn về phía phương hành sắc mặt bình tĩnh khoanh chân ngồi đó thậm chí khóe môi nhách lên nụ cười hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì lúc này ở hạch tâm yêu đế cát có một đại điện rộng lớn phiêu phụ ở trên hư không điện này do hắc nham xây thành kiểu dáng không giống tiên cung của đạo gia đỉnh nhọn mái cong khắp nơi điêu khắc dị thú vừa nhìn đã cảm thấy tàn dị khó nói lên lời ở trong đại điện là ba pho tượng to lớn chia làm ba góc đơn trưởng đẩy ra chỉ hướng ba điểm mà ở trước điện thì có vài chục khối vẫn thạch to lớn lẳng lặng chìm nổi. Ở giữa nhất, cũng là vị trí cao nhất, ngồi xếp bằng chín thân ảnh khí tức cường hoành thần bí. Chín người này, chính là cử tử trong chiến dịch phạt ma. Chín người này, cơ hồ có thể đại biểu hàng đệ tử trẻ tuổi của yêu tộc trong trăm năm tới, lúc này mượn danh xưng cử tử minh của Thương Lan Hải, ở đây chuẩn bị phạt ma. Mà trong chín người, hận ý sâu nhất chính là Hồ Tiên Cơ, lúc này ánh mắt của nàng nhìn lưu ly kính trước người cử vương tử ngao bại, trên kính hiển hóa là hình ảnh lúc này phương hành xếp bằng ở trên pháp thuyền lặng im không nói gì xuất phát về phía yêu điện hồ tiên cơ ở trên tay phương hành đã ăn mấy lần thiệt lớn trong nội tâm quả thực không hiểu nhịn không được mở miệng kẻ này đã từng ở thiên phong uyển cưỡng ép chạy trốn từng dễ dàng đánh bại cô nhận sơn tiểu bằng vương cũng đã từng một cước đạp chết kim đan cảnh lam xa tướng quân tuy chiến tích bực này đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu nhưng từ phương diện khác đã chứng minh thực lực của hắn không hề đơn giản giống như bề ngoài còn nữa thời điểm người này ở nam chiêm bộ châu lợi hại nhất không phải tu vi mà là quỷ kế tầng tầng lớp lớp lần này ở yêu địa ta cũng nhiều lần thi triển quỷ kế mượn nhờ pháp bảo làm ra vô số cử động ngoài dự đoán của mọi người chư vị đạo hữu không phải tiên cơ lải nhải nhưng chúng ta đối mặt kẻ này dù ồn nắm phần thắng cũng không thể chủ quan tốt nhất vừa thấy mặt liền khống chế hắn miễn cho đêm dài lắm mộng khạc khạc trên bệ đá thứ hai Đạo tử Vô Ảnh Sơn mặc áo tang, dáng người thấp bé cười rộ lên, "Hồ tiên tử là bị tiểu quỷ kia đánh sợ rồi sao? Con đường ly khai yêu đế các chỉ có một, chỉ cần tiểu ma đầu kia không muốn bị vây ở chỗ này trăm năm thì sẽ tới yêu điện, mà hôm nay, chúng ta một mực giữ vững vị trí cửa điện, hắn còn có thể chạy hướng nào?" "Hắc hắc, trên thực tế, chúng ta không có nóng vội ra ngoài vây công hắn, mà ôm cây đợi thỏ, không phải là vì phòng ngừa tiểu quỷ kia thi triển quỷ kế điệu hồ ly sơn loại sao?" Biện pháp ôm cây đợi thỏ rất đần nhưng lại ít có sai lầm nhất. Trên bệ đá thứ nhất từ trái qua, Tử vụ Hồ đạo tử sau khi tiến vào yêu đế các, liền tìm địa phương bế quan chữa thương, cũng ở mấy ngày nay xuất quan, điềm nhiên nói, trước khi tiến vào yêu đế các, hỗn đản kia thi triển quỷ kế, hại ta suýt nữa mất cơ hội tiến vào yêu đế các, cho dù vào được, ta cũng phải dùng 4 ngày bế quan chữa thương, bỏ qua rất nhiều cơ hội tìm kiếm cơ duyên, chư vị, lần này bản đạo tử không có sở cầu, một là muốn trảm phương hành kia, tiết oán khí trong nội tâm, hai là đoạt cơ duyên của hắn, bồi thường ta thất thoát cơ duyên. Đạo tử vô ảnh sơn nhìn qua, cười nói, ngươi chỉ cần cơ duyên của tiểu quỷ này ở trong yêu đế các. Cái này đơn giản, dù sao bản đạo tử vừa ý là cơ duyên hắn đạt được từ huyền vực. Hắc hắc, nghe nói tiểu hỗn đàn này được xưng một người đoạt đi ba phần cơ duyên, đây chính là một khoản bảo bối rất lớn. Nghe hai người dẫn dắt rời đi câu chuyện, chúng yêu có chút suy ngẫm, đều mở miệng chiếm trước lợi ích. Đạo tử vô ảnh sơn, Ngươi muốn độc chiếm Cơ duyên Huyền vực bằng thực lực của vô ảnh sơn các ngươi nuốt nổi sao? Không sợ cô nhận sơn tìm các ngươi gây phiền toái? Ha ha, vẫn là chia chính phần, mọi người một phần. Dù chia làm chín phần, trong đó còn có phần là của cô nhận sơn để bọn hắn không tới tìm chúng ta trả thù. Dù sao đám đại bằng điều cao cao tại thượng kia, tuy cuồng vọng lại hung hăng cản quấy, nhưng không phải kẻ đần. Các tu sĩ nghị luận nhau nhau, liên lụy đến lợi ích, ai cũng không chịu nhường ai cuối cùng tạm thời đạt thành hiệp nghị. Hồ Tiên Cơ muốn thanh hồ quỷ diện, việc này không thể hoài nghi, vì thế nàng đáp ứng phân ít cơ duyên của hắn, cử vương tử ngao bại được chia một phần lớn nhất, ngoài ra còn có đại thánh sơn không không nhí tương đối đặc thù, một mực không có mở miệng, sứ giả thần châu cũng chỉ cười mà không nói, đối với chúng yêu chia tài nguyên chưa từng xen vào, cũng không phản đối cái gì. Kỳ thật Hồ Tiên Cơ vẫn âm thầm quan sát phản ứng của mấy người kia, phát hiện bọn hắn không có ý bảo hộ phương hành, thì có chút yên tâm. Báo, thời điểm mọi người thương thảo ra phương pháp phân phối, có yêu quái theo dõi nhanh chóng ngất vào, nhìn về phía cửu vương tử ngao bại quỷ xuống nói, nam chiêm bộ châu tiểu ma đồ phương hành đã đi tới yêu điện, lúc này cách nơi đây bất quá trăm dặm. Chúng yêu nghe vậy, mắt đều lộ ra sát khí, nhìn về phía hư không. Trăm dặm, đối với bọn hắn mà nói, xem như gần trong găng tấc đại chiến đã tới trước mắt. Hỗn đản, ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao thoát ra lớp lớp vòng vây. Hồ Tiên Cơ nghe nói phương hành đến rồi, không có thi triển quỷ kế gì, trong nội tâm oán hận nghĩ. Nói thật, nàng thổi nhỏ thông minh, thiên tư hơn người, lại có dung nhan kiều kỵ, có thể nói trời sinh phú quý, từ nhỏ đến lớn, làm chuyện gì cũng cực kỳ thuận lợi, nhưng từ khi đụng phải hỗn đàn nhân tộc kia, nhiều lần thất thủ, nhiều lần bị khinh miệt, nhiều lần bị hắn trêu đùa hí lộng, tinh tế tính ra lại chưa chiếm thượng phong một lần, trong nội tâm không khỏi rất uất ức. ờ, nhiều người chờ ta như vậy. Thời điểm pháp thuyền tới trước yêu điện, phương hành nhảy dựng lên, lớn tiếng cười nói, Lúc này, Kim Ô, Ô Tang Nhi, Tiểu Bằng Vương đều đã đứng dậy, đứng ở phía sau hắn, thậm chí Ô Nhất Điển cũng sinh lòng cảm ứng, leo ra buồng nhỏ nhìn, lập tức bị sát khí của vô số cao thủ hù hôn mê bất tỉnh, ngã vào khoang thuyền. Bên ngoài yêu điện, thấy Phương Hành tới, có một nửa người sắc mặt âm tàn, một nửa người thì hận nghiến răng. Ngoại trừ vài đạo tử cao cao tại thượng ngồi trên bệ đá, những người còn lại có một nửa quần áo không chỉnh tề, ngay cả nữ tử cũng hơn nửa tùy tiện mặc pháp bào của nam tu che đậy thân thể càng có rất nhiều người biến hóa ra nguyên hình con mắt phóng hỏa nhìn chằm chằm tiểu tặc kia những người này phần lớn là bị phương hành cướp qua xiêm y trên người bị lột sạch có thể mượn được xiêm y thì mượn mượn không được xiêm y tự nhiên phải hóa ra nguyên hình đương nhiên mặc kệ mượn được xiêm y hay không sắc mặt đều rất khó coi nam chiêm bộ châu phương hành danh truyền bốn châu chúng ta tự nhiên là phải hoan nghênh ngươi rồi trong vô số ánh mắt phẫn nộ cái thứ nhất mở miệng ngược lại là vô ảnh sơn đạo tử người này là đạo tử thử tộc dáng người thấp bé tính tình hung ác nham hiểm lúc nói chuyện không khỏi cười lạnh người nghe hắn nói đều cảm thấy tâm lạnh lẽo hoan nghênh con mẹ ngươi mở bảo khố ra để cho ta chọn mới gọi hoan nghênh phương hành trợn trắng mắt nói một câu nụ cười của vô ảnh sơn đạo tử lập tức ngưng ở trên mặt cười không nổi nữa ha ha từng có thương nhân đến từ nam chiêm bộ châu nói nam chiêm bộ châu tiểu ma đầu lợi hại nhất chính là cái miệng tiếp theo là gan chó cuối cùng mới là bản lĩnh, hôm nay xem ra đồn đãi không sai. Tử vụ hồ đạo tử lành lạnh mở miệng, chỉ là cái đầu của ngươi quả thực không quá thông minh, đến lúc này, còn dám dương oai ở trước mặt chúng ta sao? Nói láo, ta lợi hại nhất chính là khuôn mặt tuấn tú, thứ hai là thông minh, thứ ba mới là mắng chửi người, ngươi không được nói bậy bôi nhọ ta. Phương Hành có chút tức giận, ánh mắt bất thiện quét về phía tử vụ hồ đạo tử. Hừ, bớt giảm ngôn đi, chư vị đạo hữu, ai đến hoạt động gân cốt trước, bắt giữ tiểu ma đầu này, hồ tiên cơ nhịn không được bỗng nhiên mở miệng quát chuyện được đọc bởi kênh haleji audio thanh âm này vừa ra liền có bốn năm người lộ ra sát khí lành lạnh có cử tử ngồi ở trên cao cũng có yêu tu phía dưới nhưng một câu kia của hồ tiên cơ lại vạch trần không khí dối trá nơi đây lộ ra bản chất máu chảy đầm đìa vốn ở nơi này chính là muốn đoạt kỳ danh chảm đối phương tranh cơ duyên ai ra tay đầu tiên không thể nghi ngờ là chiếm đại danh thanh danh cũng là cơ duyên Đối với các yêu tu sắp đi thần châu tu hành mà nói, càng là giá trị vô tận. Phương Hành vốn là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu, trước đó trời giáng huyền quan, hiện lên một đám anh tài tuổi trẻ, kể cả Lệ Hồng y ở bên trong, tổng cộng có gần 30 người tiến vào thần châu, hôm nay đã có một ít bắt đầu bộc lộ tài năng, nhưng ngay cả những người này, đối với tên tuổi Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất của Phương Hành, cũng có chút không cam lòng. Cái này chẳng phải nói hắn là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất thiên tài trẻ tuổi sao? Như vậy sau khi chém hắn phương hành chém hoàng phủ đạo tử, tuy là đánh lén ám sát, nhưng chứng thực tên tuổi nam chiêm bộ châu đệ nhất của hắn. Mà lúc này trong chúng yêu, nếu có người chém phương hành, không thể nghi ngờ là áp đảo nam chiêm bộ châu đệ nhất tiểu ma đầu, đã có thanh danh, liền có chú ý, đã có chú ý, liền có cơ duyên, có vốn liếng đi xa hơn người khác. Đúng là xuất phát từ loại suy tính này, nên mỗi người đều động tâm, theo dõi phương hành. Đương nhiên, nhìn chằm chằm quy nhìn chằm chằm, nhưng người cướp động thủ lại tạm thời không có xuất hiện, dù sao tiểu ma đầu kia không phải hư danh, chúng yêu tu đã bắt đầu suy tính, hy vọng để cho người khác xung phong trước, mình tạm quan sát chờ thời. Ngược lại là phương hành nghe lời này, bề ngoài giống như kinh dị kêu lên, "Bắt ta, bắt ta làm gì?" Hồ Tiên cơ quát lạnh, "Chuyện cho tới bây giờ, con giả hồ đồ cái gì? Nhân tộc phương hành, ngươi vốn là tai tinh, mai danh ẩn tích, lẻn vào yêu địa ta đến tột cùng có ý đồ gì? Lần này để ngươi tiến vào yêu đế cát, vốn là nể mặt mũi của cô nhận sơn, Ai nghĩ ngươi trước ở ngoài yêu đế các vi phạm quy tắc, kiếm trảm pháp thuyền, hại người thiên tài yêu tộc vô duyên với tiên lộ, sau khi tiến vào yêu đế các lại cướp bóc bốn phía, không biết đoạt đi cơ duyên của bao nhiêu người, hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, muốn ngươi nhổ ra những tang vật kia." Đám người Kim Ô nghe vậy trong nội tâm có chút tức giận, quay đầu lại muốn bắt Tiểu Bằng Vương chút giận, chỉ thấy lúc này Tiểu Bằng Vương cũng giận dữ, càng có chút thất lạc, vì vậy không nhẫn tâm động thủ với hắn. "Hồ Ly Lẳng Lơ, tâm tư của ngươi nếu dùng nhiều ở trên tu hành, sẽ không đến mức chịu thiệt ở trong tay ta mấy lần, hiện tại ta chỉ cảm giác kỳ quái, mỗi lần ngươi há miệng đều cho người tội danh này tội danh kia, có tác dụng gì sao? Lần này ngươi lại cảm thấy ăn chắc ta, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tha cho ngươi một lần không sao, nhưng lần thứ hai sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Phương Hành híp mắt nở nụ cười, trong thanh âm giống như không hề tức giận, nhưng lại làm hồ tiên cơ run lên. Phương Hành cũng không rong dài, bỗng nhiên vùng hắc kiếm quát, nói nhảm nữa cũng không có ý gì, các ngươi ở chỗ này chờ ta làm gì, ta rõ ràng, các ngươi cũng rõ ràng, trời đất bao la không lớn bằng lợi ích, vì lợi ích động thủ chính là đạo lý, các ngươi muốn đoạt chỗ tốt trong tay ta, không có vấn đề, chỉ xem bản lãnh của các ngươi mà thôi. Nói xong hắn vung kiếm chảm ra sau, ba một tiếng, vách khoang thuyền bị hủy hơn phân nửa, lộ ra vô số pháp khí rực rỡ muôn màu trong khoang, các tu sĩ xa xa lách nhìn, cơ hồ kinh hãi đến ngừng hô hấp, chỉ thấy trong đó có mảnh vỡ tiên tinh lớn cỡ nắm tay. Có linh tinh cao hơn một trượng, cũng có bạch cốt tàn khí không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, còn có một núi pháp bào, đống đống pháp khí, bất ngờ đều là bảo bối từ trong tay các yêu tu cướp được. Càng kinh người hơn là, trong pháp thuyền có ba tượng đá cao lớn. Cái này con mẹ nó là dọn nhà sao? Trong nội tâm chúng yêu ngoài khiếp sợ, cơ hồ còn nhịn không được muốn chửi mẹ. Đều biết hỗn đản nhân tộc kia sau khi tiến vào yêu đế cát, liền tranh cơ duyên bốn phía, ăn cướp mọi người, nhưng không ai ngờ tới hắn sẽ cướp nhiều như vậy. Hơn nữa, cố ý không để ở trong túi chữ vật, mà chất ở trong thuyền đây quả thực là cố ý dụ người trong lúc nhất thời sát khí vô hình bao phủ phương hành nhiều hơn gấp ba tiền tài động nhân tâm tuy thanh danh quý giá nhưng chỗ tốt càng làm cho người chảy nước miếng chúng yêu ánh mắt tỏa sáng lại không lưu ý đến ở cửa ra vào pháp thuyền ô nhất điển trên đầu thưa thớt không có mấy cọng tóc con mắt đỏ bừng cảnh giác nhìn chằm chằm bọn hắn tuy hai chân đang run nhưng tay lại cầm nhuyễn kiếm một bộ những bảo bối này có một phần của đại gia các ngươi ai dám tiến lên đây tranh, ta sẽ liều mạng. Mà Phương Hành lộ ra bảo bối trong pháp thuyền, lại còn không dừng tay, lạnh giọng cười cười, bỗng lấy ra một quyển trục, cao giọng nói: Những đồ vật rách dưới này, ta chỉ là cướp chơi. So với năm đó, ta từ trong huyền vực tìm được bảo vật lại tính là cái gì? Rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ. Lúc ấy ta làm sao mang những hung thú kia vào hắc uyên ngục? Thời điểm ly khai lại làm sao lặng yên mang đi? Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết trong tay của ta là bách hung đồ, có thể triệu hoán mấy vạn hung thú, san bằng một vực. Chúng yêu tu nói không ra lời, chỉ có thể hít khí lạnh. Phương Hành lại tiện tay ném bách hung đồ cho Kim Ô ở sau lưng, lại lấy ra thanh hồ quỷ diện, nhìn hồ tiên cơ quát, hồ ly lẳng lơ, cái này là dị bảo ngươi muốn, trong đó ẩn chứa lực lượng nghịch thiên, còn có truyền thừa huyền ảo, dù dùng trí tuệ của ta, tìm hiểu thật nhiều năm, cũng chỉ giải một hai phần mười, lúc trước kích thương hắc quyên ngục chủ, chính là cái mặt nạ này. Bá, ánh mắt của hồ tiên cơ như kiếm bắn về phía mặt nạ trong tay phương hành mặt nạ này nàng đã thấy qua một lần chính là thời điểm phương hành kiếm chạm pháp thuyền dùng qua phương hành lại tiện tay ném cho kim ô lần nữa lấy ra một quyển sách nhìn lướt qua lại quát quyển hoạt sắc sinh hương đồ này là cửu thúc cho ta thủ bút của danh gia văn hay tranh đẹp trông rất sống động nhưng chợt thấy không đúng cười hắc hắc thu vào không có ý tư nói cầm nhầm các ngươi chờ ta tìm cái lợi hại hơn dọa không chết các ngươi sẽ không xong chúng yêu cơ hồ muốn phun máu bất quá dù như thế cũng đủ để bọn hắn động tâm rồi vô ảnh sơn đạo tử quát tiểu ma đầu lúc ấy nam chiêm bộ châu đồn đãi nói ngươi một người được ba phần cơ duyên của huyền vực là thật hay giả phương hành trợn trừng mắt đương nhiên là giả chúng yêu ngẩn ngơ trong nội tâm đều sinh ra ý nghĩ không tin tiểu ma đầu này đang nói láo nhưng đúng lúc này phương hành lại nói bằng bản lãnh của ta đã ra tay làm sao có thể chỉ lấy ba phần các ngươi đây là xem thường ta sao? Minh Bạch nói cho các ngươi biết, ta tối thiểu nhất cầm bảy phần cơ duyên. Oanh! Chúng yêu nhất thời nổ nồi, ngay cả cửu vương tử, con mọt sách thái thạch ra, đại thánh sơn không không nhi cùng với sứ giả thần châu. Thần sắc đều bất định, nhất thời không cách nào duy trì biểu lộ lạnh nhạt, lên tiếng kinh hô. Nhưng có thể từ trong tay tiểu gia đoạt đi hay không, thì phải xem bản lãnh của các ngươi rồi. Phương Hành cười lạnh mở miệng. Đám người kim ô, ô tang nhi ở sau lưng Phương Hành đã lo lắng khó nhịn. Lúc này chúng yêu vây công, vốn có hơn phân nửa nguyên nhân là vì đoạt cơ duyên của Phương Hành, kết quả tiểu ma đầu này không chỉ không di chuyển lực chú ý của chúng yêu, thậm chí còn tưới dầu vào lửa, cái này là chê người nhìn chằm chằm mình không đủ nhiều sao? Kéo dài như thế, dẫn động chúng yêu vây công thì làm sao cho phải? Nhất là Kim Ô cũng nhịn không được, đến trước mặt Phương Hành nói, tiểu thổ phỉ, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Kim gia ta biết ngươi nhiều ý đồ xấu, nhưng hôm nay đùa có chút lớn ngươi có chủ ý gì, nói rõ cho chúng ta được không? Coi như người chán sống, muốn đi địa phủ ăn cướp, cũng phải cho chúng ta thời gian ghi di ngôn. Cất kỹ đồ vật của ta. Phương Hành không có giải thích, mà lấy túi chữ vật bên hông nhét vào ngực kim ô, trong tay mình chỉ còn một thanh hắc kiếm. Thấp giọng nói, căn bá truyền ba chúng ta một người một cuốn đạo quyết, hôm nay ta muốn đi lấy đạo quyết của mình. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng mà sung sướng, tay áo bồng bềnh, bước vào hư không, rút kiếm đưa ngang ngực, Ta có vô số cơ duyên dị bảo, lại không biết hỗn đàn nào có bản lĩnh tới lấy. Nhất thời cả trường yên lặng, không người lên tiếng. Tu sĩ nhân tộc này điên rồi sao? Biết rõ hẳn phải chết, lại vẫn muốn trực tiếp khiêu chiến. Thậm chí nói, ngay cả đám người kim ô cũng không hiểu nổi Phương Hành đang suy nghĩ gì. Bọn hắn vốn tưởng Phương Hành bình tĩnh như thế, là bởi vì có chuẩn bị ở sau, ý định lừa bịp người khác. Nhưng hôm nay thấy sự tình phát triển hoàn toàn không giống bọn họ tưởng tượng, trong nội tâm nhịn không được cho rằng Phương Hành điên rồi định liều mạng trong nội tâm nhất thời lạnh lẽo tiểu thổ phỉ có kim ra ở đây há có thể để ngươi đơn độc giúp sức liều mạng kim ô kêu một tiếng muốn tiến lên trợ trận ngay cả tiểu bằng vương ánh mắt cũng lăng lệ vung hoàng kim kích nhưng phương hành lại căn bản không có ý tứ bỏ bọn hắn ra tay nhẹ nhàng phất tay ý bảo bọn hắn an tâm chớ vội mà lúc này phạt ma cửu tử cũng ngưng thần lạnh lẽo nhìn phương hành tiểu ma đầu kia ở dưới loại cục diện này khiêu chiến lại để bọn hắn có loại cảm giác khó tin trong truyền ngôn không phải nói tiểu ma đầu này chưa bao giờ thích cùng người đấu pháp chỉ thích âm mưu quỷ kế sao bất quá loại ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu sau đó có mấy người nổi lên tâm tư dù sao cử tử có tư cách ở trước yêu điện ôm cây đợi thỏ không có ai là hạng bình thường thực lực đều rất mạnh mẽ đối mặt tu sĩ thần châu cũng chưa chắc không dám chiến một trận lại càng không cần phải nói phương hành chỉ là kim đan sơ kỳ dõng dạc ta đến chiến ngươi sau khi yên lặng một chút có thanh âm đột nhiên hét lớn là tử vụ hồ đạo tử đã từng bị phương hành một kiếm chặt đứt thông đạo yêu đế các, hắn tự nhận mất hết thể diện, đương nhiên nóng lòng vãn hồi thể diện nhất, thời điểm người khác còn lo lắng quan sát, hắn đã nhịn không được, giống một tiếng, trở thành người thứ nhất xuất thủ với phương hành. Long môn của tử vụ hồ ngư ta, hôm nay ở dưới chư vị đạo hữu chứng kiến chảm ngươi, bảo hộ đạo tâm của ta. Trong tiếng hô, tử vụ hồ đạo tử bay ra, tiện tay kết ấn, quanh người dâng lên hơi nước mênh mông cuồn cuộn, tựa như thiên tượng đại biến trong chốc lát bao phủ phương viên mười dặm, sau đó thân hình hắn lóe lên, nháy mắt đã đến trước người phương hành, hai tay kết ấn, long môn ấn đập mạnh ra. ầm ầm, thức ấn pháp này của hắn vừa ra, bất ngờ ở sau lưng ngưng kết thành một long môn cao không biết mấy trăm trượng, uy thế ngập trời, nghiền áp rơi xuống. Long môn ấn, tâm kiếm chảm chúng sinh. Thuật này, đúng là đại thuật của tử vụ hồ, tử vụ hồ nhất mạch, chính là một kim lý ở mấy vạn năm trước thành tiên lưu lại. Lúc đó tử vụ hồ nhất mạch đừng nói đại yêu, ngay cả biến ảo thành yêu quái cũng không có mấy người, so sánh với chân long nhất mạch quyền thế ngập trời thì càng giống như đế vương và ăn mày, tục truyền, tổ tiên tử vụ hồ từng có cơ duyên, lúc đó Long Vương ở cửa biển lập một Long Môn, nói cho ngàn vạn thủy tộc, ai có thể từ trong nước nhảy lên, nhảy qua Long Môn, người đó có thể được long tộc truyền thừa, trợ giúp đối phương thành đạo. Long Môn kia cao 333 trượng, thủy tộc bình thường làm sao phóng qua? Thủy tộc đều nói Long Vương đùa người, duy chỉ có một con kim lý coi là thật không ngừng nhảy 99 năm, rốt cục có một ngày từ trong nước nhảy lên, phóng qua Long Môn, Long Vương đích thân mời nó vào Long Cung, dốc túi truyền thụ truyền thừa của Long Tộc, Kim Lý kia được cơ duyên, lại tiềm tu nhiều năm, rốt cục chút bỏ yêu thai, phi thăng thành tiên, cũng ở yêu địa lưu lại tử vụ hồ nhất mạch độc nhất vô nhị. Long Môn ấn kia, là năm đó yêu tiên tự mình truyền xuống, ý cảnh xa xưa, uy lực vô tận. Nguyên hình của tử vụ hồ đạo tử chính là một con kim lý, người đều nói nó có phong thái của tổ tiên, tuổi còn trẻ liền tìm hiểu được ấn pháp do yêu tiên lưu lại, mấy năm trước hắn xuất quan, chính là dùng ấn pháp này luận đạo với kim đan đỉnh phong, cuối cùng thế hòa không phân thắng bại, tuy lần kia chỉ là luận đạo, không phải đấu pháp, nhưng tạo nghệ có thể thấy được lốm đốm. Xem ra hắn rất nóng nảy, bởi vậy vừa thấy phương hành, liền thi triển ấn này, muốn rửa sạch hổ thẹn. Cái phá ấn gì? Xem ta núi lớn áp long môn, đại kiếm chảm nhục thân. Phương hành đối mặt tuyệt học của tử vụ hồ, lại không sợ chút nào, trong tiếng quát, một bước đạp ra ngoài khí huyết chống đãng, giống như vang lên một tiếng sấm rền sau đó hai tay cầm kiếm chém về phía tử vụ hồ đạo tử cùng lúc đó trong thức hải lực lượng sơn bảo biến ảo ở sau lưng hiển hóa ra hư ảnh một ngọn núi lớn một kiếm này gia chỉ lực lượng của sơn bảo trầm trọng như núi ầm ầm kiếm đối ấn núi lớn đối long môn lúc đầu tử vụ hồ đạo tử nghĩ phương hành đối kháng mình sẽ bị chấn khí huyết toàn thân cuồn cuộn hắn tự thấy thực lực của mình rất tốt, đối mặt Thức Long môn ấn này, chỉ sợ Kim Đan đỉnh phong cũng phải thận trọng đối đãi, nhưng hắn không nghĩ tới, lực lượng của Phương Hành quá mạnh, một kiếm kia chém ra, vậy mà chém không trung xuất hiện vết nứt không gian màu đen, giống như tuyết lở. Rắc rắc. Hai tay của Tử vụ Hồ đạo tử rung động, như có dấu hiệu vỡ vụn, dọa hắn đổ mồ hôi lạnh, dốc sức liều mạng tế lên ba phù bảo, ở trên không trung hóa thành ba cái hồ lớn, như mộng như ảo ngăn ở giữa hắn và Phương Hành chỉ có điều theo hắn tế lên phù bảo, khí thế cũng đã thua phương hành, long môn ở sau lưng ầm ầm sụp đổ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Phương hành hét lớn, cất bước vượt qua, rất không nói đạo lý, hắc kiếm trong tay lại chảm. suy suy ở dưới hắc kiếm vô kiến bất tồi, tử vụ hồ đạo tử tế lên ba phù bảo liên tiếp nghiền nát, hư cảnh biến mất. Như vậy thoạt nhìn, giống như là phương hành một kiếm chảm long môn, hai kiếm chảm ba hồ. Lực lượng nhục thân thuần túy, bài trừ hết thảy hư định vèo lúc hư ảnh hồ lớn cuối cùng biến mất đại kiếm đã thẳng tắp chém về phía tử vụ hồ đạo tử hỗn đản lại có lực lượng nhục thân bực này hôm nay tính toán ta sắc mặt tử vụ hồ đạo tử vừa xấu hổ vừa phẫn nộ vội vàng lui chăm trượng phất tay áo hét lớn nhìn bộ dạng như vậy rõ ràng đã không dám tiếp tục tái chiến con mẹ nó hỗn đản hôm nay lấy đầu ngươi tế kiếm của ta phương hành một thân sát khí vậy mà không buông tha trong tiếng quát chói tai một kiếm kẹp lấy hung phong vô tận chém tới. Hỗn đàn này thật hung, lúc này trước yêu điện, ngoại trừ Cửu Vương tử, Thái Thạch Si Nhi, sứ giả Thần Châu còn bảo trì vẻ đạm nhiên, mấy người khác sắc mặt đều đại biến, như ai cũng không ngờ, tu sĩ nhân tộc kia sẽ mạnh như vậy, đường đường tử vụ hồ đạo tử, thiên tài nổi tiếng của yêu tộc, lại bị Phương Hành hai kiếm đánh bại. Giờ khắc này, Hồ Tiên Cơ quay đầu liếc nhìn đạo tử thử tộc, đáy mắt đã có chút lo lắng. Đã thắng, cần gì đuổi tận giết tuyệt như thế? Nhân tộc Phương Hành, ra ra đến lĩnh giáo thần thông của ngươi. Vô Ảnh Sơn đạo tử híp mắt, nhìn thấy Phương Hành đang toàn lực ra tay với Tử Vụ Hồ đạo tử, thanh âm lạnh lạnh quát, cùng lúc đó, thân hình lóe lên, biến mất ở trên vẫn thạch, lúc xuất hiện lần nữa, bất ngờ đã vọt tới sau lưng Phương Hành, thân thể thấp bé nhảy lên giữa không trung, móng vuốt sắc nhọn vèo, bắt xuống cái ót, trong miệng nói lĩnh giáo, nhưng lại ra tay đánh lén. Cút ngay. Vô Ảnh Sơn đạo tử vốn đoán chắc thời cơ, lại không ngờ thần hồn của Phương Hành cường đại, cảm ứng siêu phàm, lập tức xoay người lại, một kiếm chém thẳng tới, nó biết đánh lén không thành, cũng không nóng nảy, cười khặc khặc, thân hình giống như hư ảnh lui về sau 30 trượng, cười lạnh nói: "Ơ, ờ, phản ứng rất nhanh nha." "Hắc hắc, cũng không phải nhanh, mà là quá nhanh." Phương Hành cười hắc hắc, trong mắt lóe lên sát khí, cầm kiếm chỉ về phía Gia Hỏa đánh lén. Nhưng lúc này, khóe mắt hắn đột nhiên nhảy lên, thân hình nghiêng nghiêng, đột nhiên chứng kiến một đạo kiếm quang sắc bén vô hình, tựa như sợi tơ lướt qua ngực mình lướt tới có thể nói hiểm lại càng hiểm, là hồ tiên cơ đánh lén. Hỗn đản, có xấu hồ hay không, dùng ba đánh một sao. Cách đó không xa, Kim Ô nhìn thấy một màn này, không khỏi giận sôi lên, phẫn nộ kêu to. Đây là phạt ma, không phải đấu pháp, cần gì phải chú ý một đánh một. Thanh âm của hồ tiên cơ lạnh lùng, chậm rãi tiến lên, cùng hai yêu khắc hiện lên hình tam giác vây công phương hành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.